Lúc này, hai người tu dưỡng một phen, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất sau đó, liền rời đi hang động, hướng tử chiến khu vực đi. Chủ chiến khu vực, một phiến giống như trắng xám hoang mạc giống vậy chỗ, một tên huyền yêu tộc chàng thanh niên đối mặt một đầu giống như heo rừng hài cốt thú, lộ ra một tia cười lạnh. Cái này chàng thanh niên, chính là Diệp Thần ở thung lũng bên trong thấy tham gia yêu thiên đại điển yêu nghiệt một trong. Một khắc sau, hắn cả người yêu lực cuồng trào, trong tay chiến phủ chém điên cuồng xuống, ngay tức thì đem con heo rừng kia, phách được gần như vỡ vụn. Đang ngay mặt hắn hiện vui mừng, chuẩn bị kết cái này heo rừng, luyện hóa yêu máu lúc đó, vậy heo rừng hốc mắt bên trong ngọn lửa, chợt một hồi lóe lên, một đạo hắc khí cuồng trào ra hướng không phòng bị chút nào thanh niên tập kích đi. Thanh niên kia sắc mặt biến đổi, muốn xuất thủ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hắc khí vào cơ thể sau đó, nam tử cả người một hồi run rẩy, ánh mắt ngay tức thì phai nhạt xuống, một hồi vô cùng cường đại sát khí từ trong cơ thể, bộc phát ra, một lát sau, dần dần bình phục. Chàng thanh niên nhìn xem mình hai tay, trong mắt hiện lên vô cùng là thần sắc mừng rỡ nói, đã nhiều năm như vậy, lão tử rốt cuộc sống lại à? Ha ha ha! Hắn hướng tử chiến khu vực chỗ ở phương hướng nhìn một cái, cười lạnh một tiếng nói, yêu hoàng thái nhất cùng Chu Thiên Khuynh lấy mạng đổi mạng, thì như thế nào? Cuối cùng là muốn là bổn tôn làm đồ cưới. Tiếng nói vừa dứt, hắn chính là bắn lên thân hình, lấy tốc độ cực nhanh, hướng tử chiến khu vực đi tới, đồng thời, một thân hơi thở, cũng là dần dần tráng lớn lên, ngay chớp mắt liền đột phá. Giống nhau một màn, ở nơi này chiến trường thượng cổ bên trong, không ngừng diễn ra. Giờ phút này, tử chiến khu vực, huyền tử long sắc mặt âm trầm, quơ một chuôi long văn đại kích, trong cơ thể yêu khí gào thét, thương ý mãnh liệt, luyện đạo vết ấn, ở hắn quanh thân kích động, đem trước mắt một đầu cốt thú oanh vì nghiền. Đầu này cốt thú bất ngờ có còn chân cảnh trung kỳ thực lực. Sẽ ở đó cốt thú bể tan tành lúc đó, một đạo hắc khí bắn ra, hướng huyền tử long cuồng dũng tới. Huyền tử long thấy vậy, nhưng là cười lạnh cả người. Trong tay đại kích bỗng nhiên phát ra một đạo long ngâm bên trong, một đạo thật long chi hồn, từ đại kích bên trên bay cao ra, hướng về phía vậy đạo hắc khí chính là cắn xé đi. Mới vừa, còn tới thế hung hung hắc khí, thấy con rồng này hồn tựa hồ gặp khắc tinh vậy, một cái né tránh thì phải hướng phương xa chạy trốn. Có thể, nhưng là đã quá muộn. Long hồn điên cuồng hét lên một tiếng, hồn lực chập chờn kích động, ngay tức thì đem hắc khí kia dừng ở trên không, đồng thời. Miệng rồng một tấm, liền đem nuốt vào trong bụng. Không có giết người cái này mình yêu sau đó, huyền tử long nhưng là khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, dọc theo con đường này, đụng phải mình yêu tựa hồ có chút quá nhiều, chẳng lẽ chiến trường bên trong xảy ra biến cố gì? Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là vậy chuyện đại sự. Nghĩ đến vậy vô cực mộ cung, huyền tử long trong mắt không khỏi hiện lên vô cùng thần sắc hưng phấn, thân hình động một cái. Liền hướng không biết khu vực, đi nhanh đi. Chủ chiến khu vực nơi ranh giới, một tên mặc quần tím cô gái tuyệt đẹp, đang nhanh chóng mà đi trước, nàng mặt đẹp trắng bệch một phiến, mắt đẹp bên trong, mơ hồ hiện lên vẻ hoảng sợ. Mà ở sau lưng, vang lên một cái vô cùng nói năng tùy tiện, tà ác thanh âm nói, tiểu mỹ nữ, ngươi đợi một chút ta à, chạy nhanh như vậy làm gì, ca ca lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Vừa nói. Thanh âm kia lại là nghiền ngẫm cười một tiếng nói, coi như ca ca muốn ăn ngươi, cũng sẽ để cho ngươi trước khi chết, hưởng thụ được vô cùng vui sướng. Cái này nhanh chóng chạy trốn cô gái, chính là Huyền Lan Nhân. Huyền Lan Nhân không để ý tên kia chàng trai trêu chọc, vùi đầu chui được trước, rất nhanh, liền đi tới tử chiến khu vực cùng chủ chiến khu vực chỗ giáp giới. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, chợt tăng tốc độ, xông vào tử chiến khu vực bên trong. Nàng hướng sau lưng nhìn một cái, gặp vậy dây dưa mình thật lâu bóng người, rốt cuộc biến mất lúc đó, không khỏi được hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, cho dù là đối phương, cũng không dám truy đuổi nhập cái này vô cùng nguy hiểm tử chiến khu vực bên trong. Nhưng vào lúc này, bên người đột nhiên vang lên một đạo ẩn thân thanh âm quỷ dị nói, bảo bối, ngươi ở tìm ta sao? Huyền Lan Nhân sắc mặt cuồng biến, chợt quay đầu, chỉ gặp, bên người đứng một tên thần sắc nghiền ngẫm. Tham Lam huyền yêu tộc thanh niên. Thanh niên này, đến từ thánh thiên yêu tộc hạng thứ 8 gia tộc, khuất huyền gia, người này tên là Huyền Tâm Viễn, vốn là một tên còn chân cảnh tầng 2 thiên tồn tại, ở chỗ này lần tham gia yêu thiên đại điển yêu nghiệt bên trong,
chưa tính là cao cấp tồn tại. Chí ít, Huyền Lan Nhân tự tin có thực lực nghiền ép tại hắn. Có thể chẳng biết tại sao, làm nàng gặp phải Huyền Tâm Viễn lúc đó, thực lực lại là tăng vọt. Bất quá, cho dù là vậy còn chân cảnh tồn tại, Huyền Lan Nhân vậy tự tin có sức đánh một trận. Có thể, nàng lại xa xa không phải Huyền Tâm Viễn đối thủ. Ngày đó, nàng ở chủ chiến khu vực đi săn lúc đó, tình cờ gặp phải Huyền Tâm Viễn, nguyên bản, cũng không có để ý, có thể, để cho nàng không nghĩ tới phải, cái này Huyền Tâm Viễn không biết phát cái gì điên, lại là đối với nàng mưu đồ gây rối. Ở Huyền Lan Nhân nghiêm nghị cảnh cáo sau đó, Huyền Tâm Viễn như cũ lờ đánh, phải tiếp tục ra tay, Huyền Lan Nhân giận dữ, lúc này liền muốn động thủ, nhưng, động thủ sau đó, Huyền Lan Nhân nhưng phát hiện, mình lại bị cái này Huyền Tâm Viễn hoàn toàn nghiền ép. Dưới sự bất đắc dĩ, Huyền Lan Nhân đành phải thi triển đủ loại hậu thủ, trốn vào liền tử chiến khu vực bên trong. Có thể không nghĩ tới, cái này Huyền Tâm Viễn thật sự là điên rồi, lại đuổi vào. Huyền Lan Nhân sắc mặt vô cùng khó khăn xem, ngay tức thì cùng Huyền Tâm Viễn kéo ra khoảng cách, quát to, Huyền Tâm Viễn, ngươi điên rồi. Ngươi xác định phải ở chỗ này cùng ta đánh một trận, nếu như đưa tới còn chân cảnh cốt thú hoặc là minh yêu, người ta đều phải chết. Huyền Tâm Viễn nghe vậy, nhưng là tùy ý cười một tiếng nói, bảo bối, ngươi quá lo lắng, phụ cận đây, cũng không phải là cốt thú lãnh địa à, cũng không có minh yêu qua lại, người ta có thể tận tình sung sướng, phải biết, ta cũng không biết nhiều ít năm không có phụ nữ, có thể không nên cự tuyệt ta nha. Huyền Lan Nhân mắt đẹp bên trong, tràn đầy lửa giận, đồng thời, cũng là vô cùng là không rõ ràng. Cái này Huyền Tâm Viễn không chỉ là thực lực bạo tăng, liền tánh tình đều là hoàn toàn thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết, vốn là Huyền Tâm Viễn nhưng mà khá là cẩn thận, nhát gan. Có thể, không kịp suy nghĩ nhiều, vậy Huyền Tâm Viễn đã là trong mắt lửa dục cuồng xí, nhanh cười một tiếng, liền hướng Huyền Lan Nhân nhào tới. Huyền Lan Nhân thân thể mềm mại run lên, trong tay nhiều hơn một chuôi nhuyễn kiếm, một kiếm quang ra, màu tím kiếm quang chớp động, ngay tức thì biến thành vạn kiếm mưa, vô số kiếm quang, hướng Huyền Tâm Viễn chút xuống đi. Huyền Tâm Viễn nhưng là không để ý chút nào, trong cơ thể yêu khí rung động, lại là thi triển một loại Huyền Lan Nhân chưa bao giờ nghe kỳ dị công pháp, hai tay ngay cả động dưới, lại là mơ hồ lấy trưởng lực, bày thành công một đạo trận thế, ở đó trận thế bên trong, vô số kiếm mưa rối rít hóa là ánh sáng tím tiêu tán. Ngay tại Huyền Tâm Viễn sắp bắt Huyền Lan Nhân thân thể mềm mại, ánh mắt cũng càng thêm tà ác thời điểm, Huyền Lan Nhân nơi ngực một quả ngọc bội, bỗng nhiên toát ra vô cùng là tia sáng chói mắt. Huyền Tâm Viễn hơi biến sắc mặt, ngay tức thì thụt lùi ra. Mà đạo ánh sáng kia cũng là hướng Huyền Tâm Viễn truy đuổi đi. Huyền Lan Nhân vậy thừa dịp cái này cơ hội, hướng tử chiến khu vực chỗ sâu bỏ chạy, mặc dù bước lui Huyền Tâm Viễn, nhưng, Huyền Lan Nhân mặt đẹp nhưng là hoàn toàn trắng bệch, nàng nhìn trước ngọc bội kia đã dần dần bể tan tành. Đây là nàng cuối cùng một kiện pháp khí hộ thân. Xa xa ầm một tiếng vang thật lớn. Huyền Tâm Viễn nhìn mình một cánh tay đã biến thành nám đen vẻ, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, ngưng mắt nhìn Huyền Lan Nhân phương hướng trốn chạy nói, đồ gái điếm, ta ngược lại là phải xem, ngươi còn có thể trốn bao lâu. Tiếng nói vừa dứt, thân hình cực nhanh chớp động, liền hướng Huyền Lan Nhân đuổi theo. Cùng lúc đó, đang tử chiến khu vực bên trong đi tới Diệp Thần, thần sắc động một cái, nhìn về phía một cái hướng khác, đối với bên cạnh Huyền Băng Băng nói, nơi đó có động tĩnh. Thông thường mà nói, thánh thiên yêu tộc thiên tài không hề sẽ tiến vào tử chiến khu vực mới đúng, tiếng kia vang là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tí, chỉ gặp, chân trời chỗ mơ hồ hiện lên một đạo ánh sáng tím. Vậy ánh sáng tím, lấy tốc độ cực nhanh đi tới, rất nhanh, liền đi tới Diệp Thần cùng Huyền Băng Băng bên người. Bỗng nhiên, vậy ánh sáng tím một lần, lại là ở Diệp Thần bầu trời ngừng lại, hắn tựa hồ do dự một hồi. Cuối cùng, vẫn là rơi vào Diệp Thần trước người. Ánh sáng tản đi, một tên cô gái tuyệt mỹ, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Huyền Lan Nhân. Huyền Lan Nhân có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần cô gái bên cạnh một mắt, nàng nhìn ra được, Huyền Băng Băng là Huyền yêu tộc người, nhưng, nàng lúc trước cũng không có ở thung lũng bên trong thấy qua Huyền Băng Băng à. Nàng là vào bằng cách nào? Bất quá, dưới mắt Huyền Lan Nhân hiển nhiên không có công phu để ý những vấn đề này. Sắc mặt nàng vô cùng là lo lắng nói, Diệp công tử, mau cứu ta. Diệp thần cau mày nói, Lan Nhân cô nương,
thế nào? Ngươi làm sao sẽ tiến vào tử chiến khu vực? Chẳng lẽ, là bị cốt thú đuổi giết? Huyền Lan Nhân vô cùng khẩn trương nói, ta bị một tên tham gia yêu thiên đại điển yêu nghiệt đuổi giết, người này chẳng biết tại sao, thực lực bạo tăng, hơn nữa, tánh tình đại biến, thật là giống như là nổi điên như nhau. Diệp Thần nghe vậy, cùng Huyền Băng Băng hai mắt nhìn nhau một cái, đang muốn nói gì lúc đó, xa truyền, lại truyền tới một đạo âm trầm thanh âm nói, tiểu mỹ nữ, người đang nói cái gì à? Bổn công tử lúc nào đuổi giết ngươi? Bổn công tử, bất quá là muốn cùng ngươi sung sướng một chút mà thôi, coi như muốn giết ngươi, vậy được ở sung sướng sau đó à? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu đen độn quang, giống như tia chớp bắn nhanh tới, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt, chính là Huyền Tâm Viễn. Huyền Tâm Viễn lạnh lùng mắt nhìn xuống đám người, châm chọc cười một tiếng nói, tiểu mỹ nữ, đây chính là ngươi tìm cứu binh. Một cái càn khôn cảnh tồn tại. Lời tuy như thế nói, nhưng, Huyền Tâm Viễn trong mắt nhưng là hiện lên vẻ ngưng trọng, Diệp Thần cho hắn một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Mà làm hắn thấy được đứng ở Diệp Thần bên cạnh Huyền Băng Băng lúc đó, nhưng là sắc mặt biến đổi nói, Hàn Sát. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có thể rất nhanh, hắn con ngươi chính là một hồi run rẩy dữ dội nói, ngươi không phải Hàn Sát. Nháy mắt tức thì, Huyền Tâm Viễn sắc mặt chính là vô cùng cảnh giác. Nói chính xác là đoạt xác Huyền Tâm Viễn Minh Yêu. Người này, khi còn sống tên là Triệu Bồ, hóa là Minh Yêu sau đó, thực lực so với Hàn Sát cao hơn một nước, nhưng cũng không quá nhiều, có thể đem Hàn Sát tiêu diệt, hơn nữa, còn chưa tổn thương đạt tới túc chủ dưới tình huống tiêu diệt, đối hắn vậy tuyệt đối có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Hắn thần sắc hào hùng nhìn về phía Huyền Băng Băng bên cạnh Diệp Thần, tâm tư cuồng chuyển, chẳng lẽ, là cái này càn khôn cảnh tiểu tử ra tay? Mà Huyền Lan Nhân, giờ phút này chính là đầu óc mơ hồ, căn bản nghe không hiểu Huyền Tâm Viễn đang nói cái gì. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm Viễn, trong mắt chính là nổi lên sắc bén, nguyên bản, hắn nghe được Huyền Lan Nhân nói cũng đã hoài nghi Huyền Tâm Viễn bị đoạt xác, nhưng, không dám khẳng định, không nghĩ tới cái này Huyền Tâm Viễn ngược lại là không đánh đã khai. Huyền Tâm Viễn sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể trưởng ý dâng trào, giờ phút này, hắn cũng sẽ không ẩn núp. Không khí bên trong sát khí, phảng phất biến thành một đạo một cơn lốc, ở bên người hội tụ, đồng thời, cuồn cuộn yêu khí cũng là bộc phát ra, đem Minh Yêu cùng Huyền Yêu tộc người lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Huyền Tâm Viễn cùng Diệp Thần đối mặt, trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ nói, thằng nhóc, Hàn Sát, đi nơi nào. Mà giờ khắc này, Huyền Lan Nhân mặt đẹp đã một phiến trắng bệch. Nguyên bản, nàng sở dĩ nhờ giúp đỡ Diệp Thần, là bởi vì là Diệp Thần chiến thắng Huyền Cửu Cực. Ở nàng nhìn lại, thực lực hẳn ở hôm nay Huyền Tâm Viễn bên trên, nhưng lúc này, Huyền Tâm Viễn toàn lực bùng nổ dưới, tản ra uy áp, thậm chí áp đảo Huyền Cửu Cực bên trên liền à. Cho dù là Diệp Thần, sợ rằng, cũng không phải Huyền Tâm Viễn đối thủ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Huyền Tâm Viễn mới vừa lại căn bản không xuất toàn lực, hắn thực lực chân thật lại là sợ hãi đến như vậy bước. Ngay tại nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía Diệp Thần lúc đó. Nhưng là không khỏi được hơi sững sờ. Chỉ gặp, cho dù đối mặt với thời khắc này Huyền Tâm Viễn, Diệp Thần như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Hàn Sát, chết. Huyền Tâm Viễn nghe vậy, con người có giúp một cái nói, chết. Ai giết hắn? Ta. Lời vừa nói ra, Huyền Tâm Viễn thân thể rõ ràng chấn động một tí, hắn thần sắc bộc phát hung ác nói, thằng nhóc, ngươi lừa gạt ta. Bằng ngươi. Một cái càn khôn cảnh phế vật như thế nào có thể tiêu diệt Hàn Sát? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, có thể hay không giết hắn, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần lại là trực tiếp bước, hướng Huyền Tâm Viễn đi tới. Huyền Tâm Viễn thấy vậy, trong mắt lại là mơ hồ hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ, chợt quát lên, đồ đáng chết, ở ta trước mặt trang. Cho ta chết. Hắn hai tay ngay cả động, trưởng ý như rồng. Trong cơ thể nổi lên đã lâu lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, cuồng bạo sát khí cùng như biển yêu khí hòa làm một thể, bơm vào đến vậy ngút trời trưởng ấn bên trong, to lớn trưởng ấn trên không trung lật bay, mơ hồ, lại là hình thành một đạo uy thế kinh người đại trận. Trận này vừa ra, vô số lực lượng kinh khủng liền hạ xuống tại ở giữa thiên địa, đúng phiến mặt đất, tựa như đều bị đè lùn một phần. Huyền Lan Nhân không nhịn được kinh hô, Diệp Thần, chú ý. Giờ phút này, Huyền Lan Nhân trong đầu đã là một phiến hỗn loạn, căn bản không có nghĩ tới,
đối mặt giờ phút này tản ra hơi thở, thậm chí mơ hồ đã áp đảo Huyền Cửu Cực trên Huyền Tâm Viễn, Diệp Thần lại vẫn dám chủ động đi qua à? Huyền Tâm Viễn cái này trưởng trận khủng bố, nàng nhưng mà tràn đầy nhận thức, nguyên bản liền cơ hồ có thể nói là cùng cấp vô địch vũ khí, hiện tại, lại là ở lớn mạnh như vậy dưới trạng thái thi triển ra, cho dù Diệp Thần được gọi là vượt qua Huyền Cửu Cực trình độ cao nhất yêu nghiệt cũng không cách nào ngăn cản chứ. Một bên Huyền Băng Băng ngược lại là sắc mặt sửng dưng, nàng rất rõ Sở Diệp Thần thực lực. Nếu như gặp phải chân chính khủng bố minh yêu, có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến, nhưng, trong mắt cái này đoạt xác Huyền Tâm Viễn tồn tại, còn chưa đủ tư cách. Có thể, Huyền Lan Nhân mắt đẹp rất nhanh lại là run lên. Chỉ gặp, Diệp Thần đối mặt Huyền Tâm Viễn cái này cực kỳ một trường, lại là thần sắc bình thản, tựa như căn bản không đem một trường này coi vào đâu vậy. Liền né tránh, phòng ngự dự định cũng không có à. Lãnh hội qua cái này trưởng trận uy lực Huyền Lan Nhân thật là muốn điên. Diệp Thần quá khinh thường. Dưới mắt, Diệp Thần là nàng hy vọng duy nhất, nàng cũng không muốn Diệp Thần cứ như vậy bị Huyền Tâm Viễn trong nháy mắt giết à. Mà Huyền Tâm Viễn cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thằng nhóc này xong rồi. Mình cái này vùi lấp trưởng trận truyền thừa từ thượng cổ, chính là cực kỳ kinh khủng trưởng đạo pháp cửa. Tiểu tử trước mắt này mặc dù có mấy phần quỷ dị, nhưng, ánh mắt quá kém. Phỏng đoán căn bản không nhận được từ mình cái này trưởng pháp chứ. Ha ha, nếu ngươi khinh thường, như vậy thì đi chết đi. Mắt thấy vậy trưởng trận sắp chấn áp tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, Huyền Lan Nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng thậm chí cũng chuẩn bị tự bạo, chết vẫn tốt hơn chịu nhục. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là phong khinh vân đạm mở miệng nói, phệ hồn thông thiên. Ngắn ngủi bốn chữ, bình thản nhẹ chậm giọng. Nhưng, mỗi một cái âm tiết nhưng đều tựa như là đại đạo âm vậy, làm thiên địa nổi lên vô hình biến hóa. Tất cả mọi người suy nghĩ tựa như cũng bởi vì cái này bốn chữ tự âm mà động lại. Âm, cuồng phong nổi lên. Vô tận hồn lực, khuấy động mưa gió. Một đạo làm người ta hít thở khó khăn gió lớn ngay tức thì bao phủ mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười Huyền Tâm Viễn. Nụ cười kia ngay tức thì động lại. Cùng lúc đó, ở Huyền Tâm Viễn sau lưng xuất hiện một đạo giống như thần linh cự nhân hình bóng. Cái này cự nhân tay cầm cổ kiếm, thân quấn hỏa long, tựa như thẩm phán tội ác thiên vương. Ở dấu tay kia, khoảng cách Diệp Thần chỉ có xa xa mấy tấc lúc đó, người khổng lồ kia một kiếm chém ra, lôi cuốn vô tận hồn lực kiếm phong, lấy tốc độ nhanh như tia chớp nháy mắt không vào Huyền Tâm Viễn trong cơ thể. Vạn vật đều bị như ngừng lại giờ khắc này. Âm một tiếng, Diệp Thần đỉnh đầu trưởng trận khoảnh khắc bể tan tành, mà Huyền Tâm Viễn vậy vẻ mừng rỡ như điên, cũng là biến thành nồng đậm sợ hãi, hắn cả người khói xanh lượn lờ, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra vô cùng là thê lương kêu rên, từ không trung rơi xuống, nặng nề ném xuống đất. Giờ phút này, phương này mới còn không có thể một đời Huyền Tâm Viễn, nhìn Diệp Thần giống như là nhìn địa ngục ác ma vậy không ngừng run rẩy. Huyền Lan Nhân thấy một màn này hoàn toàn ngu. Một khắc trước, còn ở tuyệt vọng, một khắc sau, liền đi tới thiên đường. Vậy nhìn như vô cùng cường đại Huyền Tâm Viễn, chỉ như vậy bị Diệp Thần hời hợt đánh bại. Nguyên bản, nàng còn lấy là Diệp Thần khinh thường. Có thể sự thật đâu. Ở nàng nhìn lại, vô cùng kinh khủng Huyền Tâm Viễn, đối với Diệp Thần mà nói, liền côn trùng cũng không tính chứ. Trước. Huyền Lan Nhân đối với Diệp Thần có thể chỉ là có chút hứng thú, có thể hiện tại nhưng hoàn toàn biến thành sùng kính liền à. Diệp Thần hồn lực bạo tăng sau đó, cho dù là đoạt xác thân thể minh yêu vậy rất khó ngăn cản được hồn của hắn kỹ nhất kích. Hắn đi tới Huyền Tâm Viễn trước người, tùy ý một cước đạp ở đang vùng vẫy muốn đứng lên Huyền Tâm Viễn, nếu như hắn mới vừa mới muốn giết chết cái này minh yêu mà nói, hôm nay hắn đã tan thành mây khói. Diệp Thần sở dĩ lưu lại cái này minh yêu một tên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có chuyện muốn hỏi. Mà giờ khắc này, Huyền Tâm Viễn hù được cũng sắp hôn mê, hắn trong lòng là vô cùng hối hận. Trên thực tế, hắn căn bản không có đánh cái gì vô cực mộ cung chủ ý, dẫu sao, hắn rất rõ ràng, chiến trường bên trong so hắn mạnh mẽ, hơn nữa khôi phục khi còn sống ý thức minh yêu còn có không thiếu, cùng những thứ này minh yêu cướp cơ duyên, vậy đơn giản là tìm chết à. Mà hắn... chỉ có một mục đích đó chính là thoát khốn. Có thể thật vất vả thành công đoạt xác, có thoát khốn cơ hội, nhưng bởi vì gặp xác này lòng tham, kết quả thua ở một cái như vậy sát tinh trên tay.
Diệp Thần nhàn nhạt nói, hiện tại, ta hỏi, người đáp, nghe hiểu sao? Huyền Tâm Viễn bận bịu gật đầu không ngừng nói, công tử mời nói, tại hạ, một xác định biết gì nói nấy. Trên thực tế, Huyền Tâm Viễn trong cơ thể Triệu Bồ cũng là có chút bực bội, lấy hắn lúc còn sống thực lực, hôm nay Diệp Thần còn thật không đủ nhìn, thổi hơi liền có thể đem trong nháy mắt giết, có thể, tình thế bức người, dưới mắt hắn ở Diệp Thần trước mặt chính là cá trên thớt. Diệp Thần hỏi, hôm nay, chiến trường bên trong có nhiều ít Minh Yêu khôi phục thần trí. Huyền Tâm Viễn có chút do dự nói, cái này, tại hạ cũng không cách nào khẳng định, nhưng, theo ta biết, chỉ ít cũng có 10 người trở lên. Diệp Thần khẽ cau mày, số lượng này so tưởng tượng còn muốn hơn. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi khôi phục thần trí bao lâu? Trước kia, nhưng có Minh Yêu đoạt xác tham gia Yêu Thiên Đại Điển Huyền Yêu tộc người rời đi nơi này. Huyền Tâm Viễn đáp, theo ta biết, đại đa số Minh Yêu đều là ở những năm gần đây mới thật sự hồi phục, bắt đầu có thần trí, còn như phải chăng có Minh Yêu đoạt xác rời đi, cái này thì không rõ lắm. Trên thực tế, cho dù là khôi phục thần trí liền Minh Yêu tới giữa vậy rất ít có nơi lui tới. Diệp Thần lại hỏi nói, người biết khôi phục thần trí liền Minh Yêu bên trong, thực lực phần lớn như thế nào? Huyền Tâm Viễn ánh mắt hơi chớp nói, ở khôi phục thần trí Minh Yêu bên trong, tổng cộng, có 3 đại cự đầu, cái này 3 tên cự đầu thực lực, đều ở đây còn chân cảnh, hơn nữa, khi còn sống cũng rất có lai lịch, một là Từ Thiên Minh, người này ở trên cao cổ chinh chiến lúc đó. Chính là nhân tộc tướng lãnh một trong, chỉ là, hắn tựa hồ là dựa vào một loại bí thuật hồi phục, giá phải trả cực lớn, chỉ là duy trì mình sinh tồn, liền phải hao phí rất nhiều cốt thú máu tươi cùng với một loại bí bảo huyết tinh thạch. 2. Tên là Lý Kình Hiên, người này thực lực, hẳn ở còn chân cảnh trung kỳ, nhưng, vào năm đó chính là một tên chiến lực vượt xa cùng cấp thiên chi kiêu tử, đặt ở hôm nay, kinh khủng hơn. Cuối cùng một tên, chính là một cái vô cùng thần bí tồn tại. Độc lai độc vãng, cho dù là chúng ta những thứ này Minh Yêu vậy không được rõ hắn thân phận, chỉ biết là, người cuối cùng kia rất mạnh, mạnh đến thần chí liền Từ Thiên Minh cùng Lý Kình Hiên đối hắn cũng khá là sợ hãi. Còn dư lại, thực lực thì phần lớn ở còn chân cảnh trung kỳ dưới, dẫu sao, chúng ta khôi phục thần chí thời gian không hề dài, vốn là thực lực còn không có khôi phục nhiều ít. Diệp Thần nghe vậy, yên lặng không nói, Từ Thiên Minh đã chết, nói cách khác. Hắn chủ yếu cần lo lắng chính là Lý Kình Hiên cùng vậy thần bí tồn tại. Gặp Diệp Thần không nói, Huyền Tâm Viễn có chút thấp thỏm hỏi, công tử, nên nói ta nói hết rồi, có thể hay không, tha ta một mạng. Diệp Thần nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, một vấn đề cuối cùng, có không có thể phân biệt những thứ này bị Minh Yêu đoạt xác người thủ đoạn. Huyền Tâm Viễn nghe vậy, trong mắt chớp động một tí, lắc đầu nói, tại hạ cũng không biết loại thủ đoạn này. Diệp Thần thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói, à, vậy, người đi ngay chết đi. Huyền Tâm Viễn sắc mặt biến đổi vội vàng nói, chờ một tí, ta nhớ ra rồi. Ở tử chiến bên trong khu vực, hẳn còn sót lại trước một quả huyết hồn làm, máu này hồn làm, vốn là dùng để cảm giác nhân tộc các chiến sĩ sinh tử bảo vật, trong đó, dung luyện liền tất cả chiến sĩ một giọt máu tươi. Cho dù chúng ta đã bỏ mình, nhưng, mặc dù có thể hóa là Minh Yêu, cũng là bởi vì là còn có một chút máu tươi lưu tích trữ trong cơ thể, nếu như đạt được máu này hồn làm, cần phải có thể đối với năm đó các chiến sĩ có cảm giác. Vừa nói, hắn đảo trong mắt một vòng nói, như là công tử cần máu này hồn làm, tại hạ có thể dẫn công tử, đi tìm kiếm. Chỉ có như vậy, hắn mới có chạy trốn cơ hội. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc động một cái, bất quá rất nhanh chính là khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên biết Huyền Tâm Viễn đánh phải là tính toán gì. Nhàn nhạt nói, không nên phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, hồn kỹ thi triển. Phệ hồn thông trời, kích động ra. Không, Huyền Tâm Viễn kêu thảm một tiếng, liền ở phệ hồn thông thiên dưới, hoàn toàn mất đi. Mà Huyền Tâm Viễn bản thân thần hồn vậy sớm bị chiếm đoạt, Diệp Thần tiêu diệt Triệu Bồ sau đó, tại chỗ chỉ để lại một cổ thi thể. Huyền Lan Nhân giờ phút này vậy đã đại khái rõ ràng liền cái gì? Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, lại có Minh Yêu khôi phục thần trí. Hơn nữa còn có trên 10 đầu, nếu như bọn họ cũng có thể so với người này thực lực, như vậy, lần này Yêu Thiên Đại Điển sợ rằng phải đại loạn. Diệp Thần gật gật đầu nói, những thứ này Minh Yêu đoạt xác sau đó, nếu là muốn mau sớm khôi phục thực lực, chiếm đoạt sinh linh máu tươi là phương pháp tốt nhất, vì vậy, khẳng định sẽ đuổi giết chiến trường bên trong Huyền Yêu tộc người, chắc hẳn sẽ có không ít tham gia đại điển thiên tài và ngươi như nhau.
lựa chọn trốn vào tử chiến khu vực. Trong chốc lát, Huyền Lan Nhân sắc mặt có chút trắng bệch nói, như thế nói, há không phải không có người có thể tín nhiệm. Nguyên bản, nàng cho rằng vậy tham gia đại điển thiên tài sẽ không tiến vào tử chiến khu vực, cho nên, tử chiến bên trong khu vực xuất hiện rất có thể chính là bị Minh Yêu đoạt xác người, có thể bây giờ nhìn lại, cái này cũng không cách nào trở thành phán đoán căn cứ. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp nói, bất quá, nếu thật sự là như thế mà nói, vòng ngoài khu vực cùng chủ chiến khu vực, ngược lại sẽ tương đối an toàn một ít, Lan Nhân cô nương, tiếp theo, ta muốn đi trước không biết khu vực, vô cùng là hung hiểm, nếu như ngươi tin lời của ta, có thể đến chỗ này đi, nơi đó tương đối mà nói hẳn sẽ an toàn một ít, cô nương liền ở nơi đó chờ đợi trở về ngày đến đi. Vừa nói, hắn đem địa đồ lấy ra dấu hiệu một vị trí, chính là vậy từ Thiên Minh xào huyệt chỗ. Huyền Lan Nhân do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, rời đi nơi này. Mặc dù, Diệp Thần thực lực rất mạnh, nhưng, đi không biết khu vực. Có nhiều nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, có thể liền Diệp Thần cũng tự thân khó bảo toàn, huống chi là chiếu cố nàng đâu. Huyền Lan Nhân sau khi rời đi, Huyền Băng Băng có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, ngươi mới vừa làm sao trực tiếp đem vậy Minh Yêu tiêu diệt, chẳng lẽ, ngươi không muốn biết huyết hồn làm vị trí? Diệp Thần cười nói, ngươi cảm thấy hắn thật sẽ dẫn chúng ta đi tìm huyết hồn làm. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, hơn nữa, máu này hồn làm chỗ, ta đã biết. Hắn chiếm đoạt từ Thiên Minh sau đó lấy được hắn bộ phận trí nhớ, mà đương thời thất là cái này cái huyết hồn làm chính là từ Thiên Minh. Diệp Thần lấy được trong ký ức, vừa vặn có máu kia hồn làm vị trí, chỉ là, nguyên bản hắn cũng không biết, huyết hồn làm là dung hợp nhân tộc các chiến sĩ máu tươi bảo vật thôi. Một ngày sau, Diệp Thần cùng Huyền Băng Băng đi tới một nơi thung lũng phía trên. Một ngày này, ở Huyền Băng Băng dưới sự hướng dẫn, bọn họ hữu kinh vô hiểm chuyển kiếp mấy đầu khủng bố cốt thú chỗ ở khu vực, đi tới tử chiến khu vực cùng không biết khu vực biên giới chỗ, giờ phút này nhưng là ngừng lại. Huyền Băng Băng nhìn dưới sơn cốc, một đạo biến dạng mặt đất vực sâu, có chút kinh ngạc nói, nơi này chính là máu kia hồn làm chỗ. Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Huyền Băng Băng nghe vậy, không khỏi được cau mày nói, Diệp Thần, theo ta biết, cái này vực sâu bên trong ẩn núp một đầu rất mạnh cốt thú. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, lấy ta hôm nay thực lực, cho dù không cách nào chiến thắng cái này cốt thú, chạy trốn cần phải làm không thành vấn đề, ngươi lại ở chỗ này chờ ta, ta tiến vào vực sâu bên trong tìm tòi. Dứt lời, thân hình búng một cái, liền rơi vào vực sâu bên trong. Huyền Băng Băng mắt đẹp lóe lên, mơ hồ hiện lên vẻ lo âu. Một phiến hắc ám bên trong, Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt bốn phía quét sạch, tìm kiếm máu kia hồn làm chỗ, đột nhiên tới giữa, hắn con người co rúm một cái, ở trước người của nó cách đó không xa, chiếm cứ một đầu thân hình to lớn, toàn thân xương cốt ngăm đen, tựa như gấu to cốt thú. Cái này cốt thú quanh thân bất ngờ tản mát ra không kém gì còn chân cảnh bốn tầng thiên tồn tại chập chờn. Mà làm Diệp Thần thấy được vậy cốt thú một quả to lớn nhọn dáng dấp răng nanh lúc đó, không chỉ có hơi sững sờ, ngay sau đó, mặt hiện vẻ cổ quái. Cái này cốt thú răng nanh bên trên, bất ngờ nạm liền tắt màu đỏ thẫm lệnh bài. Chính là máu kia hồn làm. Nguyên bản, Diệp Thần dự định ở không kinh động cái này cốt thú dưới tình huống lấy được cái này cái huyết hồn làm, hiện tại, xem ra là không cách nào làm được. Một khắc sau, hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt ngay tức thì ác liệt, cổ tay lộn một cái nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm. Vậy cốt thú tựa hồ vậy cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu lên, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng xem ra, phát ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, liền hướng Diệp Thần chạy như điên tới. Mỗi một lần chạy nhanh, toàn bộ vực sâu tựa hồ cũng làm run rẩy một tí. Vậy cốt thú cả người sát khí cuồng trào, gấu móng bên trên đạo đạo màu xích kim phù văn cuồn cuộn. Bất ngờ là vậy luyện đạo vết ấn. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đánh tới thú móng, đem toàn bức tâm thần tập trung ở thân thể khống chế bên trên, một kiếm vung ra, hắn cầm kiếm trên cánh tay cũng là thoáng qua luyện đạo vết ấn và hủy diệt đạo ấn. Một khắc sau, một đạo sáng chói ngân hà từ trên trường kiếm kích động ra cùng vậy gấu móng đụng vào một nơi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể ngay tức thì đổ bay ra, hung hãn đập vào trên vách đá đem đánh ra một cái hố to. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người xương cốt nhiều chỗ bể tan tành,
ngưng mắt nhìn vậy gấu to cốt thú, ánh mắt bộc phát ngưng trọng. Tạm thời tới giữa, trong vực sâu truyền đến từng cơn sợ hãi vang lớn, hai bên chiến đấu được vô cùng kịch liệt. Diệp Thần tuy là bị vậy cốt thú hoàn toàn áp chế, nhưng, bằng vào nghịch thiên sinh mệnh lực, vậy cốt thú đổ cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn, đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Thung lũng bên trong, Huyền Băng Băng nghe trận kia trận vang lớn, sắc mặt bộc phát tiêu nóng này. Ước chừng nửa giờ sau đó, một đạo độn quang bỗng nhiên từ vậy vực sâu bên trong bay vút lên ra. Một đầu cả người trải rộng vết rách gấu to cốt thú, theo sát phía sau, cũng không muốn thả qua cái này ngon miệng sinh linh. Độn quang kia lảo đảo muốn rơi xuống, liều mạng hướng xa xa bay ra, mắt thấy sẽ bị sau lưng cốt thú nơi đuổi kịp. Huyền Băng Băng thấy vậy, không khỏi được sắc mặt biến đổi, thì phải tung người hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng đuổi theo, nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Huyền Băng Băng thần sắc như thường, trong tay nhiều hơn một chuôi sát kim súng trường, chợt xoay người muốn ra tay, có thể làm nàng thấy rõ ràng người sau lưng lúc đó, nhưng là không khỏi được hơi sững sờ. Chỉ gặp, ở sau lưng, đứng một tên cả người nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt thanh niên, chính là Diệp Thần. Diệp Thần không có nói gì nhiều, mà là kéo Huyền Băng Băng nói, đi mau. Hai người thân hình chớp mắt, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Mà lúc này, vậy gấu to cốt thú, rốt cuộc bắt được vậy lảo đảo muốn ngã độn quang, nhưng, rất nhanh, cái này chuẩn bị ăn một bữa thỏa thích cốt thú chính là phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hắn xòe ra gấu miệng bên trong, một cái nanh bất ngờ đã vết nứt, đoạn khẩu vô cùng bằng phẳng, hiển nhiên là bị cái gì vô cùng là sắc bén vật nơi chém xuống. Còn như vậy đạo đem dẫn ra độn quang, trên thực tế chính là Diệp Thần thả ra thân ngoại hóa thân. Hắn chém xuống cốt thú răng nanh sau đó, liền một bên dựa vào cái này thân ngoại hóa thân dẫn dụ cốt thú, một bên giấu giếm hành thích, mang Huyền Băng Băng rời đi. Một nơi màu xám cho núi đá bên trong, Diệp Thần nhìn trong tay một quả màu đỏ thẫm lệnh bài, không khỏi được mặt lộ cười khổ. Cái này cái lệnh bài, nhìn như tàn tạ vô cùng, căn cứ Diệp Thần phỏng đoán, sợ rằng, chỉ có thể sử dụng nữa một lần. Sai lớn như vậy công phu lấy được huyết hồn làm lại chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Thần lắc đầu một cái, đem máu này hồn làm thu hồi sau đó, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương, không lâu lắm, hai đạo độn quang lần nữa bay lên hướng không biết khu vực tiến về trước. Nửa ngày sau, Diệp Thần cùng Huyền Băng Băng trước mặt, mơ hồ xuất hiện một đạo giới hạn. Một đạo do sát khí phân chia ra giới hạn. Tại tiền phương cách đó không xa đất đai bên trên, vô cùng đậm đà cho đen sát khí, cơ hồ hóa thành thực chất. Nơi đó, chính là không biết khu vực. Diệp Thần trong mắt, mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn, rất nhanh, hai người liền tiến vào cái này không biết khu vực bên trong, hướng vô cực mộ cung chỗ đi tới. Có Huyền Băng Băng dẫn, ngược lại là giảm bớt Diệp Thần không thiếu công phu. Có thể, ngay tại hai người tiến vào không biết khu vực không lâu sau, bên tai chính là vang lên một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa. Từng cơn vô cùng là mãnh liệt chiến đấu chập chờn, từ vậy cho đen sát khí bên trong bộc phát ra. Huyền Băng Băng cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên vẻ ngưng trọng, từ chiến đấu này chập chờn cường độ phán đoán, cái này song phương giao chiến thực lực rất mạnh. Ngay tại lúc này, vậy chiến đấu chập chờn bỗng nhiên một thịnh, sát khí bên trong hiện lên một đạo vô cùng đoàn ánh sáng chói mắt, bụi đất tung bay, thậm chí hình thành một đạo mây hình nấm, mênh mông đợt khí cuốn tới, cho dù là Diệp Thần cũng mơ hồ cảm thấy một hồi kinh hãi. Hai bên một kích này lực lượng mạnh mẽ dị thường. Một kích này sau này, vậy chập chờn liền yên lặng đi xuống. Chẳng lẽ phân ra thắng bại? Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hồn thể đổi thành thi triển, thần niệm đảo qua ra, ngay sau đó không khỏi được mặt hiện vẻ cổ quái. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt liền đi tới vậy chiến đấu phát sinh chỗ. Chỉ gặp, xuất hiện ở trước mặt chính là hai người Huyền yêu tộc thanh niên. Cái này hai người bất ngờ là Thánh Thiên yêu tộc Thánh tử Huyền Cửu Cực, cùng với Thiên Huyền gia công tử, được gọi là Thánh Thiên yêu tộc đệ nhất thiên tài Huyền Tử Long. Bọn họ lại là vậy đi tới không biết khu vực. Huyền Tử Long trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Huyền Cửu Cực lại vậy xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn đột phá. Mặc dù... Huyền Tử Long thực lực chân thật ở hiển nhiên là mới vừa đột phá Huyền Cửu Cực bên trên, có thể, ở đó Thiên Yêu con giấu dưới áp chế, thực tế giao thủ, hai người lại là ở như nhau tới giữa. Mà Huyền Cửu Cực cũng là sắc mặt khó khăn xem.
Trước đây không lâu, hai người ở không biết khu vực gặp nhau, rất nhanh liền phát hiện, đối phương cũng là vì Vô Cực Mộ Cung tới. Lúc này, hai bên cũng muốn bước lui bên kia, chính là vung tay. Huyền Cửu Cực cũng là không nghĩ tới, cho dù mình đột phá cảnh giới, thực lực lại cùng Huyền Tử Long còn có chênh lệch không nhỏ, cho dù thi triển thiên yêu dấu vết áp chế, như cũng không cách nào thủ thắng. Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực đều là sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, trên mình vết thương chồng chất, hơi thở chợt cao chợt thấp, hiển nhiên cũng chiến đến trình độ cao nhất. Làm Diệp Thần lúc xuất hiện, bọn họ đều là không khỏi được hơi sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Hôm nay, hai người trạng thái đều không coi là quá tốt, thực lực đại giảm, nếu như giờ phút này, Diệp Thần đối với bọn họ xuất thủ, hai người chưa chắc là đối thủ à. Đồng thời, bọn họ cũng là có chút hiếu kỳ, Diệp Thần vì sao sẽ đi tới nơi này không biết khu vực. Trong chốc lát, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Diệp Thần chính là cặp mắt híp lại, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ cái này hai người cũng đã bị Minh Yêu đoạt xác. Trong đó, Huyền Cửu Cực đặc biệt là khả nghi, hắn tu vi vì sao đột phá. Còn cường đại hơn liền như thế nhiều. Đây là, Huyền Cửu Cực trầm giọng nói, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ cũng là vì vậy Vô Cực Mộ Cung tới. Diệp Thần chân mày khều một cái nói, à, ngươi cũng biết Vô Cực Mộ Cung chuyện. Huyền Cửu Cực gật đầu nói, nếu không phải vì cái này Vô Cực Mộ Cung, ta cũng không sẽ tiến vào cái này chiến trường thượng cổ sau đó, mới đột phá áp chế cảnh giới. Trầm mặc chốc lát, Huyền Cửu Cực đột nhiên mở miệng nói, Huyền Tử Long, người ta cũng đừng đấu nữa, cái này không biết khu vực vô cùng nguy hiểm, lưỡng bại câu thương dưới tình huống, rất có thể cuối cùng không thu hoạch được gì. Diệp Thần, ta có một đề nghị, khi tiến vào Vô Cực Mộ Cung trước, chúng ta ba người tạm thời liên thủ. Còn như cuối cùng, ai có thể được yêu hoàng truyền thừa thả di thể, bằng bản lãnh của mình, các ngươi ý như thế nào? Huyền Tử Long nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, không nói gì. Mà Diệp Thần chính là cười lạnh một tiếng nói, liên thủ. Ta hiện tại thừa dịp các ngươi bị thương, đem các ngươi giết tất cả, không phải tốt hơn. Huyền Tử Long hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi xác định ta hai người liên thủ dưới tình huống, ngươi có nắm chắc đem chúng ta giết. Coi như ngươi thật có thể làm được, ta Huyền Tử Long bảo đảm, cũng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đây là, Huyền Cửu Cực đột nhiên lấy ra một phần gia thú sách cổ nói, đây là một phần hỗn độn linh bảo cấp bậc thần hồn khế ước, cho dù lấy bọn ta thực lực, nếu như vi phạm cam kết, cũng là sẽ phải chịu cắn trả cực mạnh, nếu như các ngươi đồng ý, liền ở nơi này sách cổ bên trên, lấy máu tươi viết lên tên chữ, nếu không. Hắn trong mắt hàn mang chớp động nói, như vậy. Ta ba người liền ở chỗ này, sống chết với nhau. Diệp Thần nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, hợp tác có thể, nhưng, ở chỗ này trước, ta có một cái điều kiện. Huyền Cửu Cực cau mày nói, cái gì? Diệp Thần ngưng mắt nhìn hai người nói, các ngươi phải chịu đựng ta hồn kỹ nhất kích. Ừ, Huyền Cửu Cực hai người nghe vậy, đều là nhướng mày một cái, mặt lộ vẻ không hiểu. Huyền Tử Long trầm giọng nói, thần hồn nhất kích, tiểu tử. Người muốn làm gì? Diệp Thần nghe vậy đem Minh Yêu đoạt xác cùng chuyện cho biết liền hai người. Trong chốc lát, Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực đều là hơi biến sắc mặt. Diệp Thần nói, cái này Minh Yêu đối với thần hồn công kích cực kỳ nhạy cảm, nếu như các ngươi nhận chịu ta thần hồn nhất kích, vẫn không có dị thường gì nói, mới có thể chứng minh các ngươi không có bị Minh Yêu đoạt xác. Nếu không, liền chiến đi. Trong chốc lát, Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực thần sắc có chút âm tình bất định. Một lát sau, hai người gật đầu một cái. Còn chân cảnh tầng 3 ngày sau tồn tại thần hồn cực kỳ vững chắc, Diệp Thần hồn lực mạnh hơn nữa, vậy chưa đến nỗi đối với bọn họ thật tạo thành biết bao tổn thương chí mạng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ không có bị Minh Yêu đoạt xác dưới tình huống. Diệp Thần nghe vậy, cũng không có khách khí, toàn lực thi triển phệ hồn thông thiên. Một khắc sau, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long đều là hai tay ôm đầu, mặt hiện vẻ thống khổ, bọn họ có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, cơ hồ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần hồn lực lại sợ hãi đến như vậy bước. Nhìn trên hai người cũng không có khói xanh toát ra cùng dị tượng, Diệp Thần mới tính là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, ba người ở đó ra thú sách cổ bên trên, lấy máu tươi để lại tên chữ, liền dừng lại hơi làm tu dưỡng. Một ngày sau, Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực thương thế khôi phục sau đó,
ba người cùng với Huyền Băng Băng liền tiếp tục hướng Vô Cực Mộ Cung đi tới. Một tiếng thê lương thú hống, ở lớn bên trên vang trở lại, chỉ gặp, một đầu cả người sát khí dâng trào, bề mặt bên trên, luyện đạo vết ấn chấp động cốt thú, trùng trùng té ngã trên đất, bể tan tành vì đầy đất cốt phiến. Mà ở nơi này cốt thú bên người, thì xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Diệp Thần, Huyền Tử Long, Huyền Cửu Cực, cùng với Huyền Băng Băng. Liên thủ chém giết đầu này cốt thú sau đó, đám người hướng phía trước nhìn, trên mặt đều là mơ hồ nổi lên vẻ kích động. Chỉ gặp, ở đó cho đen sương mù bên trong, mơ hồ nổi lên một đạo cung điện đường danh. Bọn họ rốt cuộc đã tới vậy Vô Cực Mộ Cung nơi tới. Đồng thời, phòng bốn người bầu không khí vậy mơ hồ ngưng trọng, tiến vào Vô Cực Mộ Cung ý tứ là trước, liên thủ kết thúc. Ngay tại bốn người lẫn nhau gian hiển lộ ra địch ý lúc đó, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên ở bọn họ vang lên bên tai. Chỉ nghe sát khí bên trong, truyền đến một cái khá là giọng châm chọc nói, không nghĩ tới, ở chỗ này, lại phát hiện mấy con yêu tộc nhóc xác rưởi, ngược lại là vừa vặn, để cho bổn tôn tiến vào vậy mộ cung trước, lấp no bụng. Mọi người thần sắc đông lại một cái, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, một tên thanh niên bóng người chậm rãi hiện lên bọn họ trước mắt. Huyền Tử Long nhướng mày nói, Túc Huyền gia Huyền thuộc về. Xuất hiện ở bọn họ thanh niên trước mắt, bất ngờ là tham gia yêu thiên đại điển yêu nghiệt một trong. Đến từ Thánh Thiên Thành hạng thứ tư gia tộc, Túc Huyền gia thiên tài, tên là Huyền thuộc về. Cái này Huyền thuộc về, thực lực không kém, tu vi còn chân cảnh ba tầng thiên, nhưng, cùng Huyền Cửu Cực trước như vậy ba tầng thiên tồn tại không cùng, hắn khoảng cách còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể, giờ phút này, Huyền thuộc về quanh thân nhưng tản mát ra làm Huyền Tử Long các người đều cảm thấy vô cùng đè nén hơi thở, thực lực tuyệt đối không bằng còn chân cảnh bốn tầng thiên dưới. Hơn nữa hắn mới vừa một phen, trong chốc lát, mấy người cũng nghĩ tới Minh Yêu. Diệp Thần lại là ánh mắt chớp động nói, Lý Kình Hiên. Ừ, Huyền thuộc về chân mày khều một cái, nhìn về phía Diệp Thần nói, người biết bổn tôn. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tim chính là hung hăng trầm xuống. Lý Kình Hiên ở thời đại thượng cổ cũng là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt à. Lúc này, Diệp Thần nạt nhỏ, toàn lực ra tay, cái này Minh Yêu thực lực cực mạnh, chỉ có ta ba người liên thủ, mới có một chút sức sống. Nháy mắt tức thì, ba đạo tuyệt cường khí tức ngay tức thì bùng nổ. Huyền Cửu Cực, Huyền Tử Long, Diệp Thần ba người đối mặt đột nhiên này xuất hiện khủng bố tồn tại, đồng thời đánh ra chí cường nhất kích. Ba người trên thân hình đều có luyện đạo vết ấn lững lờ. Kiếm quang, ngân hà, kích ảnh, đồng thời bùng nổ, hướng Huyền thuộc về cuộn sạch đi. Đối mặt ba người liên thủ, Huyền thuộc về, nói chính xác là Lý Kình Hiên, nhưng là mặt lộ vẻ cười nhạt, trong mắt hiện lên vô cùng là thần sắc khinh thường. Một khắc sau, Lý Kình Hiên trong mắt thần mang, bỗng nhiên một thịnh, trong cơ thể yêu khí cùng sát khí kích động ra, lượn lờ quanh thân, kinh thiên đạo vận ở giữa trời đất kích động. Ngay tức thì biến thành một cái tựa như có thể che khuất bầu trời bàn tay chân áp xuống. Bàn tay to kia bên trong, hàm chứa vô biên sức mạnh to lớn, ba người vậy cực kỳ ác liệt công kích, ở bàn tay này chân áp dưới, lại là lộ vẻ được không chịu nổi một kích, trong phút chốc bị bàn tay to kia nghiền nát. Diệp Thần ba tâm thần người không khỏi được rung động, cái này Lý Kình Hiên tản ra hơi thở, nhìn như chỉ có còn thật bốn tầng thiên, nhưng thực lực, hiển nhiên áp đảo đám người không chỉ một cấp bậc à. Khó trách, hắn vừa xuất hiện liền ngụy trang ý cũng không có, liền trực tiếp bại lộ thân phận. Bởi vì, ở Lý Kình Hiên trong mắt, Diệp Thần các người liền uy hiếp cũng không tính. Đáng chết! Diệp Thần mắng một tiếng, quanh thân hồn lực cuồng trào, hồn thể đổi thành thi triển, quát lên, vệ hồn thông thiên. Một khắc sau, một đạo cự nhân hư ảnh xuất hiện ở Lý Kình Hiên sau lưng, trường kiếm càn quét. Lý Kình Hiên con người co giúp một cái. Nạt nhỏ thiên hồn bảo ngự. Chỉ gặp, hắn quanh thân cũng là bộc phát ra một đạo hồn lực chập chờn, trong thoáng qua ngưng tụ thành một đạo bảo bánh xe, trôi lơ lửng ở sau lưng, người khổng lồ kia chém ra do hồn lực ngưng tụ trường kiếm, lại là cùng vậy bảo bánh xe đụng vào một nơi. Cường đại hồn lực chập chờn lẫn nhau đánh thẳng vào, Lý Kình Hiên khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng, ở Diệp Thần cái này hồn lực nhất kích dưới, lại là không có bị bất kỳ tổn thương. Thậm chí bề mặt bên trên liền vậy khói xanh cũng không có xuất hiện. Diệp Thần thấy vậy, hơi biến sắc mặt, kinh hô, phòng ngự hồn kỹ. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy lớn mạnh như vậy phòng ngự hồn kỹ.
Lý Kình Hiên không hổ là thời đại thượng cổ yêu nghiệt, quả nhiên có chỗ độc đáo. Lý Kình Hiên thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói, làm sao, kết thúc. Đây chính là các ngươi thực lực. Đám người trong lòng trầm xuống, biết đều đến liều mạng thời khắc. Huyền Tử Long nghe vậy, trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, gào thét nói, Thiên Long hộ thể, yêu thần lại đến, Long Nguyên yêu vô cùng phá. Nháy mắt tức thì, một cổ vô cùng minh mông yêu lực, kích động ra, đồng thời, trong tay hắn chuôi này Long Văn Đại Kích, cũng là vang lên một tiếng vô cùng là cao vút long ngâm. Huyền Tử Long sắc mặt dữ tợn, từng đạo màu tím đen mạch máu, ở cơ thể đồng hồ hiện lên, thậm chí, liền tóc cũng nhanh chóng đổi trắng trước, sức sống điên cuồng suy yếu, nhưng, hơi thở nhưng là bộc phát cường thịnh đứng lên. Hiển nhiên, là vận dụng loại nào đó liều mạng thủ đoạn. Mà vậy đại kích bên trên, giống vậy ông minh không ngừng, trên đó long văn vậy biến thành màu đỏ như máu. Nháy mắt tức thì, vậy long ảnh ngay tức thì ngưng tụ, lôi cuốn vô cùng yêu lực, hóa thành một đạo sợ hãi ánh sáng, hướng Lý Kình Hiên chém điên cuồng đi. Chỗ đi qua, không gian lại là điên cuồng bể tan tành, thậm chí liền quy luật đều bắt đầu dao động. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ rung động, cái này Huyền Tử Long toàn lực bùng nổ lại là xa xa vượt qua hắn dự liệu được cường hãn. Mà Huyền Cửu Cực Thần sắc giống vậy một nghiêm túc, hắn nơi mi tâm thiên yêu dấu vết, ngay tức thì huyết quang hào phóng, hắn đôi mắt đỏ thẫm, cả người máu tươi điên cuồng dưới vào dấu vết bên trong, một cổ tuyệt cường uy đè, ngay tức thì hạ xuống ở Lý Kình Hiên trên thân hình, cho dù là Lý Kình Hiên đều là không khỏi được hơi biến sắc mặt. Lý Kình Hiên đoạt xác huyền thuộc về thân thể, tự nhiên giống vậy sẽ phải chịu cái này uy áp ảnh hưởng. Mà ngay lúc này, Huyền Tử Long đánh ra liều mạng nhất kích, đã tới Lý Kình Hiên trước mặt. Ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, vô tận ánh sáng chớp động, mất đi hơi thở gào thét. Huyền Tử Long kịch liệt thở hào hển, khóe miệng hiện lên vẻ hung tàn nụ cười. Mà Diệp Thần, Huyền Băng Băng, cùng với Huyền Cửu Cực cũng là mặt hiện vẻ chờ mong. Chỉ gặp, ở Lý Kình Hiên chỗ chỗ xuất hiện một phiến đen nhánh khu vực, Huyền Tử Long mới vừa một kích kia mạnh lại là đánh ra một đạo mất đi không gian. Có lẽ, kinh khủng kia một kích phối hợp Huyền Cửu Cực thiên yêu dấu vết áp chế, thật có thể đánh bại cái này thượng cổ chí cường. Có thể, một khắc sau, một đạo thân ảnh chính là chậm rãi đi ra vậy phiến hắc ám, đi tới trước mặt mọi người. Tất cả người thấy đạo thân ảnh kia ngay tức thì, đều là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Lý Kình Hiên trong mắt châm chọc ý, bộc phát đậm đà, lạnh lùng mắt nhìn xuống mọi người tại đây, giống như thần cao cao tại thượng minh. Chỉ gặp, ở Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực, lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, đánh ra một kích mạnh nhất, lại, như cũng không cách nào làm bị thương Lý Kình Hiên chút nào. Giờ phút này, cho dù là Huyền Tử Long, Huyền Cửu Cực như vậy cực kỳ yêu nghiệt huyền yêu tộc thiên tài, đều là không khỏi được sắc mặt trắng bệch, trong mắt, hiện lên vô cùng là sợ hãi thần sắc. Cái này Lý Kình Hiên bóng người, thật là giống như núi cao vậy, cho bọn họ một loại căn bản không cách nào vượt qua cảm giác tuyệt vọng à. Chẳng lẽ, bọn họ liền phải chết ở chỗ này? Ngay tại lúc này, một tiếng nặng lạnh hét lớn, bỗng nhiên ở hai người trong tai vang lên nói, các ngươi dùng hết tất cả biện pháp đem người này trói buộc chốc lát. Tiếng này hét lớn bên trong, hàm chứa thần hồn lực, Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực nghe vậy, đều là chợt tinh thần chấn động. Bọn họ theo bản năng hướng Diệp Thần nhìn, chỉ gặp, thời khắc này Diệp Thần ánh mắt thần mang nghiêm nghị, tràn đầy vô cùng chiến ý, trong chốc lát, vốn có chút thất hồn lạc phách hai người, ngay tức thì tựa như tìm được người tâm phúc vậy. Diệp Thần đến hiện tại vẫn không có buông tha. Hai người đều là trình độ cao nhất thiên tài, có mình kiêu ngạo, thấy Diệp Thần thái độ ngay tức thì bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Huyền Tử Long ngưng tiếng nói, đem trói buộc chốc lát. Thì phải làm thế nào đây? Diệp Thần ngưng mắt nhìn Lý Kình Hiên nói, ta có giết hắn phương pháp. Huyền Tử Long hai người nghe vậy, đều là không khỏi được mặt hiện vẻ rung động. Lấy Lý Kình Hiên lộ ra thực lực, Diệp Thần lại vẫn dám nói ra như vậy. Bất quá, cái này hai người cũng không phải không quá quyết hạng người, bọn họ biết không quản Diệp Thần nói là thật hay giả, dưới mắt, trừ tín nhiệm Diệp Thần ra, cũng không có tốt hơn phương pháp à. Nhưng, Huyền Cửu Cực lại là cau mày nói, có thể. Mới vừa, ta hai người đã bạo phát ra cường lực nhất tính, như cũng không cách nào làm sao cái này Lý Kình Hiên, sợ rằng rất khó đem trói buộc ở. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, các ngươi cẩn thận xem hắn tay. Huyền Cửu Cực hai người nghe vậy, thần sắc động một cái,
hướng Lý Kình Hiên trên tay nhìn, đột nhiên đều là ánh mắt sáng lên, Lý Kình Hiên nhìn như không chút tổn hao nào, có thể, hắn một cái tay nhưng là mơ hồ có chút run rẩy. Cho nên, cái này Lý Kình Hiên mặt đối với hai người trình độ cao nhất, vậy tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài như vậy ung dung à. Nhưng, rất nhanh, Huyền Tử Long chính là lắc đầu nói, coi như là như vậy, nếu muốn trói buộc ở hắn, lấy ta hai người lực, còn rất kém xa. Huyền Tử Long lời còn chưa dứt, đột nhiên tới giữa, chính là con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân hơi đọng lại. Một đạo vô cùng là uy áp cường đại, ngay tức thì từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, nơi ngực, hồng quang chớp động, thiên yêu dấu vết, tựa như có sinh mạng vậy chậm rãi ngọa nguậy. Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long nhìn về phía Diệp Thần, trên gương mặt đều là hiện lên vô cùng rung động thần sắc. Huyền Cửu Cực lại là kinh hô, thiên yêu dấu vết. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là thả thiên yêu dấu vết bên trong uy áp. Ba người tới giữa đối thoại, nhìn như phức tạp, trên thực tế, chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, mà Lý Kình Hiên đang chuẩn bị ra tay lúc đó, nhưng là hơi biến sắc mặt, một cổ so với lúc trước Huyền Cửu Cực bùng nổ uy áp, cường đại hơn một phần lực lượng, ngay tức thì hạ xuống ở hắn trên thân hình. Diệp Thần một bên thi triển uy áp, vừa lên tiếng nói, dựa vào cái này uy áp, cộng thêm ngươi hai người lực, hẳn đủ kềm chế đối phương một đoạn thời gian. Dứt lời, hắn liền lại nữa lời nói, ngồi xếp bằng nhắm mắt, một đạo quá gần mất đi hơi thở, ngay tức thì từ trong cơ thể, tản mát ra. Diệp Thần biết, nếu như, hắn còn có hy vọng chiến thắng Lý Kình Hiên mà nói, như vậy chỉ có dựa vào cường hóa diệt tuyệt thần quang. Mặc dù, lấy hắn bây giờ đạo vận cảnh giới còn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ cái này diệt tuyệt thần quang, nhưng, vậy chỉ có buông tay đánh cuộc một lần. Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt, đều là lóe lên kiên quyết vẻ, bỗng nhiên ra tay. Huyền Cửu Cực nơi mi tâm dấu vết, hồng mang lớn thả, thiên yêu uy áp, thi triển đến trình độ cao nhất, đồng thời, trong tay nhiều hơn một chuôi xanh thẳm trường kiếm liền múa, luyện đạo vết ấn chấp động. Khoảnh khắc chém ra vô số kiếm mang, hướng Lý Kình Hiên vặn cổ đi. Huyền Tử Long cũng là lần nữa cháy tiềm lực, thi triển vậy Long Nguyên Yêu vô cùng phá. Trong chốc lát, Lý Kình Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hai đạo uy áp thêm thân, để cho hắn cả người thực lực, thậm chí liền 30% đều không cách nào phát huy được. Hôm nay, Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long công kích, đã đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn khẽ quát một tiếng. Quanh thân đạo vận cuồng trào, hai quả đấm ngay cả động, vô số quyền ấn phân bay, lại là vô căn cứ ngưng kết thành một đạo quyền ý đại trận, quyền này ý trong đại trận phun trào ra vô cùng là sợ hãi lực lượng chập chờn. Đồng thời, trong đó ngưng tụ, một loại vô cùng là thương cổ quy luật hơi thở. Cái này quyền trận phẩm cấp, hiển nhiên so với Triệu Bồ trưởng trận cao hơn cấp không thiếu. Bất quá, Lý Kình Hiên mặc dù đánh ra cái này bộ quyền trận, nhưng... sắc mặt nhưng là bộc phát khó coi, giờ phút này, hắn liền tựa như chỗ sâu ở một phiến vũng bùn bên trong vậy, mỗi đánh ra một quyền đều là vô cùng cố hết sức, liền liền cái này quyền trận đều là vô cùng là miễn cưỡng mới đưa đánh ra. Quyền trận uy lực, lại là giảm xuống mấy tầng. Hai đạo thiên yêu dấu vết bộc phát ra uy áp, đối với hắn thân thể ảnh hưởng quá lớn. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy quyền trận cùng long ảnh kích mang, cuồn cuộn kiếm khí ngay tức thì đụng nhau. Mãnh liệt dư âm, cuốn sạch thiên địa, hư không điên cuồng bể tan tành trước, gió lớn bên trong, khắp khu vực, ngay tức thì biến thành mất đi không gian. Vậy quyền ấn cùng kích mang, kiếm khí, đồng thời mất đi, lần này, hai bên công kích lại là bên tám lạng, người nửa cân. Giờ phút này, mất đi không gian chậm rãi tiêu tán, Lý Kình Hiên hơi thở hào hển, hắn hai quả đấm mang theo một chút vết máu, đã bị thương. Bất quá! Lý Kình Hiên khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười. Hai bên công kích, nhìn như bên tám lạng, người nửa cân, trên thực tế, chiếm ưu thế là hắn Lý Kình Hiên. Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực, giờ phút này, đều là trái tiềm lực ra tay, vậy cũng không cách nào đánh lâu. Hơn nữa, hắn chỉ cần chĩa vào hai người công kích, đem bên trong một khối kích phá, như vậy, sự cân bằng này liền sẽ ngay tức thì bị phá vỡ. Cho dù hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng, hắn như cũ có lòng tin, trong 10 chiêu đánh bại Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long bên trong một người. Hắn ánh mắt, ngay tức thì phong tỏa Huyền Cửu Cực, thân hình động một cái liền hướng hắn bay tấn công đi. So sánh Huyền Tử Long, Huyền Cửu Cực thực lực yếu hơn. Huyền Cửu Cực sắc mặt biến đổi,
một bên quơ trường kiếm, một bên hướng phía sau thối lui, mà Huyền Tử Long chính là lập tức nhắc tới Long Văn Đại Kích, công kích lần nữa. Một đạo uy lực sợ hãi nghịch thiên long ảnh, lần nữa hiện lên, hướng Lý Kình Hiên chấn áp đi. Đối mặt Huyền Tử Long cái này một kích, Lý Kình Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, một bên ra quyền hướng vậy long ảnh liền ra đếm quyền, một bên nhưng tiếp tục hướng về phía Huyền Cửu Cực truy kích. Hắn cũng không có toàn lực ngăn cản Huyền Tử Long một kích này. Làm như vậy, có thể sẽ để cho hắn ở Huyền Tử Long dưới sự công kích bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Huyền Cửu Cực thì sẽ bị hắn ngay tức thì tiêu diệt. Như vậy thứ nhất, cái này thăng bằng thế, đem sẽ hoàn toàn đánh vỡ, cười đến cuối cùng vẫn là hắn Lý Kình Hiên. Trong chốc lát, Lý Kình Hiên khóe miệng nụ cười, càng ngày càng đậm, ánh mắt vậy bộc phát dữ tợn. Có thể, ngay tại hắn ung dung kích phá Huyền Cửu Cực kiếm quang, xuất hiện ở trước người của nó, thì phải thi triển sát chiêu lúc đó, nhưng là dị biến phát sinh. Chỉ gặp, nguyên bản một kích đánh ra Huyền Tử Long, ở một khắc cuối cùng lại là đột nhiên biến chiêu. Hắn trong miệng nạt nhỏ, Thiên Long yêu buộc. Huyền Tử Long thân thể, đi đôi với trong tay đại kích mà động, lại là ngay tức thì sáp nhập vào vậy long ảnh bên trong, người kích hợp nhất, biến thành một cái lân chảo rõ ràng cự long. Mấy quả quyền ấn, đụng vào thân rồng bên trên, đem oanh được chảy ra rách thịt, máu tươi giàn giụa, nhưng, vậy đôi màu vàng kim mắt rồng bên trong, bỗng nhiên hiện lên một cổ ngoan ý. Lại là chỉa vào cái này quyền ấn đánh, hướng vậy Lý Kình Hiên nhanh bay đi. Đang chuẩn bị đối với Huyền Cửu Cực hạ sát thủ Lý Kình Hiên, hơi biến sắc mặt, hướng vậy bay tới cự long nhìn, tâm thần rét một cái. Hắn mơ hồ có một loại cực kỳ dự cảm xấu. Lúc này, Lý Kình Hiên liền phải tạm thời tránh lui, trọng chỉnh tư thế. Huyền Tử Long thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, mới vừa Lý Kình Hiên vì đánh chết Huyền Cửu Cực, không có đối với hắn toàn lực ra tay. Hắn mới có thể thành công thi triển ra một chiêu này, nếu là bị Lý Kình Hiên tránh, hắn rất có thể liền lại cũng không có cơ hội lấy ngày này long yêu buộc đến gần đối phương à. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Mắt thấy, Lý Kình Hiên liền muốn chạy trốn lúc đó, một đạo huyết quang bỗng nhiên khác ở hắn trên ấn đường. Chỉ gặp, Huyền Cửu Cực giờ phút này, cả người mạch máu không ngừng nổ tung trước, yêu lực siêu gánh vác vận chuyển, mi tâm thiên yêu dấu vết, lại là thoát thể bay ra. Khác ở Lý Kình Hiên trên trán. Đáng chết, Lý Kình Hiên con người run lên, trên mặt rốt cuộc hiện lên sợ hãi vẻ, bị ngày này yêu dấu vết chân áp nháy mắt, hắn lại là cảm giác, mình không cách nào khống chế hắn thân thể. Mặc dù, rất nhanh Lý Kình Hiên liền từ cái loại này giam cầm bên trong, tránh thoát đi ra, nhưng... chính là cái này chốc lát trễ nãi, để cho vậy cự long đi tới Lý Kình Hiên trước người. Một khắc sau, vậy cự long gào thét một tiếng. Ngay tức thì quấn quanh ở Lý Kình Hiên trên thân hình. Toàn bộ không gian đều tựa như ngay tức thì đỉnh cách. Lý Kình Hiên phát ra một tiếng thét điên cuồng, trong cơ thể yêu lực cùng sát khí lao nhanh không nghỉ, có thể, làm hắn có chút không cách nào tiếp nhận phải, trong chốc lát, hắn lại là bị cái này cự long hung hăng trói buộc ở tại chỗ, căn bản không cách nào tránh thoát được. Hắn chặt chẽ cắn răng, điên cuồng vùng vẫy, Huyền Tử Long biến thành cự long, mắt rồng bên trong hiện lên vô cùng cật lực thần sắc. Toàn bộ thân thể cũng là không ngừng biến dạng, máu tươi giàn giụa, hiển nhiên, muốn khống chế được Lý Kình Hiên tuyệt không phải một kiện ung dung chuyện. Lý Kình Hiên trong lòng vui mừng, xem như vậy, hắn vẫn là rất mau liền có thể thoát khỏi Huyền Tử Long khống chế. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp sau đó, Huyền Tử Long liền cơ hồ muốn trói buộc không ở Lý Kình Hiên. Có thể, ngay tại Lý Kình Hiên ánh mắt sáng choang, sắp tránh thoát vậy cự long trói buộc lúc đó. Một đạo màu đỏ dấu vết lần nữa khác ở hắn nơi mi tâm. Chính là thiên yêu dấu vết, Huyền Cửu Cực lại một lần nữa ra tay. Lý Kình Hiên thân thể cứng đờ, rõ ràng liền cơ hồ muốn tránh thoát được, có thể, ngay tức thì lại trở về nguyên bản, vậy cự long lần nữa thật chặt quấn quanh ở hắn trên thân hình. Lý Kình Hiên đôi mắt ứ máu, trong lòng là lửa giận ngập trời. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, mình lại thật bị mấy cái này con kiến hôi tiểu bối chế trụ. Bất quá, lấy thiên yêu dấu vết chấn áp đối phương, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, giờ phút này, Huyền Cửu Cực sắc mặt đã vô cùng trắng bệch, mà Huyền Tử Long cũng là cả người máu tươi đầm đìa, hiển nhiên, cũng khoảng cách cực hạn không xa. Trong chốc lát, hai người cũng hướng Diệp Thần nhìn sang. Nếu như, Diệp Thần vẫn không thể xuất thủ, như vậy bọn họ liền cũng phải xong rồi à? Có thể, khi bọn hắn chú ý tới Diệp Thần thần sắc lúc đó,
nhưng là không khỏi được trong lòng trầm xuống. Giờ phút này, Diệp Thần chau mày, mặt mũi vô cùng ngưng trọng, tình trạng cũng không tốt. Chẳng lẽ, bọn họ thật sẽ chết ở nơi này tên thượng cổ cường giả trong tay? Cảm nhận được liền trên mình trói buộc lực, dần dần yếu bớt, Lý Kình Hiên trên gương mặt hiện lên thị huyết nụ cười, hắn biết mình thắng lợi sắp đến. Lý Kình Hiên cả người bắp thịt không ngừng làm rung động, từng cơn cự lực cuồng trào, hai tay dần dần đem trên mình thân rồng chậm rãi tạo ra. Vậy thân rồng máu thịt không ngừng lôi xé, tựa hồ, thì phải ở nơi này dưới cự lực trực tiếp vết nứt. Hắn ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn, ba cái hô hấp. Chỉ cần lại còn ba cái hô hấp thời gian, là có thể đem cái này quấn quanh trên thân thể thân rồng, hoàn toàn biến dạng. Rồi sau đó, đem cái này ba người máu thịt chiếm đoạt không còn một mống. Ở hắn trong cảm giác, huyền tử long ba người huyết mạch đều là cực kỳ mạnh mẽ, nếu như toàn bộ cắn nuốt, thực lực thậm chí cũng có thể tăng lên mấy cái nấc thang chứ. Vượt qua còn thật vậy nói không chừng. Huyền cửu cực, huyền tử long thấy vậy, ánh mắt đều không khỏi được phai nhạt xuống, tuyệt vọng. Cái đầu tiên hô hấp, rắc rắc tiếng không ngừng, vậy thân rồng lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu bể tan tành. Thiên long yêu buộc, là một môn cực kỳ cường đại khốn buộc bí thuật, nhưng, Lý Kình Hiên thực lực chân thực quá mạnh mẽ, huyền tử long rốt cuộc vẫn là tới cực hạn. Cái thứ hai hô hấp, một đạo đỏ thấm dấu vết xuất hiện lần nữa ở Lý Kình Hiên trên ấn đường, nhưng, lần này, huyền cửu cực nhưng là thân thể run lên, nửa quỳ xuống, yếu ớt vô cùng, đã tiêu hao hết trong cơ thể tất cả lực lượng. Mà cuối cùng này một lần dấu vết chân áp, nhưng cũng chỉ kéo dài ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian. Rốt cuộc, đến cái thứ ba hô hấp. Lý Kình Hiên đánh ra một tiếng cười như điên, cả người yêu lực cùng sát khí, giống như gió lốc vậy gào thét ra, thì phải hoàn toàn phá vỡ trói buộc. Có thể, bỗng nhiên, hắn nụ cười nhưng là ngay tức thì đọng lại. Một đạo quá gần khí tức hủy diệt, ngay tức thì hạ xuống ở cái này ở giữa thiên địa. Nguyên bản, đã rơi vào tuyệt vọng huyền cửu cực cùng huyền tử long, thần sắc động một cái, lập tức hướng Diệp Thần nhìn. Chỉ gặp, giờ phút này, Diệp Thần đã mở hai mắt ra, vậy trong mắt đen nhánh bên trong có vô tận quy luật chớp động. Vậy, là hủy diệt quy luật. Thời khắc này Diệp Thần, nhìn qua liền giống như là diệt thế thần ma, trọng lâm mặt đất vậy. Hắn tản ra uy thế, cho dù là huyền cửu cực hai người như vậy thiên tài yêu nghiệt, đều là cảm thấy thần hồn run rẩy. Vậy liền vào giờ khắc này, hắn đầu ngón tay bên trên, một đạo hắc mang bắn ra. Lý Kình Hiên thấy vậy, trong mắt hiện ra vô cùng vẻ sợ hãi, kinh hô, diệt tuyệt thần quang. Lấy tầm mắt ngay tức thì nhận ra Diệp Thần thi triển thần thông. Nháy mắt tức thì, mồ hôi lạnh liền ướt đẫm hắn toàn thân, diệt tuyệt thần quang ở bọn họ thời đại kia cũng là hung danh hiển hách nghịch thiên thuật à. Không biết có nhiều ít kinh thế yêu nghiệt chết ở cái này nhìn như tầm thường đen nhánh ánh sáng dưới. Hắn điên cuồng vùng vẫy, muốn né tránh, thậm chí là chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác, khoảng cách hoàn toàn phá giải huyền tử long trói buộc, còn kém như vậy từng tia. Chỉ cần lại còn 0.001% cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn tự do, tránh thoát vậy tựa như tử thần giống vậy ánh sáng màu đen. Nhưng, 0.001% cái hô hấp thời gian, có lúc, so vĩnh hằng hơn nữa rất lâu. Ngắn ngủi này ngay lập tức tới giữa, diệt tuyệt thần quang đã tới trước mặt hắn. Ở hắn tránh thoát huyền tử long trói buộc một khắc trước, thậm chí, liền Lý Kình Hiên muốn bỏ qua thân thể chạy trốn cơ hội đều không cho, vậy diệt tuyệt thần quang cũng đã không vào hắn ấn đường bên trong. Cũng chính là ở một tích tắc này, vậy cự long khu ngay tức thì tiêu tán, huyền tử long từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, cả người vết thương chồng chất. Mà khôi phục tự do Lý Kình Hiên nhưng là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đôi mắt ngay tức thì phai nhạt xuống, nơi mi tâm để lại một cái lỗ máu. Chỉ chốc lát sau, một đạo vô cùng là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một đạo hắc khí ngay tức thì từ Lý Kình Hiên trong cơ thể bay ra, hắn quanh thân không ngừng bị hủy diệt lực ăn mòn, đang bay nhanh tan rã, nhưng, hắc khí kia nhưng vẫn mạnh chống, hướng xa xa phi độn ra. Chính là biến thành minh yêu Lý Kình Hiên. Có thể, Diệp Thần làm sao sẽ thả hắn rời đi đâu? Phệ hồn thông thiên. Nặng lạnh tiếng quát khẽ vang lên, người khổng lồ kia lại xuất hiện, cổ kiếm chém xuống. Hôm nay, Lý Kình Hiên chống đỡ lực hủy diệt kia ăn mòn, cũng đã dốc hết liền toàn lực, liền phòng ngự hồn kỹ đều không cách nào thi triển, trong thoáng qua, liền bị vậy cổ kiếm chém trúng.
hắn kêu thảm một tiếng, ngay tức thì biến thành lũ lũ khói đen tiêu tán. Cái này thượng cổ chí cường, cuối cùng vẫn là bỏ mình. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, liền chính hắn cũng nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng là khá là trắng bệch, cho dù lấy hắn hôm nay thực lực, diệt tuyệt thần quang còn có chút quá khó khăn nắm trong tay. Mỗi lần thi triển diệt tuyệt thần quang, cơ hồ đều là bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa tiêu hao cực lớn. May mắn, thành công. Mà Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long, cũng là một bộ sống sót sau tai nạn thần sắc, vô cùng vui mừng. Diệp Thần hướng vậy vô cực mộ cung nhìn, chỉ gặp, tòa cung điện này, toàn thân trắng tinh, tựa như lấy cao cấp bạch ngọc, mài rũa mà thành. Bất quá, cái này vô cực mộ cung, hiển nhiên bị tổn thương nghiêm trọng, mỗi một cây trên cột đá, cũng trải rộng vô số vết rách. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp mắt, thân hình động một cái, liền dẫn Huyền Băng Băng, hướng vậy vô cực mộ cung, nhanh chóng bước đi. Mà giờ khắc này đang chữa thương khôi phục Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long thấy vậy, đều là hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Thần đuổi theo, sợ bị Diệp Thần chiếm tiên cơ. Bốn người ngay lập tức tới giữa, thì đã đi tới vậy vô cực mộ cung trước, nhưng ngay khi bọn họ sắp tiến vào mộ cung lúc đó, vậy mộ cung bên trong nhưng là bỗng nhiên hiện lên một tia sáng trắng. Trong chốc lát, bốn người đều là cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Quanh thân dâng lên một hồi mãnh liệt không gian ba động. Làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, không khỏi con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, xuất hiện ở trước mặt hắn căn bản không phải cái gì bên trong cung điện, đơn giản là khác một phương thiên địa à. Thanh sơn vạn dặm, mây trôi bồng bềnh, khắp nơi linh hoa nở rộ, giống như tiên cảnh. Cái này vô cực mộ trong cung bộ, lại là một khối thế giới nhỏ. Bất quá, giờ phút này, Huyền Băng Băng nhưng cũng không ở hắn bên người. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xem ra là tiến vào mộ cung lúc đó, vậy không gian chi lực đem chúng ta chuyển đến chỗ bất đồng. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần trong mắt sáng lên, chỉ gặp ở hắn tầm mắt phía trước, có một đạo chùm tia sáng thăng nhập không bên trong, chùm tia sáng bên trong, tản ra một loại khó hiểu hơi thở, làm trong cơ thể thiên yêu huyết mạch, mơ hồ cùng đồng tình. Hắn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói, nơi đó, chính là yêu hoàng thái nhất nghĩa địa chỗ. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, liền hướng cột sáng kia chỗ, phi độn đi. Chùm tia sáng chỗ chỗ, chính là một nơi vô cùng là u tĩnh thâm cốc, có thể, lúc này một hồi vang lớn nhưng là phá vỡ phần này yên lặng. Diệp Thần biết, hẳn là Huyền Cửu Cực và Huyền Tử Long. Chỉ gặp, hai người huyền yêu tộc thanh niên chính thân chỗ vậy thâm cốc trước, vung tay. Huyền Tử Long sắc mặt khó khăn xem, không ngừng chống đỡ né tránh, một bên lui về phía sau. Một bên vô cùng là khiếp sợ gào thét nói, ngươi không phải Huyền Cửu Cực. Ngươi là người nào? Đang cùng Lý Kình Hiên đánh một trận bên trong, Huyền Tử Long đã bị thương rất nặng, thương thế căn bản không kịp khôi phục, bất quá, Huyền Cửu Cực cũng là tiêu hao cực lớn. Có thể giờ phút này, đối mặt Huyền Cửu Cực công kích, thực tế mạnh hơn Huyền Tử Long, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, lại căn bản không có trả đũa chỗ chống, bị hoàn toàn áp chế. Mà nguyên bản, vẫn là đèn cạn dầu Huyền Cửu Cực, giờ phút này nhưng chẳng biết tại sao khôi phục được trạng thái tột cùng, thậm chí, mỗi một lần ra tay, so với lúc trước bén nhọn hơn. Nghe được Huyền Tử Long chất vấn, Huyền Cửu Cực chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt dùng mình kích động, cũng không trả lời, không ngừng công kích. Ngay tại lúc này, bên cạnh hai người, bóng người chớp mắt, Diệp Thần cũng là đi tới thung lũng này phía trước. Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tử Long, đồng thời nhìn về phía Diệp Thần. Đều là ánh mắt chớp mắt. Huyền Tử Long trên mặt hiện lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ, hướng về phía Diệp Thần quát to, Diệp Thần. Thằng nhóc này không phải Huyền Cửu Cực, hắn bị Minh Yêu phụ thân, hôm nay hắn thực lực đại tăng, trừ phi người ta liên thủ, nếu không, căn bản không phải hắn đối thủ. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi khẽ cau mày. Một khắc sau, Huyền Tử Long lại là phát ra một tiếng gầm thét, chợt hóa thành một cái cự long, không để ý Huyền Cửu Cực công kích. Hướng hắn điên cuồng nhào tới. Huyền Cửu Cực sắc mặt biến đổi, tạm thời tránh không tránh thoát, bị vậy cự long trói buộc ở tại chỗ. Thủ đoạn này, chính là hắn vây khốn Lý Kình Hiên Thiên Long yêu buộc. Huyền Tử Long mắt rồng quét về phía Diệp Thần nói, đối với hắn thì triển ngươi đánh chết Lý Kình Hiên thần thông. Nếu không, chúng ta cũng phải chết ở trong tay hắn. Mới vừa, còn mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt ác liệt Huyền Cửu Cực, giờ khắc này. Thần sắc ngay tức thì hoảng loạn, hướng về phía Diệp Thần kinh hô, dừng tay.
Diệp thần, ta không phải cái gì Minh Yêu, tên này mới là Minh Yêu à? Không nên tin hắn, ta mặc dù có thể ngay tức thì khôi phục thương thế, chỉ là bởi vì, ta khác có hậu thủ thôi. Diệp thần thần sắc dần dần ngưng trọng xuống, không có để ý Huyền Cửu Cực kêu lên, lúc này ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân tản mát ra cuồn cuộn hủy diệt đạo vận. Huyền Cửu Cực thấy vậy, không khỏi điên cuồng đấu tranh, gầm hét lên, đáng chết. Đáng chết, Diệp thần, dừng tay à, nếu như ngươi dám đối với ta ra tay, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Tử Long chính là trong mắt hiện lên vui mừng, phát ra một tiếng rồng ngâm, hơn nữa hết sức trói buộc Huyền Cửu Cực. Ngày này Long Yêu Buộc, đúng là một môn cao cấp thần thông, cho dù Huyền Tử Long thương thế, bất quá khôi phục một phần, nhưng, giờ phút này, trói buộc ở Huyền Cửu Cực lại là để cho hắn trong chốc lát không cách nào tránh thoát. Mấy cái hô hấp sau đó, Diệp thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh thân hủy diệt ý vận cuồng trào, đầu ngón tay một luồng ánh sáng đen hiện lên. Huyền Cửu Cực thấy vậy, trong mắt điên cuồng run rẩy, vô cùng hoảng sợ quát to, Diệp thần. Thả qua ta à, cái này yêu hoàng thái nhất truyền thừa cùng di thể, ta cũng để cho ngươi, không nên giết ta. Diệp thần thần sắc lãnh đạm, đầu ngón tay hắc quang giống như tia chớp, bắn ra. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang dội toàn bộ thâm cốc. Huyền Cửu Cực phát ra một tiếng kêu rên, có thể rất nhanh, hắn chính là hơi sững sờ, trong mắt, hiện lên vẻ không hiểu. Tại sao, hắn không có chết? Đừng nói chết, thậm chí, căn bản không có bị thương à. Cùng lúc đó, trên người hắn trói buộc lực ngay tức thì tản đi. Huyền Cửu Cực ngẩng đầu vừa thấy, nhưng là không nhịn được mặt hiện vô cùng là vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp, giờ phút này, khôi phục hình người Huyền Tử Long, nơi mi tâm bất ngờ xuất hiện một cái chỗ trống, trống rỗng bên trong tản mát ra làm người ta sợ hãi hủy diệt chập chờn. Diệp thần một kích này, lại là nhắm ngay Huyền Tử Long, mà không phải là Huyền Cửu Cực à. Đây là vì cái gì? Liền Huyền Cửu Cực mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Huyền Tử Long trên gương mặt, hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Làm người ta sợ hãi một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, Huyền Tử Long nơi mi tâm trống rỗng, lại là lấy tốc độ cực nhanh, khép lại, trong đó hủy diệt lực cũng ở đây ngay tức thì, tiêu tán không còn một mống. Vậy giết trong nháy mắt Lý Kình Hiên, tên này thượng cổ yêu nghiệt nhất kích, đối mặt Huyền Tử Long lại là hoàn toàn không hiệu quả. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng là mênh mông sát khí từ Huyền Tử Long trong cơ thể gào thét ra. Một cái này nguyên bản giống như tiên cảnh giống vậy thế giới nhỏ, ở sát khí này ăn mòn dưới, thật là, ngay tức thì liền biến thành địa ngục. Diệp thần ngưng mắt nhìn Huyền Tử Long, cho dù là hắn, thấy một màn này, cũng là sắc mặt vô cùng trầm ngưng liền đứng lên. Giờ phút này, trước mắt tên nam tử này tử cho hắn một loại căn bản không thể địch lại được cảm giác, thật là, giống như ngày đó ở căn nguyên bên trong, đối mặt thiên yêu, đối mặt người đàn ông kia vậy. Loại cảm giác này, quá sợ hãi. Mà Huyền Cửu Cực cũng là hoàn toàn thừa ra. Óc, một phiến hỗn loạn. Huyền Tử Long sắc mặt lãnh đạm, hai tròng mắt giống như một vũng nước đọng vậy, ngưng mắt nhìn Diệp thần. Nhàn nhạt mở miệng nói, bổn tôn ngược lại có chút tò mò, ngươi là làm sao phát hiện. Đột nhiên, hắn thần sắc động một cái, nhìn về phía Diệp thần tay trái, ở trong tay tựa như nắm cái gì. Huyền Tử Long khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi lại lấy được vật này. Diệp thần trong tay chính là cái gì? Chỉ gặp, trong tay nắm một quả đỏ thẫm lệnh bài, chính là máu kia hồn làm. Giờ phút này, máu này hồn làm bên trên. Đã là linh quang ảm đạm, phân bố vô số vết rách, đã hư hại. Mà lệnh bài bên trên, giờ phút này nhưng là hiện ra ba chữ to. Vậy là một cái tên. Một cái đã từng ở thời đại thượng cổ, uy chấn toàn bộ vực ngoại tên chữ. Vậy, là thống trị một cái thời đại, quân lâm nhất tộc chí cao hoàng giả danh hiệu. Chu Thiên Khuynh. Nhân hoàng, Chu Thiên Khuynh. Huyền Tử Long, lúc đầu sớm bị Minh Yêu nhập vào người. Mà nhập vào người hắn chính là đã từng vị kia kinh tài tuyệt diễm, trấn áp vạn cổ nhân hoàng Chu Thiên Khuynh à. Chắc hẳn, người này hoàng chính là Minh Yêu ba cự đầu bên trong thần bí nhất tồn tại. Diệp thần không biết, cái này Chu Thiên Khuynh là lúc nào nhập vào người Huyền Tử Long, nhưng, hắn liền diệt tuyệt thần quang đều có thể coi là không có gì, huống chi Diệp thần hồn kỹ. Làm Diệp thần thấy Huyền Tử Long cùng Huyền Cửu Cực đối lập lúc đó, không chút do dự liền vận dụng huyết hồn làm. Huyết hồn làm chỉ có thể sử dụng một lần,
mà dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất à. Mà hắn lựa chọn mục tiêu, chính là Huyền Tử Long. Huyền Cửu Cực đột nhiên đột phá, tiến vào mộ cung sau đó, lại không giải thích được khôi phục thực lực, nhìn như quả thật càng khả nghi, nhưng, chính là vì vậy, mới càng hẳn kiểm soát Huyền Tử Long. Diệp Thần không có bất kỳ phán đoán gì Huyền Tử Long thân phận tin tức, chỉ có thể dựa vào huyết hồn làm. Làm huyết hồn làm bên trên xuất hiện cái tên đó lúc đó, liền liền Diệp Thần, đều là không nhịn được tâm thần run lên. Bất quá, để cho hắn có chút hiếu kỳ phải, nếu Chu Thiên Khuynh thực lực như vậy chấn động tùng, tại sao, ban đầu không đem bọn họ trực tiếp giết trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, một đạo độn quang bỗng nhiên bốc lên, chỉ gặp, Huyền Cửu Cực điên cuồng hướng vậy thâm cốc bên trong, phi độn đi. Chu Thiên Khuynh thấy vậy, chỉ là thần sắc lãnh đạm quét Huyền Cửu Cực một mắt, một khắc sau, vô tận sát khí liền ở Huyền Cửu Cực quanh thân, điên cuồng phun trào, Huyền Cửu Cực phát ra một tiếng hét thảm, ầm một tiếng, liền trực tiếp bị sát khí này nghiền vì một đoàn xương máu. Diệp Thần con người có giúp một cái, thiên phú này và võ đạo kinh người thánh thiên yêu tộc thánh tử, lại chết như vậy. Chu Thiên Khuynh giết hắn, thật là so nghiền chết một con kiến còn ung dung hơn chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, hắn cảm giác được một cổ vô cùng là cường đại sát khí bỗng nhiên ở hắn quanh thân bộc phát ra. Cho dù lấy hắn thể chất, đều là cảm giác mình thân thể, một hồi rắc rắc vang dội, cả người xương cốt, xu hướng tại bể tan tành. Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Thiên Khuynh, trong mắt thần mang chớp động, tựa hồ đang suy tư cái gì. Bất quá, Chu Thiên Khuynh nhưng là không có trực tiếp đem Diệp Thần trong nháy mắt giết, hắn mặt lộ nghiền ngẫm vẻ nói, người thức hải bên trong mang một chút từ thiên minh hơi thở. Xem ra, thằng nhóc kia đối với người đoạt xác thất bại à. Luân hồi huyết mạch, quả nhiên không giống bình thường. Diệp Thần nghe vậy, con người run lên bần bật. Nếu như nói, hắn còn có cái gì lật bàn cơ hội, chính là dẫn dụ Chu Thiên Khuynh đối hắn tiến hành đoạt xác, ở thức hải bên trong phối hợp tà lão đem tiêu diệt. Có thể không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Khuynh nhãn lực lại là như vậy cay độc, đã phát hiện từ thiên minh đối hắn tiến hành đoạt xác qua. Chu Thiên Khuynh mỉm cười nói, bổn tôn cũng không mạo hiểm, chỉ muốn thu ngươi cái này cả người máu thịt là được. Dứt lời, hắn quanh thân sát khí cuồng trào, hóa là đạo đạo xúc tu, thì phải chui vào Diệp Thần trong cơ thể, cướp đoạt máu thịt. Cho dù là Chu Thiên Khuynh vị này đã từng nhân hoàng, đều là không khỏi được trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đây chính là một tên luân hồi tộc duệ máu thịt à. Chỗ tốt, không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở nơi này Chu Thiên Khuynh dưới áp chế, hắn thậm chí liền tự bạo đều không cách nào làm được. Nhưng tại giây phút này, Diệp Thần sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ khó hiểu chập chờn. Một đạo vô cùng là kinh khủng yêu lực, ngay tức thì bùng nổ, Diệp Thần chỉ cảm thấy được quanh thân buông lỏng một chút, Chu Thiên Khuynh thêm ra ở hắn trên thân hình lực lượng lại là nháy mắt tiêu tán. Hắn không nhịn được quay đầu vừa thấy, chỉ gặp, xuất hiện ở sau lưng, là một đạo hư ảnh kia tản ra vô tận yêu khí, nhìn như, là một tên vô cùng anh tuấn, nhưng, mặt mũi nhưng vô cùng là yêu dị thanh niên. Chu Thiên Khuynh sắc mặt biến đổi, trong mắt, hiện lên vô cùng oán độc thần sắc, quát lên, yêu hoàng thái nhất. Người quả nhiên không có hình thần câu diệt. Tại sao, Chu Thiên Khuynh một mực không chịu vận dụng mình lực lượng? Đó chính là bởi vì, cho tới nay hắn cũng đang hoài nghi yêu hoàng thái nhất không có chân chính mất đi. Nếu như hắn quá sớm vận dụng lực lượng, bị yêu hoàng quá một phát hiện, cho dù đoạt xác Huyền yêu tộc người vậy tuyệt đối không cách nào tiến vào vô cực mộ cung. Cho nên, Chu Thiên Khuynh quyết định ẩn núp, không tự mình ra tay, mà là gây xích mích Diệp Thần cùng Huyền Cửu Cực giết lẫn nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng tới bản thể lực lượng. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại có huyết hồn làm khám phá hắn thân phận. Bị Diệt Tuyệt Thần Quang đánh chúng sau đó, nếu như lại không thi triển bản thể lực lượng, cho dù là hắn cũng không cách nào chịu đựng một kích này uy lực. Mà hiện tại, hắn vận dụng bản thể lực lượng sau đó, quả nhiên đưa tới cái này yêu hoàng thái nhất thần hồn. Yêu hoàng thái nhất không nói gì, mà là thân hình chớp mắt, ngay tức thì sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần trong mắt thần mang lớn thả, chỉ cảm thấy, một cổ không có gì sánh kịp lực lượng tràn vào thân thể bên trong. Đồng thời, hắn đầu óc bên trong, vang lên một cái thanh âm nói, tiến vào trong cốc. Lúc này, Diệp Thần không chút do dự, hướng thung lũng bên trong bay đi. Chu Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, trên thực tế,
hắn ngược lại cũng không phải sợ cái này yêu hoàng thái nhất thần hồn, dẫu sao hắn có thân xác, mà đây yêu hoàng thái nhất không có. Hai bên đều là hồn thể, tử linh dưới tình huống, có hay không thân xác chênh lệch quá lớn. Hắn lo lắng nhất, chính là để cho yêu hoàng thái nhất có thân xác à. Cho nên, nếu như lúc ấy Diệp Thần thật đánh chết Huyền Cửu Cực, như vậy, Chu Thiên Khuynh liền có thể không chút kiêng kỵ đem cắn nuốt, đây là, cho dù yêu hoàng thái nhất tỉnh lại vậy không kịp ra tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hết lần này tới lần khác bị Diệp Thần khám phá, hơn nữa, trả lại cho Diệp Thần thi triển diệt tuyệt thần quang cơ hội. Một khắc sau, Chu Thiên Khuynh bỗng nhiên xuất hiện, vô tận sát khí ở Diệp Thần quanh thân vô căn cứ hình thành một tòa đại trận. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, đại trận này quá khủng bố, rơi vào cái này trong đại trận, thật là để cho hắn có một loại thân vùi lấp thượng cổ đường cùng vậy cảm giác. Nhưng, ngay tại lúc này, trong cơ thể yêu hoàng lực bỗng nhiên một thịnh, đồng thời, hắn trong mắt linh quang chớp mắt ngay tức thì phong tỏa trong đại trận một xó xỉnh, nơi đó chính là tâm trận chỗ. Yêu hoàng thái nhất lần nữa mở miệng nói, toàn lực công kích nơi đó. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem toàn bức tâm thần tập trung ở đối với thân thể khống chế bên trên, luyện đạo vết ấn hiện lên, đồng thời, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, hồn thể đổi thành, hồng mông đại tinh không vân. Vân, tất cả đều thi triển, một đạo vô cùng sáng chói ngân hà bỗng nhiên từ kiếm phong bên trên bùng nổ, hướng trận kia mắt chém điên cuồng ra. Âm một tiếng, chỗ tòa này vô cùng sợ hãi đại trận, ở dưới một kiếm này, ầm ầm bể tan tành, mà Diệp Thần bóng người cũng là ngay tức thì tiến vào thâm cốc nội bộ. Chu Thiên Khuynh sắc mặt trầm xuống, bắn lên thân hình, thì phải hướng Diệp Thần đuổi theo, có thể, ngay tại lúc này, một đạo vô cùng lạnh thấu xương ánh sáng trắng ngay tức thì từ thâm cốc lối vào, bộc phát ra. Chu Thiên Khuynh một chưởng đánh ra, đại trận hiện lên, ngay tức thì khác ở vậy ánh sáng trắng bên trên, ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ở nơi này thế giới nhỏ bên trong bộc phát ra, vô số thanh sơn ầm ầm sụp đổ. Nhưng, cái này cực kỳ kinh khủng một chưởng, không những không có đem vậy ánh sáng trắng đánh nát, ngược lại là Chu Thiên Khuynh mình đã bị liền một cổ cực mạnh lực phản chấn, đổ bay ra. Chu Thiên Khuynh ánh mắt lóe lên, vô cùng là không cam lòng nhìn chằm chằm đạo bạch quang kia, gào thét nói, vô cực thiên cung. Lại còn sót lại một chút uy năng. Tiến vào thâm cốc bên trong sau đó. Diệp Thần cảnh sắc trước mắt lại là một hồi biến đổi, hắn ngay tức thì đi tới một nơi cung điện bên trong. Mà tiến vào cung điện này, Diệp Thần chính là con người co giúp một cái. Đầu tiên in vào mi mắt, bất ngờ là từng ngọn mộ bia. Mà vậy mộ bia bên trên, viết vô số người yêu tộc tục danh, xem chữ viết toàn bộ xuất từ một người tay. Diệp Thần ánh mắt chớp động một tí, tựa như thấy được năm đó. Một tên vô cùng bi ai vương giả tự mình đem chết đi bộ chúng an táng ở cung điện này bên trong, sách khắc mộ bia một màn. Cái này vô cực mộ cung, thà nói là yêu hoàng thái nhất mộ cung, không bằng, nói là những thứ này chết đi yêu tộc chiến sĩ mộ cung. Rất nhanh, Diệp Thần liền ở yêu hoàng thái nhất dưới sự chỉ dẫn rơi vào một nơi cột đá trước. Một đạo quang hoa chớp mắt, yêu hoàng thái nhất liền từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Nhìn trước mặt chỉ còn lại một món hồn phách nam tử, Diệp Thần trong lòng không khỏi được dâng lên một cổ kính ý, chân thành hành lễ nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua yêu hoàng. Thái nhất nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ nói, yêu hoàng. Liền mình bộ hạ cũng không bảo vệ được, coi là cái gì yêu hoàng. Diệp Thần nghe vậy, cũng không khỏi yên lặng. Yêu hoàng thái nhất nói, thằng nhóc, đừng cao hứng được quá sớm, ngươi mặc dù tiến vào cái này mộ cung bên trong, nhưng... Mộ cung còn sót lại lực lượng, nhưng ngăn cản không được Chu Thiên Khuynh quá lâu, người muốn phải sống sót, cũng không dễ dàng. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái nói, mời yêu hoàng chỉ điểm. Như thế nào chiến thắng cái này Chu Thiên Khuynh? Yêu hoàng nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, vui vẻ cười to nói, thằng nhóc, ngươi ngược lại thật là cái quái nhân, người bình thường suy nghĩ cũng là như thế nào bảo vệ tánh mạng, ngươi nhưng muốn đánh thắng Chu Thiên Khuynh. Ngươi có thể biết cái này Chu Thiên Khuynh năm đó là hạng sợ hãi nhân vật. Cho dù ngươi thân cái thiên yêu huyết mạch, huyền yêu tinh máu, thái thượng thiên ma thể và thiên yêu thánh thể, cùng với luân hồi huyết mạch, nhưng, hôm nay ngươi so với Chu Thiên Khuynh kém phải trả là quá xa quá xa. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này yêu hoàng thái nhất lại là một mắt liền đem hắn nhìn thấu. Bất quá, rất nhanh, yêu hoàng thái nhất chính là tiếng cười thu lại nói, bất quá, ngươi ý tưởng. Bổn hoàng ngược lại không ghét, hơn nữa, người muốn phải sống sót,
cũng chỉ có chiến thắng Chu Thiên Khuynh con đường này có thể đi. Yêu Hoàng Thái Nhất ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, muốn chiến thắng Chu Thiên Khuynh, có hai loại phương pháp. Vừa nói, hắn trên mặt, hiện lên lau một cái tà cười nói, một, để cho bổn hoàng đối với ngươi tiến hành đoạt xác, mặc dù bổn hoàng có thể dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, đem lực lượng mượn ngươi, nhưng chỉ có thể phát huy ra một phần chia mà thôi, nếu như, ngươi để cho bổn hoàng đoạt xác, dựa vào cái này luân hồi huyết mạch, bổn hoàng có thể tùy tiện tiêu diệt vậy Chu Thiên Khuynh. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt biến đổi nói, ta chọn loại phương pháp thứ hai. Bị đoạt xác, mình đều chết hết, chiến thắng Chu Thiên Khuynh thì có ích lợi gì? Yêu Hoàng Thái Nhất cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc, đừng gấp như vậy, ngươi có thể còn không biết mình thể chất có kinh khủng dường nào, cho dù bổn hoàng đem thần hồn của ngươi mất đi liền tiến hành đoạt xác, ngày khác, ngươi cũng có thần hồn sống lại, đoạt lại mình thân thể cơ hội. Bất quá, chắc hẳn, ngươi là sẽ không chọn loại phương pháp này. Vừa nói, hắn chỉ một cái bên cạnh cây kia cột đá nói, ngươi xem, cái này cây trên cột đá là cái gì? Diệp Thần hướng vậy cột đá nhìn, không khỏi được ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp vậy cột đá bên trên, sách có khắc rậm rạp chằng chịt, vô số phù văn, hơn nữa, mỗi cái phù văn đều là màu đỏ như máu, hiển nhiên là lấy máu tươi viết liền. Hơn nữa, phù văn bên trong tản ra cuồn cuộn yêu lực, cho dù là hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Trụ đá này lên chữ viết, bất ngờ là dùng Yêu Hoàng Thái Nhất máu tươi viết xuống. Yêu Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhàn nhạt nói, cái này, chính là bổn hoàng lấy tâm huyết viết xuống đạo thống truyền thừa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, bất quá, rất nhanh hắn liền hỏi nói, cái này truyền thừa cùng chiến thắng Chu Thiên Khuynh có thể có cái gì quan hệ? Sẽ không để cho ta hiện tại tu tập chứ? Yêu Hoàng Thái Nhất truyền thừa tất nhiên là cao cấp tồn tại, nhưng, đối với quyết chiến Chu Thiên Khuynh, tựa hồ cũng không có quá lớn trợ giúp. Mặc dù, lấy được cái này Yêu Hoàng truyền thừa, có thể để cho hắn thực lực có tăng lên, có thể lâm trận mài thương cũng không phải như thế mài à. Cho dù lấy hắn tư chất, muốn phải hoàn toàn nắm giữ cái này đẳng cấp truyền thừa, chỉ sợ cũng phải tốn trên mấy tháng thậm chí mấy năm dài. Coi như Chu Thiên Khuynh thật phải chờ tới hắn hoàn toàn nắm giữ cái này truyền thừa sau đó mới có thể công nhập mộ cung bên trong, có thể, hắn còn muốn ở chiến trường đóng cửa trước trở lại Thánh Thiên Thành. Nhưng, ra Diệp Thần dự liệu phải, Yêu Hoàng Thái Nhất nhưng là vô cùng là nghiêm túc ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, không sai, bổn hoàng chính là dự định để cho ngươi hiện tại tu tập ta lưu lại cái này truyền thừa. À, trong chốc lát, Diệp Thần có chút ngu, thật muốn lâm trận mài thương. Nhìn Diệp Thần không hiểu hình dáng, Yêu Hoàng Thái Nhất lần nữa mở miệng nói, ngươi có biết, bổn hoàng xuất thân. Diệp Thần nghe vậy lắc đầu một cái. Hắn chỉ có liên quan tới Yêu Hoàng Thái Nhất trí nhớ, vẫn là được từ Tử Thiên Minh. Yêu Hoàng Thái Nhất trong mắt hiện lên lau một cái nhớ lại vẻ, mở miệng nói, trên thực tế, bổn hoàng cũng không phải là thuần huyết yêu tộc, mà là ba tộc hỗn huyết. Ba tộc hỗn huyết, Diệp Thần trên mặt, lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Phải biết, yêu tộc vô cùng là bài xích ngoại tộc, đừng nói là ba tộc hỗn huyết, thậm chí liền giống vậy hai tộc hỗn huyết cũng vô cùng là hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là, cái loại này lai ở yêu tộc bên trong liền vị cực thấp, lại sao có thể trở thành yêu hoàng. Yêu Hoàng Thái Nhất đưa ra có chút hư ảo bàn tay, vuốt ve cây kia cột đá nói, ta mẫu thân là yêu tộc người, mà ta phụ thân, chính là nhân ma hỗn huyết, làm ta ra đời sau đó, ở yêu tộc bên trong cũng là chịu đủ lật đổ, chỉ trích, mà ta mặc dù có thể lên đỉnh yêu hoàng vị. Vừa nói, Yêu Hoàng Thái Nhất cặp mắt bên trong bỗng nhiên bùng nổ một đạo vô cùng lạnh thấu xương thần mang, Diệp Thần tâm thần rung động, tựa như vậy trấn áp nhất tộc hoàng giả lần nữa hạ xuống. Yêu Hoàng Thái Nhất ngưng mắt nhìn trước mặt bia đá nói, chính là bởi vì ta sáng tạo cửa này Tam Nguyên Thái Nhất công. Lấy này hoành đè vô số yêu tộc tài tuấn, để cho bọn họ biết, ta huyết mạch so bọn họ càng ưu tú. Trong chốc lát, liền liền Diệp Thần cũng không khỏi được tò mò nói, công pháp này kết quả có gì đặc biệt chuẩn bị chỗ. Yêu Hoàng Thái Nhất quét Diệp Thần một cái nói, thằng nhóc, ngươi biết ta tại sao lựa chọn cứu ngươi, mà không phải là một người khác thuần huyết huyền yêu tộc người sao? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động một tí, hắn biết Yêu Hoàng nói là huyền cửu cực. Yêu Hoàng Thái Nhất nói, tới một cái, ngươi là luân hồi huyết mạch người điều khiển, hơn nữa, trong cơ thể thiên yêu huyết mạch cùng với huyền yêu tinh máu, cũng vô cùng là mạnh mẽ, ngươi lại là tu luyện thái thượng thiên ma thể, chỉ có ngươi, mới có thể lớn hơn trình độ phát huy ra bổn tôn lực lượng. Bất quá,
đây cũng không phải mấu chốt nhất nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là, bên trong cơ thể ngươi có vô cùng là cường thịnh yêu khí cùng linh khí. Chỉ có ngươi, mới thích hợp nhất tu tập bổn hoàng truyền thừa. Hắn mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần nói, bổn hoàng truyền thừa, trên thực tế chính là dung luyện linh lực, yêu lực cùng ma lực pháp môn, đem cái này ba loại thuộc tính bất đồng năng lượng dung luyện là cường đại hơn năng lượng. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được mặt hiện vô cùng là rung động thần sắc. Trên thực tế, không cùng chủng tộc lai, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Liền lấy nhân tộc cùng yêu tộc lai mà nói, chỗ tốt có, thân xác vượt xa người bình thường tộc, lực lượng, sinh mệnh lực, đặc biệt là mạnh mẽ vân. Vân, nhưng, chỗ xấu chính là, như vậy lai, tu hành lúc trong cơ thể năng lượng vô cùng là hỗn tạp, vừa có yêu khí, cũng có linh lực, cái này làm cho bọn họ đang tu hành tốc độ cùng với trong cơ thể năng lượng về chất lượng không bằng thuần huyết yêu tộc hoặc là nhân tộc. Bất quá, Diệp Thần là ngoại lệ, hắn yêu lực đều không phải là tu luyện có được, hơn nữa, đến từ thiên yêu huyết mạch cùng huyền yêu tinh máu, cái này hai loại huyết mạch đều là vô cùng mạnh mẽ, áp đảo chư thiên vạn giới đỉnh cấp khủng bố tồn tại, vì vậy, cái này hai loại huyết mạch mang tới yêu lực, chất lượng cũng là tinh thuần tới cực điểm. Bất quá, Diệp Thần nhưng không cách nào đem yêu lực cùng linh lực hỗn hợp sử dụng. Trong chốc lát, hắn đôi mắt không khỏi được thần quang lóe lên. Tại sao huyền linh lực lớn mạnh như vậy? Chính là bởi vì, cái này huyền linh lực chất lượng cực cao, nếu như, hắn có thể đem yêu lực cùng linh lực dung luyện làm một thể, trình độ nào đó mà nói, hắn có năng lượng liền sẽ hơn nữa đến gần huyền linh lực, như vậy, hắn thực lực cũng đem bạo tăng. Chỉ là, Diệp Thần rất rõ ràng, như vậy nghịch thiên pháp môn, muốn luyện thành, tuyệt không phải chuyện dễ. Lấy này, thật có thể chiến thắng Chu Thiên Khuynh. Tựa như nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, yêu hoàng thái nhất trầm giọng nói, thằng nhóc, trong thời gian ngắn, người muốn đem cái này tam nguyên thái nhất công, tu luyện tới đại thành là không thể nào, người muốn làm chính là ở Chu Thiên Khuynh tiến vào mộ cung trước, đem cái này tam nguyên thái nhất công tu luyện tới nhập môn cảnh giới, sứ linh lực của ngươi cùng yêu lực có thể bước đầu dung hợp. Diệp Thần cau mày nói, chỉ là bước đầu dung hợp, há có thể đánh bại Chu Thiên Khuynh. Yêu hoàng quá cười một tiếng nói, thằng nhóc. Ngươi sẽ không muốn dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng Chu Thiên Khuynh chứ? Diệp Thần nghe vậy, thần sắc động một cái nói, yêu hoàng ý là. Yêu hoàng thái nhất nói, mới vừa rồi, bổn hoàng nói qua, ngươi cũng không thể phát huy ra bổn hoàng lực lượng chân chính, chủ yếu nguyên nhân chính là bên trong cơ thể ngươi yêu lực cùng linh lực không cách nào dung hợp, thân thể theo bản năng bài xích bổn hoàng dành cho ngươi năng lượng. Nếu là muốn để cho ngươi yêu lực cùng linh lực có thể bước đầu dung hợp, đầu tiên, chính là muốn thông qua cái này tam nguyên thái nhất công, khiến cho ngươi thân thể có thể thích ứng cái loại này hỗn hợp năng lượng. Như vậy thứ nhất, có bổn hoàng tương trợ, người đối mặt Chu Thiên Khuynh cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đây chính là bổn hoàng nói loại phương pháp thứ hai. Tốt lắm, thằng nhóc, toàn lực hiểu đi, bổn hoàng tận lực vì ngươi hơn tranh thủ một ít thời gian. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc rung lên, gật đầu một cái nói, đa tạ yêu hoàng. Tiếng nói vừa dứt, liền ngồi xếp bằng ở vậy cột đá trước, đem toàn bức tâm thần đều tập trung ở hiểu cái này tam nguyên thái nhất công bên trên, rất nhanh liền tiến vào ta vật lưỡng vong cảnh giới. Cùng lúc đó, vô cực mộ cung ra, Chu Thiên Khuynh khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, ở thâm cốc lối vào, bày ra một tòa đại trận này liền thành, chưa thúc dục, toàn bộ chiến trường thượng cổ tựa hồ thì phải làm mà run rẩy, vô tận quy luật ở đại trận này chung quanh ngưng tụ. Chu Thiên Khuynh cười lạnh nói, yêu hoàng thái nhất, ta đây muốn xem, dựa vào cái này vô cực thiên cung còn sót lại uy năng, ngươi có thể chống đỡ bổn tôn bao lâu. Chu Thiên Khuynh quanh thân sát khí một thịnh, tràn vào vậy trong đại trận, trong trận ngay tức thì bạo phát ra một đạo ánh sáng đỏ thẫm, hồng quang lượn lờ tới giữa, biến thành một cái màu đỏ thẫm ma chảo, hướng núi kia cốc lối vào hung hăng bắt đi. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy ma chảo cùng núi kia cốc lối vào ánh sáng màu trắng mạc ầm ầm đụng nhau, ma chảo bên trên bốc lên một đạo màu đỏ thẫm ma diễm, hừng hực thiêu đốt, mơ hồ có đem màu trắng kia màn sáng hòa tan khuynh hướng. Vô cực mộ cung bên trong, yêu hoàng thái nhất gặp Diệp Thần tiến vào hiểu trạng thái, trong mắt lộ ra lau một cái trầm ngưng vẻ, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể năng lượng cuồng trào ra, rót rót vào dưới người vô cực mộ cung bên trong. Nơi sơn cốc nguyên bản ở ma diễm thiêu hủy xuống, có chút run rẩy ánh sáng màu trắng mạc ngay tức thì ngưng tụ. Chu Thiên Khuynh thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai bên trong chốc lát rằng co không nghỉ. Lúc này,
Diệp Thần nhưng là tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền trạng thái, hắn đi theo tam nguyên thái nhất công, vận chuyển trong cơ thể linh lực cùng yêu lực. Cái này hai loại lực lượng, phảng phất là nước cùng lửa lẫn nhau không tương thích, đồng thời vận chuyển hai loại năng lượng cảm giác, giống như là có hai chi quân đội, ở Diệp Thần kinh mạch, trong đan điền run rẩy vậy. Cho dù lấy Diệp Thần thể chất, hắn kinh mạch cùng trong đan điền, cũng là ngay tức thì liền xuất hiện vô số vết rách, cả người máu tươi đầm đìa, hơi thở đều có chút không yên đứng lên. Cũng chính là Diệp Thần, đổi thành một cái phổ thông yêu tộc, cho dù thân cái hai loại hoặc là càng nhiều năng lượng, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì bị thương quá nặng, mà không cách nào tiếp tục tu luyện. Mà Diệp Thần chính là rất miễn cưỡng dựa vào kinh khủng kia sinh mệnh lực chống đỡ xuống. Bất quá, Diệp Thần nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng, nếu là muốn đem cái này tam nguyên thái nhất công nhập môn, ít nhất cũng phải đem công pháp này có thể lành lặn vận chuyển một lần. Nhưng, hôm nay Diệp Thần, bất quá là vận chuyển 5% cỡ đó, cũng đã là như vậy. Suy nghĩ một chút đem xa chuyển tới 100% lúc đó, sẽ là cái gì một loại tình trạng, liền Diệp Thần trong lòng đều là không khỏi được có chút thấp thỏm. Nhưng, rất nhanh, Diệp Thần liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, theo thân thể không ngừng bể tan tành và gây dựng lại, cơ thể thế chấp vậy sinh ra loại nào đó biến hóa kỳ diệu, loại biến hóa này lại là mơ hồ để cho hắn có loại nào đó chấn áp hai cổ năng lượng năng lực. Cái này tựa hồ và Thái Thượng Thiên Ma Thể có chút quan hệ. Chẳng lẽ Thái Thượng Thiên Ma Thể đối với cái này tam nguyên thái nhất công vậy có hiệu quả? Yêu Hoàng Thái Nhất ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thật ra thì, hắn không có nói cho Diệp Thần, muốn ở Chu Thiên Khuynh công nhập vô cực mộ cung trước, làm thân thể có thể chân chính chịu đựng hai loại linh lực dung hợp, cơ hồ là không thể nào làm được. Có thể, bây giờ nhìn lại, Diệp Thần có hy vọng. Ba ngày sau, giờ phút này, Diệp Thần toàn bộ thân thể đã bị vết máu bao trùm, nhưng, đồng thời, một loại vô cùng là huyền diệu ý vận, từ trong cơ thể tản ra. Yêu Hoàng quá nhìn một cái Diệp Thần, ánh mắt càng ngày càng sáng, ngắn ngủi ba ngày, Diệp Thần liền cơ hồ nếu có thể đủ đem hoàn chỉnh tam nguyên thái nhất công vận chuyển một lần à. Nếu như thành công làm được, mặc dù khoảng cách đại thành, còn rất kém xa, nhưng vậy cũng coi là nhập môn. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần mới có thể chân chính chịu đựng hắn lực lượng. Có thể, lúc này Yêu Hoàng Thái Nhất trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng. Cả tòa vô cực mộ cung bên trong, hôm nay đã biến thành một phiến đỏ thẫm vẻ, trong không khí, tràn ngập vô cùng là hơi thở nóng bỏng. Từng cơn tiếng nổ, không ngừng từ thâm cốc ra truyền tới. Cho dù là cái này đã từng thống soái nhất tộc trầm ổn nam tử cũng không khỏi được có chút tiêu nóng này, hắn biết vô cực mộ cung thì phải không chịu nổi. Dẫu sao, mộ cung chỉ còn sót lại trước chút uy năng mà thôi, cái này ba ngày qua, Chu Thiên Khuynh dựa vào trận pháp không ngừng công kích, đã để cho vô cực mộ cung tới cực hạn. Có thể, Diệp Thần đến bây giờ còn không có tỉnh lại à? Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộ cung đô là một hồi kịch liệt rung động, Yêu Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến đổi, cốc khẩu vách ngăn đã bể tan tành. Thâm cốc ra, Chu Thiên Khuynh phát ra một tiếng quát chói tai, thao túng ma chảo, lôi cuốn cuồn cuộn lửa cháy mạnh, hướng về phía phân bố vết rách ánh sáng màu trắng mạc đánh xuống, vốn đã lảo đảo muốn ngã màn sáng rốt cuộc biến thành hư không. Chu Thiên Khuynh thấy vậy, thần sắc ngay tức thì dữ tợn, phát ra cười to một tiếng, liền thân hình chớp mắt, xông vào thâm cốc bên trong. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn ý thức, trôi lơ lửng ở một phiến hư không phía trên, mắt nhìn xuống dưới người hai nhánh sông lớn. Hai cái này sông lớn, một đỏ một xanh, màu đỏ, thế nước hung mãnh, hồng đào vạn trượng, vô cùng là cuồng bạo, dường như muốn đem thế gian hết thảy, cũng chìm ngập mất đi. Mà màu xanh, thì linh xảo nhẵn nhụi, biến hóa vạn đoan, tựa hồ có thể dung nhập vào trong thiên địa hết thảy dòng sông dòng suối. Giờ phút này, hai cái này sông lớn đang lẫn nhau đánh thẳng vào, tựa như đều muốn chiếm đoạt đối phương. Diệp Thần ánh mắt không ngừng lóe lên, đầu óc bên trong mơ hồ có một loại hiểu ra, hắn đột nhiên hướng về phía hai nhánh sông lớn đưa tay ra, trong bàn tay tim hiện lên một quả phù văn. Phù văn này ánh sáng lóe lên, một loại huyền diệu chập chờn tản ra. Cái này chập chờn bên trong, vậy hai cái đang lẫn nhau công phạt sông lớn, tựa hồ có cảm ứng nào đó vậy, bỗng nhiên một lần. Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, có thể, cái này vui mừng rất nhanh liền biến mất. Vậy hai nhánh sông lớn ở chốc lát yên lặng sau đó, ngay tức thì bùng nổ,
bộc phát cuồng bạo, tựa như đang giãy giụa, không muốn bị Diệp Thần khống chế. Diệp Thần mặt hiện cố hết sức vẻ, toàn bộ thân thể đều ở đây cái này hai cổ lực lượng vùng vẫy lúc dũng động cự lực bên trong, điên cuồng run rẩy, tựa như thân xác đều phải ở lực lượng này bên trong bị nghiền nát, bị chen bể vậy. Nhưng, trong mắt cũng là hiện lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ, không chỉ không có bất kỳ thu liếm, ngược lại gào thét một tiếng, lòng bàn tay bên trong phủ văn, ánh sáng bộc phát sáng rực. Vô cực mộ cung bên trong, Chu Thiên Khuynh cơ hồ là ngay lập tức liền đi tới cung điện trước. Hắn nhìn tựa hồ đang tu luyện bên trong Diệp Thần, còn người hơi co lại, ngay sau đó, nhìn về phía đang ngăn ở Diệp Thần trước người yêu Hoàng Thái Nhất, mặt hiện vẻ châm chọc. Chu Thiên Khuynh lạnh lùng mở miệng nói, Thái Nhất, đã nhiều năm như vậy, thắng, cuối cùng là ta. Hắn quanh thân sát khí cuồn cuộn, ánh mắt ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn nói, ngươi là muốn dựa vào thằng nhóc này, lật bàn chứ. Ha ha, nếu như, ta giết hắn mà nói, ngươi còn có cái gì cùng ta chống lại thủ đoạn chứ. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Khuynh chợt hướng về phía Diệp Thần, một quyền đánh ra, quyền ra trận theo, đạo vận kích động. Đến Chu Thiên Khuynh cảnh giới này, có thể nói giơ tay nhấc chân, đều là cao nhất quy luật. Mặc dù hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng, một kích này như cũ vô cùng là khủng bố. Đừng nói Diệp Thần hiện tại đang hiểu bên trong, chính là hắn khỏe hẳn trạng thái cũng chỉ có thể ở một kích này dưới, hóa là xương máu. Vậy quyền trận lấy cực kỳ sợ hãi tốc độ ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Sẽ ở đó quyền ấn sắp chạm được Diệp Thần thân thể nháy mắt, một tia sáng trắng bỗng nhiên bùng nổ. Yêu Hoàng Thái Nhất sắc mặt trầm ngưng, chắn Diệp Thần trước người, toàn lực ra tay, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy quyền ấn bể tan tành, nhưng, Yêu Hoàng Thái Nhất giống vậy hơi biến sắc mặt, liền lùi mấy bước, liền thân thể nhìn như cũng hơn nữa hư ảo một phần. Hiển nhiên, chỉ là chặn Chu Thiên Khuynh cái này tiện tay nhất kích, hắn cũng đã vô cùng là cố hết sức. Thấy Yêu Hoàng Thái Nhất không chịu được như vậy hình dáng, Chu Thiên Khuynh không nhịn được ha ha phá lên cười nói, Thái Nhất, ngươi xác định ngươi muốn thay thằng nhóc này ngăn cản. Ha ha, có lẽ, ở ta đem giết trước khi chết, ngươi cũng đã hồn phi phách tán chứ. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Khuynh tiếp liền ra tay, trong chốc lát, quyền trận, trưởng trận ở cung điện này bên trong lật bay, cường đại lực lượng tại không gian bên trong mãnh liệt, chí bảo này vô cực mộ cung mặt đất, trên vách tường đều là ở lực lượng này bên trong hiện lên đạo đạo khe hở. Tựa như cả tòa mộ cung đô muốn ở lực lượng kinh khủng kia bên trong sụp đổ vậy. Thái Nhất thấy vậy, chau mày, mắt thấy như vậy loại công kích thì phải rơi xuống lúc đó, hắn trong mắt hiện lên vô cùng thần sắc cô đơn. Than nhẹ một tiếng nói, các bạn già, xem ra, bổn hoàng vẫn là phải quấy rầy các ngươi an nghỉ. Tiếng nói vừa dứt, vậy mộ cung bên trong vô số mộ bia, bỗng nhiên toát ra vô cùng là chói mắt ánh sáng trắng. Một khắc sau, từng đạo yêu tộc cường giả bóng người, xuất hiện ở trên mộ bia phương. Chu Thiên Khuynh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, những thứ này đều là năm đó chết đi yêu tộc tinh nhuệ hồn phách. Vậy từng tên một yêu tộc cường giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát ra một tiếng gào thét nói, là yêu hoàng bệ hạ mà chiến. Trong chốc lát, tiếng gào chấn thiên, một cổ vô cùng sơ sắc tiêu điều hơi thở, tràn ngập ở cái này mộ cung bên trong. Mà giờ khắc này, nguyên bản lộ vẻ được có chút bất cần đời yêu hoàng Thái Nhất cũng là khí chất biến đổi, tựa như năm đó cái đó thống lĩnh yêu tộc hoàng giả, lần nữa hạ xuống. Hắn ánh mắt chớp động, ở hắn dưới sự chỉ huy, đối mặt Chu Thiên Khuynh đánh ra chí cường công kích. Những thứ này yêu tộc các chiến sĩ rối rít ra tay, ầm tiếng không ngừng. Những thứ này hồn phách lực lượng không hề coi là quá mạnh mẽ, nhưng, thắng ở số lượng rất nhiều, hơn nữa, yêu hoàng Thái Nhất chỉ huy được cực kỳ tuyệt diệu, lại là đem Chu Thiên Khuynh một kích này hoàn toàn chặn. Chu Thiên Khuynh sắc mặt có chút khó coi, cười gằn nói, Thái Nhất, đến hiện tại, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ bằng những phế vật này cũng muốn ngăn cản ta Chu Thiên Khuynh. Yêu Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, Chu Thiên Khuynh, đừng cao hứng được quá sớm, ai chết vào tay ai, vẫn là không biết số. Chu Thiên Khuynh thần sắc trầm xuống, thân hình cuồng vũ, đạo đạo đại trận ở hắn quanh thân ngưng tụ, vô số ác liệt công kích hướng Diệp Thần chỗ chỗ cuồng oanh đi. Yêu Hoàng Thái Nhất ánh mắt trầm ngưng, tâm thần chuyển động tới giữa, điều động đại quân nghênh địch, hắn biết, mình không thể có một tia một hào không may, nếu không, cái này yếu ớt thăng bằng đem sẽ lập tức bị đánh vỡ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, lẩm bẩm nói, thằng nhóc,
Chàng này từ thượng cổ tới nay kéo dài đến nay chiến tranh, liền do ngươi tới quyết định thắng bại. Hai bên cái này giao thủ một cái, chính là đánh được trời đất u ám, nhưng, dần dần yêu hoàng thái nhất đại quân chính là hiện ra xu thế suy sụp. Bọn họ dẫu sao chỉ là hồn linh, cùng có thật thể chu thiên khuynh tới giữa có khó mà vượt qua hồng câu. Ba tiếng sau đó, yêu hoàng quá nhìn một cái vậy từng đạo ở kinh khủng lực lượng bên trong tiêu tán, hóa là lũ lũ khí trắng, lần nữa dung nhập vào mộ bia bên trong yêu tộc chiến sĩ hồn phách, ánh mắt không ngừng rung động, để cho hắn nhớ lại năm đó bị kẹt ở vô cực mộ cung bên trong một màn. Chẳng lẽ, lần này, hắn còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Trong chốc lát, cho dù là cái này thượng cổ đế vương trong mắt cũng là không khỏi được ảm đạm xuống. Rốt cuộc, Chu Thiên Khuynh hung hãn nhất kích, đem cuối cùng trăm danh tướng sĩ tạo thành liên hiệp quét sạch không còn một mống, trong sân chỉ còn lại yêu hoàng thái nhất, nhân hoàng Chu Thiên Khuynh, cùng với chưa tỉnh lại Diệp Thần. Chu Thiên Khuynh kịch liệt thở hào hển, nhưng, trên gương mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong tay ngưng tụ cuồn cuộn đạo vận, sát khí cực nhanh vận chuyển, biến thành một cái gào thét rồng thần, liền hướng Diệp Thần gầm thét ra. Yêu hoàng thái nhất thân hình động một cái, liền chắn Diệp Thần trước người. Hắn khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, có lẽ, Chu Thiên Khuynh một kích này thật có thể đem hắn thần hồn hoàn toàn mất đi, nhưng, năm đó vô số chiến sĩ ở trước mặt hắn bỏ mình, hắn đã không muốn nhìn lại có đồng bạn chết ở mình trước mắt. Đây là hắn cuối cùng có thể làm chuyện. Chu Thiên Khuynh thấy vậy, chính là âm lãnh cười một tiếng, mặt đầy vẻ châm chọc nói, ngu xuẩn. Trên thực tế, nếu như yêu hoàng thái nhất mới vừa dùng đại quân trợ trụ mình, không để ý Diệp Thần. Tự đi chạy thục mạng nói, hắn có thể còn thật không có biện pháp nhất định có thể đem thái nhất lưu lại. Nhưng, tên này hiển nhiên vẫn là cùng năm đó như nhau ngu xuẩn. Trên thực tế, năm đó, nhân tộc mặc dù có thể cùng thái nhất cùng với một đám yêu tộc tinh nhuệ tại hôm nay không biết khu vực quyết chiến, cũng không phải là nhân tộc đem yêu tộc đẩy vào tuyệt cảnh, mà là bởi vì, Chu Thiên Khuynh dùng kế vây lại liền yêu tộc tinh nhuệ quân đội. Nếu như bọn họ đem bộ phận này tiêu diệt nói, mặc dù, có thể ở trên chiến trường lấy được ưu thế, nhưng, cách kết thúc chiến tranh còn rất kém xa. Bởi vì, hai phe hạch tâm chính là hai tộc vương giả. Chỉ cần vương giả không chết, tinh nhuệ hao tổn, cũng không thể mang đến chân chính thắng lợi. Có thể, làm Chu Thiên Khuynh không nghĩ tới phải, yêu hoàng thái nhất lại là một thân một mình, sát nhập vào trong trận, tới cứu bị kẹt bộ chúng. Cũng chính là vì vậy, cuối cùng, hai tộc vương giả mới sẽ lấy mạng đổi mạng. Kết thúc cái này khoáng nhật lâu bền đại chiến. Chu Thiên Khuynh nụ cười bộc phát đậm đà, mắt thấy thái nhất dần dần bị hắn công kích cắn nuốt bóng người, hắn trong mắt toát ra vô cùng sáng ngời ánh sáng. Hắn mong đợi cái này thắng lợi đã vô số năm tháng à. Hôm nay, rốt cuộc thực hiện. Hắn Chu Thiên Khuynh mới là vạn cổ đệ nhất trung cực hoàng giả. Mới là cả vực ngoại chân chính chí tôn. Ánh sáng liễm hết sức, yêu hoàng thái nhất thân hình đã hoàn toàn biến mất. Cung điện bên trong, chỉ còn lại có hắn, cùng với nhắm mắt không nhúc nhích, phảng phất người chết vậy, không có chút nào hơi thở Diệp Thần. Chu Thiên Khuynh cười ha ha một tiếng nói, thái nhất, thắng cuối cùng là bổn tôn à. Ngay sau đó, hắn liếm môi một cái, nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ tham lam. Luân hồi huyết mạch người có, cứ như vậy giết, chân thực quá đáng tiếc, phải đem cả người máu thịt thật tốt chiếm đoạt sạch sẽ mới được à. Chu Thiên Khuynh chậm rãi đi tới Diệp Thần trước người, quanh thân sát khí một trào, biến thành căn căn xúc tu, hướng Diệp Thần đưa ra. Mà ngay lúc này, Diệp Thần nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nguyên bản giống như người chết giống vậy Diệp Thần, đối mặt Chu Thiên Khuynh, lại là vô cùng nhanh chóng oanh đánh một quyền. Chu Thiên Khuynh con người co giúp một cái, nhưng, rất nhanh liền buông lỏng xuống, thái nhất hôm nay đã chết, thằng nhóc này tuy là luân hồi huyết mạch người điều khiển, nhưng... Bằng chính hắn, vừa có thể tung lên sóng gió gì. Thậm chí, đối với Diệp Thần đánh ra một quyền cũng hoàn toàn không thấy, lấy Diệp Thần thực lực, một quyền này đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Chu Thiên Khuynh khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường nụ cười, sát khí xúc tu, tiếp tục đưa ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần quả đấm liền đánh vào Chu Thiên Khuynh trên lồng ngực. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng, cái này mộ cung bên trong hết thảy cũng làm định cách. Một khắc sau, Chu Thiên Khuynh trên gương mặt vậy khinh thường nụ cười, nhanh chóng bể tan tành, biến thành vẫy không ra vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Ngay sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn,
ở nơi này mộ cung bên trong, bộc phát ra, Chu Thiên Khuynh thân thể lại là ở Diệp Thần cái này một quyền xuống, bị đánh được đổ bay ra, xương ngực sụp đổ, khóe miệng vậy tràn ra một món vết máu. Lại là ầm một tiếng, Chu Thiên Khuynh thân thể hung hăng đụng vào mộ cung trên vách tường, đem đụng được gần như bể tan tành. Bể lịch bên trong, Chu Thiên Khuynh nhìn mình ngực, có chút khó có thể tin đứng lên, hướng trước người vậy thần sắc lãnh đạm thanh niên nhìn. Diệp Thần trên gương mặt, hiện lên một nụ cười, phát ra gần giống như yêu hoàng thái nhất thanh âm nói, ngươi thắng. Chu Thiên Khuynh, ta nói qua, không nên cao hứng được quá sớm. Chu Thiên Khuynh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, kinh hô, ngươi đoạt xác thằng nhóc này. Mới vừa, yêu hoàng thái nhất sở dĩ biến mất, cũng không phải là bởi vì hắn bị Chu Thiên Khuynh nhất kích mất đi, mà là, ở một khắc cuối cùng, hắn lẻn vào Diệp Thần thân thể bên trong, rồi sau đó, dựa vào mình lực lượng đỡ được mới vừa một kích kia à. Bất quá, rất nhanh Chu Thiên Khuynh chính là lắc đầu nói, không đúng, cho dù là đoạt xác, người lực lượng cũng không khả năng như thế mạnh à. Giống như là hắn, đoạt xác huyền tử long vậy cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra mình lực lượng vậy. Có thể, mới vừa một quyền kia, hắn mơ hồ lại là cảm giác, yêu hoàng thái nhất lực lượng tựa hồ cùng Diệp Thần thân thể vô cùng là phù hợp. Giờ phút này, tiến vào Diệp Thần trong cơ thể thái nhất nghe vậy, ánh mắt nhưng là chớp động một tí, hắn sở dĩ ở một khắc cuối cùng, lựa chọn cùng Diệp Thần dung hợp, cũng không phải là vì bảo vệ tánh mạng hoặc là đoạt xác, mà là bởi vì, ở sau cùng nháy mắt, hắn cảm ứng được, Diệp Thần thành công luyện thành tam nguyên thái nhất công. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng, vậy là đủ rồi. Hôm nay Diệp Thần thân thể, đã có thể gần như hoàn mỹ chịu đựng hắn lực lượng, đây là Chu Thiên Khuynh xa xa so ra kém. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay lộn một cái một thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay, thân hình hắn động một cái, liền hướng Chu Thiên Khuynh cuồng xông lên ra, kiếm trong tay quang tứ nhiễu, từng cơn cổ ý từ kiếm khí bên trong gào thét ra, thiên địa quy luật tựa hồ cũng làm thay đổi. Hắn thi triển hiển nhiên là thời đại thượng cổ loại nào đó nghịch thiên kiếm pháp. Giờ phút này, Chu Thiên Khuynh trên mặt đâu còn chút nào khinh thường, mừng như điên. Cảm thụ vậy vô cùng là kinh khủng lực lượng, hắn sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Chu Thiên Khuynh điên cuồng hét lên một tiếng nói, không thể nào. Cái này không thể nào, thắng, là ta à. Tiếng gào bên trong, hắn quanh thân lần nữa hiện lên đạo đạo đại trận, trong đại trận, ánh sáng chớp động, hóa thành vô số ác liệt cực kỳ công kích, hướng Diệp Thần đánh ra. Diệp Thần, nói chính xác là khống chế Diệp Thần thân thể yêu hoàng thái nhất thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, chính là một kiếm chém ra. Một kiếm tựa như có thể đem thiên địa một phân thành hai sợ hãi kiếm quang, ngay tức thì tách thả ra, kiếm này vừa ra, toàn bộ chiến trường thượng cổ mặt đất bên trên, đều ở đây vậy cuồng trào kiếm khí bên trong, nứt ra một cái vực sâu. Một kiếm này, nhất định chính là kiếm đạo trình độ cao nhất à. Nháy mắt tức thì, vậy muôn vàn trận pháp chính là rối rít bể tan tành. Chu Thiên Khuynh kêu lên một tiếng, cả người sát khí bùng nổ, hóa thành một đạo khôi giáp màu đen, bảo vệ quanh thân, ầm một tiếng vang thật lớn, khôi giáp bể tan tành, Chu Thiên Khuynh thân thể lần nữa đổ bay ra, nơi ngực hiện lên một đạo vô cùng là dữ tợn kiếm tổn thương. Giờ khắc này, Chu Thiên Khuynh trong mắt sốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Thái nhất cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa chớp động, một kiếm tiếp một kiếm, chút nào không cho Chu Thiên Khuynh bất kỳ thở dốc chỗ trống. Trăm chiêu sau đó, Chu Thiên Khuynh cả người trên dưới đều đã bị vết kiếm nơi dính đầy, không biết chảy nhiều ít máu tươi, nhìn như, vô cùng thê thảm. Hắn vô cùng là sợ hãi nhìn trước mặt thanh niên, tựa như thấy được năm đó cái đó vận dụng vô cực mộ cung, phát động cực kỳ nhất kích lúc đó, làm hắn phát ra từ nội tâm run rẩy nam tử. Chết bóng mờ, lần nữa hạ xuống. Chu Thiên Khuynh kêu thét một tiếng, quanh thân sát khí cùng nhau, liền muốn hướng phía ngoài cung điện bay đi. Cái này thượng cổ nhân hoàng, lại là muốn chạy trốn. Đây là, yêu hoàng thái nhất trong mắt đột nhiên nổi lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ, đang cực nhanh chạy thục mạng Chu Thiên Khuynh đột nhiên con ngươi co rúm một cái, thân hình ngừng ở không trung. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp hông của mình gian, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo màu đỏ xiềng xích. Yêu hoàng thái nhất thanh âm, chậm rãi vang lên nói, Chu Thiên Khuynh, cái này thiên yêu thần tác mùi vị, không tệ chứ. Chu Thiên Khuynh sắc mặt, ngay tức thì nhăn nhó, hắn chợt xoay người, gần như cầu khẩn mở miệng nói, Thái nhất, không nên giết ta bảo đảm, từ bây giờ về sau,
nhân tộc lấy yêu tộc vi tôn, cầu ngươi. Nhưng, hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ở hắn trong tiếng kêu gào thê thảm đem thân thể hoàn toàn chìm ngập. Huyền tử long thân thể ngay tức thì ở kiếm quang bên trong mất đi, hiển lộ ra một đạo thân ảnh màu đen, thân ảnh này tựa hồ đang không ngừng vùng vẫy, muốn từ kiếm quang bên trong chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành tia luồng khói xanh tiêu tán. Cái này thượng cổ vực ngoại nhân tộc đỉnh cấp vương giả, rốt cuộc hoàn toàn chết. Cùng lúc đó, Diệp Thần trên thân hình, ánh sáng chớp mắt, yêu hoàng thái nhất từ trong cơ thể rời đi. Diệp Thần ánh mắt chớp động một tí, đáy mắt không khỏi hiện lên nồng nặc vui mừng. Có thể mắt thấy cái này thời đại thượng cổ hai tộc chí cường đánh một trận, đối hắn võ đạo có thể nói có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Liền giống như hắn trước đây không lâu thấy Nhâm Phi Phàm và Luân Hồi Chi Chủ so tài vậy. Yêu hoàng thái nhất đứng yên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn một cái vậy một hàng mộ bia, thấp giọng nói, các bạn trẻ, ta rốt cuộc vì các ngươi báo thù. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, theo ta tới. Diệp Thần thần sắc động một cái, đi theo yêu hoàng quá vừa về tới liền cung điện bên trong. Yêu hoàng thái nhất vung tay lên, cung điện vách tường ngay tức thì chia làm hai, sau tường là một cái quan tài kiếm quách. Quan tài bên trên khắc ấn trước vô số phù văn, hiển nhiên cũng là một kiện chí bảo. Mà ở quan tài bên trong, bất ngờ, nằm một tên mặt mũi tuấn mỹ yêu dị nam tử. Chính là yêu hoàng thái nhất. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đây chính là yêu hoàng thái nhất thi thể. Bất quá, nhìn cái này thi thể, thần sắc nhưng là có chút do dự nói, tiền bối, cái này. Yêu hoàng giúp hắn chém giết Chu Thiên Khuynh, lấy Diệp Thần tính cách, hiện tại không hề muốn đoạt xác người thân. Dẫu sao dựa vào cái này thi thể, yêu hoàng thái nhất là có thể sống lại. Yêu hoàng thái nhất sững sốt cười một tiếng nói, thằng nhóc, cầm đi, cái này thi thể đối với ta đã vô dụng. Vừa nói, hắn giơ tay lên hướng về phía vậy quan tài bên trong thi thể một chút, vậy thi thể máu thịt lại là thật nhanh ngưng tụ đứng lên, rất nhanh, liền biến thành một đoàn cỡ quả đấm máu tươi. Thái nhất phung tay lên, cái này đoàn máu tươi liền không vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần thần sắc biến đổi, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng, yêu hoàng nhưng là vung tay lên nói, không cần nói nhiều. Diệp Thần nghe vậy, nhìn trước mắt cái này hoàng giả hồn linh, không khỏi được nhãn hiện kinh ý, hắn nghiêm túc nói, yêu hoàng tiền bối, ngày khác, nếu như tiểu bối tìm được phương pháp, nhất định sẽ giúp ngươi sống lại. Thái nhất nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ một cái trong cung những cái kia mộ bia nói, nếu như ngươi thật có phương pháp gì. Trước giúp bổn hoàng các huynh đệ sống lại chính là, bổn hoàng sở dĩ lưu lại nơi này mộ cung bên trong nhiều năm như vậy, chính là vì bầu bạn bọn họ. Những cái kia yêu tộc chiến sĩ hồn linh, mặc dù bị Chu Thiên Khuynh đánh tan, nhưng, trên thực tế cũng chưa hoàn toàn mất đi, cái này mộ bia cũng là một loại chí bảo, có ẩn dưỡng hồn khéo léo công hiệu, những cái kia hồn linh tản đi sau đó, lần nữa bị mộ bia hấp thu, nhiều năm sau đó, liền có thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt kính ý nồng hơn, trịnh trọng gật đầu nói, vãn bối, ổn thỏa hết sức. Thái nhất nghe vậy, nụ cười tựa hồ sáng suốt một phần, ngay sau đó, hắn vừa quay người nói, thằng nhóc, rời đi thôi, người hẳn còn có chuyện phải làm, tên kia huyền yêu tộc cô gái đã ở phía ngoài cung điện chờ. Diệp Thần hướng về phía yêu hoàng thái nhất, trịnh trọng thi lễ, ngay sau đó, liền xoay người hướng bên ngoài cung đi. Nhưng vào lúc này, yêu hoàng thái nhất nhưng là tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, đối với Diệp Thần mở miệng nói, chờ một tí. Diệp Thần xoay người nói, tiền bối, còn có gì chỉ giáo? Yêu hoàng thái nhất nói, người biết, bổn hoàng tam nguyên thái nhất công chính là dung hợp yêu lực, linh lực, ma lực, mặc dù, người hiện tại đã có thể dung hợp yêu lực cùng linh lực, thực lực có tăng lên không nhỏ, nhưng, nếu như, người dự định đem môn công pháp này, tu luyện tới đại thừa mà nói, có cơ hội đi đem ma lực đạt được. Người thái thượng thiên ma thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ nhằm vào thân xác, không hề nhằm vào trong cơ thể ma lực. Bất quá ngươi nếu tu luyện này thể, chắc hẳn vậy sẽ có vậy cổ ma đạo lực. Như vậy thứ nhất, ngươi mới có thể luyện thành chân chính thái nhất linh khí. Vừa nói, hắn sắc mặt có chút cổ quái nhìn Diệp Thần nói, nếu như người khác, có thể không cách nào làm được, nhưng, thằng nhóc ngươi có luân hồi huyết mạch. Ngược lại là vô cùng là thích hợp cái này tam nguyên thái nhất công. Bổn hoàng, ngược lại là vì ngươi làm giá y. Còn nữa, bên trong cơ thể ngươi thái thượng thiên ma thể tựa hồ có chút vấn đề,
ngươi hẳn biết phải tìm trấn ma huyết thạch sự việc đi. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp mắt. Lúc này, trong cơ thể hắn yêu lực cùng linh lực đã hoàn thành dung hợp, biến thành một loại càng ngưng luyện năng lượng, Diệp Thần đem danh xưng là trời sông linh khí. Thiên Hà hai chữ, tượng trưng cho hắn ở tu tập tam nguyên thái nhất công lúc đó, thấy hai đạo sông lớn. Nếu như lại có chút ma đạo cơ duyên, luyện thành chân chính thái nhất linh khí, thực lực, sợ rằng còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Dĩ nhiên, thông thường ma khí là vô dụng, phải là vô cùng là tinh thuần như vậy, chất lượng không có ở đây hắn linh lực cùng yêu lực dưới. Có lẽ luân hồi ma bia chính là mấu chốt đâu. Đáng tiếc luân hồi ma bia có ý thức, so dĩ vãng luân hồi huyền bi càng khó hơn đạt được. Còn như quá nói một cái trấn ma huyết thạch, hắn vậy thế ở tất được. Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, thân hình chớp mắt, liền đi tới bên ngoài cung, lúc này, đang có một cô gái mặt đầy vẻ lo lắng chờ đợi ở thâm cốc ra, chính là Huyền Băng Băng. Mặc dù, cái này thâm cốc bình phong che chở đã bị kích phá, nhưng, vì phòng ngừa Huyền Băng Băng bởi vì chiến đấu dư âm bị thương, yêu hoàng thái nhất như cũ vận dụng vô cực mộ cung cuối cùng từng tia lực lượng đem chắn ngoài cốc. Huyền Băng Băng thấy Diệp Thần, mặt đẹp bên trên hiện lên vô cùng vẻ mừng rỡ nói, Diệp Thần, ngươi không có sao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị nói gì lúc đó, hắn quanh thân cảnh vật chính là một hồi vặn vẹo bị yêu hoàng thái nhất truyền tống ra ngoài một phe này tiểu thiên. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên mở ra một đạo cửa không gian, đồng thời, vậy thánh thiên phủ chủ thanh âm vang lên lần nữa, tràn ngập toàn bộ chiến trường thượng cổ nói, chiến trường sắp đóng, yêu thiên đại điển, chính thức kết thúc. Mời các vị tham gia đại điển tộc nhân, mau trở lại. Diệp Thần cùng Huyền Băng Băng hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này, thân hình động một cái, liền hướng bầu trời bên trong vậy đạo cửa không gian bay đi. Rất nhanh, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hai người liền lần nữa trở lại Thánh Thiên Thành, vậy tiến vào chiến trường thượng cổ chỗ. Mọi người tại đây, thấy xuất hiện ở Diệp Thần bên người Huyền Băng Băng, đều là hơi sững sờ, mặt hiện vẻ không hiểu. Mà trong đó một cô gái lại là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người đàn bà này dĩ nhiên chính là Huyền Huyết Tâm. Huyền Băng Băng nghe được cái này tiếng kinh hô, hướng Huyền Huyết Tâm nhìn, hai người mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vô cùng kích động thần sắc. Huyền Huyết Tâm có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ta là đang nằm mơ sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, đem ở chiến trường bên trong liên quan tới Huyền Băng Băng sự việc một nói một chút. Huyền Huyết Tâm nghe vậy mặt hiện đại hỉ vẻ, hai cô gái ôm chung một chỗ, không khỏi được mất tiếng khóc lóc. Mà ngay lúc này, từng đạo bóng người lục tục xuất hiện chỗ này. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp, hướng về phía Thánh Thiên phủ chủ truyền âm nói những gì. Vậy phủ chủ nghe vậy sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Đợi còn sống Thánh Thiên yêu tộc thiên tài toàn bộ trở lại lúc đó, Thánh Thiên phủ chủ bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, một đạo vô cùng kinh khủng hồn lực chập chờn. Khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Mấy người trong đó đều là sắc mặt cuồng biến, phát ra vô cùng là tiếng gào thống khổ, bề mặt bên trên khói xanh từng cơn. Đám người thấy vậy, tất cả giật mình, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà Thánh Thiên phủ chủ thấy một màn này, trong mắt hiện lên vô cùng thần sắc tức giận, lúc này ra tay, đem vậy mấy tên nhập vào người ở Huyền Yêu tộc bên trong cơ thể Minh Yêu, ngay tức thì tiêu diệt. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Mặt lộ vẻ cười khổ nói, lần này, ngược lại là may mà Diệp công tử, nếu không, rất có thể sẽ bị cái này mấy tên Minh Yêu lẫn vào tộc ta bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đi về sau, Thánh Thiên Thành bên trong nếu như có vấn đề gì, Diệp công tử hết thảy có thể đến tìm lão phu. Diệp Thần lễ phép nói, phủ chủ khách khí. Sau đó, đám người rối rít rời đi nơi đây, quay trở về Thánh Thiên Thành bên trong. Lần này yêu thiên đại điển, có thể nói chính thức kết thúc. Mà Diệp Thần trở lại Thương Huyền gia, tu nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền đi theo Huyền Huyết Tâm đi Huyết Tâm chiến trường. Diệp Thần trong mắt thần mang lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Hôm nay, hắn đã lấy được yêu hoàng thái nhất máu tươi, lấy này máu tươi xây lại yêu ao sau đó, cần phải liền có thể để cho vậy hỗn độn trứng thú, thành công ấp trứng. Huyết Tâm chiến trường trong mật thất. Huyền Huyết Tâm cùng Diệp Thần đứng ở hôm nay đã trống rỗng yêu ao phía trước. Mặt đẹp bên trên hơi hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, gật đầu một cái nói, đem yêu hoàng máu tươi, đưa vào yêu ao bên trong đi. Diệp Thần hướng về phía vậy yêu ao,
đưa tay một chút, một đoàn cỡ quả đấm máu tươi liền rơi vào yêu ao bên trong. Huyền huyết tâm tay nặn pháp quyết, trong cơ thể yêu lực mãnh liệt, vậy yêu đáy ao bộ ngay tức thì hiện lên một đạo trận pháp bên trong, ánh sáng lớn thả, vậy một đoàn yêu hoàng máu tươi ở ánh sáng bên trong tựa như được cái gì kích thích vậy, ầm một tiếng, đúng đoàn máu nổ bể ra, biến thành cuồn cuộn máu loãng, đem toàn bộ yêu ao lấp đầy. Huyền huyết tâm mắt đẹp chớp mắt, tiếp tục thúc giục trận pháp, trên trán dần dần có tầng mồ hôi mịn rỉ ra. Sau 3 ngày 3 đêm, mặt đẹp có chút tái nhợt huyền huyết tâm trên mặt vui mừng chớp mắt, giờ phút này, vậy yêu hoàng máu tươi ở trận pháp thúc giục hóa hạ bộc phát sình sệt liền đứng lên, giờ phút này, nàng mới tản đi pháp quyết đối với Diệp Thần cười nói có thể đem vậy hỗn độn trứng thú đưa vào trong đó. Diệp Thần gật đầu một cái, trong tay nhiều hơn một quả đen nhánh trứng thú, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, liền đem trứng thú ném vào yêu ao bên trong. Huyền huyết tâm đang chuẩn bị thúc giục yêu ao, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Không cùng huyền huyết tâm có hành động, vậy hỗn độn trứng thú bên trên ngay tức thì bạo phát ra cuồn cuộn hắc quang, tựa như vô cùng là hưng phấn vậy, mà vậy yêu ao bên trong yêu hoàng máu tươi, lại là biến thành một cái vòng xoáy, hướng vậy hỗn độn trứng thú bơm vào đi. Diệp Thần cùng huyền huyết tâm thấy vậy, đều là không khỏi hơi sững sờ, Diệp Thần nhìn về phía huyền huyết tâm nói, huyết tâm, đây là... Huyền huyết tâm nghe vậy, không khỏi được mặt hiện vẻ khiếp sợ nói, xem ra, cái này trứng thú chưa ấp trứng liền đã có cực mạnh linh tính, lại là có thể tự đi chiếm đoạt yêu hoàng máu tươi, bất quá, nói chuyện cũng tốt, tự đi chiếm đoạt, so ta thúc giục yêu ao hiệu quả tốt hơn. Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, thông thường mà nói, yêu thú ở linh trí trên đều có khiếm khuyết, chớ nói chi là chưa ấp trứng thời kỳ. Có thể, cái này hỗn độn trứng thú lại là đã có như vậy linh trí. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, lòng hắn bên trong đối với cái này trứng thú có thể ấp trứng ra vì sao đám sinh linh, bộc phát tò mò. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần mặt liền biến sắc, bởi vì chung quanh hư không biến dạng, một cái tràn đầy phù văn trứng khổng lồ vọt ra. Chính là tiểu hoàng. Trứng khổng lồ tiểu hoàng nhìn một cái vậy trứng thú, tựa như hừ lạnh một tiếng, vọt tới, lại vậy bắt đầu chiếm đoạt yêu hoàng máu tươi. Tiểu hoàng. Người đây là... Diệp Thần thật bối rối. Tiểu hoàng làm cái gì vậy? Nó có thể và trứng thú không giống nhau, không cần như vậy ấp trứng à? Càng không cần hấp thu máu tươi à? Huyền huyết tâm diễn cảm cũng là cực độ cổ quái. Cái này trứng thú quỷ dị nàng đã đón nhận. Hiện tại làm sao Diệp Thần bên người còn có một viên càng cổ quái phù văn trứng khổng lồ à? Mấu chốt phù văn này trứng khổng lồ cho nàng cảm giác, hoàn toàn không thể so với cái này trứng thú khủng bố à? Chẳng lẽ trứng khổng lồ này và trứng thú muốn đánh? Ngay tại Diệp Thần và huyền huyết tâm lo lắng để gặp, tiểu hoàng rốt cuộc lại đem cắn nuốt yêu hoàng máu tươi phóng thích ra ngoài. Tựa hồ, hoàn toàn không có hứng thú. Trứng khổng lồ tiểu hoàng hơi lắc lư một tí, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người, nghiêm túc nhìn Diệp Thần tốt một lát, cuối cùng hay là trở về đến luân hồi mộ địa bên trong. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần mặc dù không hiểu tiểu hoàng cử động là ý gì. Nhưng suy đoán hẳn là tên này ở bên trong quá nhàm chán, xoát một tí cảm giác tồn tại. Cũng may nó và trứng thú không có đấu tranh, nếu không mình rốt cuộc giúp ai đều là vấn đề. Diệp Thần nhìn trứng thú, khẽ mỉm cười, hiện tại liền cùng cái này trứng thú biểu hiện. Một ngày một đêm sau đó, vậy hỗn độn trứng thú mặt ngoài hắc quang, đã cơ hồ biến thành thực chất, mà cả tòa yêu ao bên trong yêu hoàng máu tươi bất ngờ đã bị hắn chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp Thần cùng huyền huyết tâm ngưng mắt nhìn trứng thú, trên mặt đều là hiện lên vẻ khẩn trương vẻ. Ngay tại lúc này, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, ở cái này trong mật thất vang vọng, Diệp Thần cùng huyền huyết tâm đều là ánh mắt động một cái, chỉ gặp, vậy trứng thú bề ngoài hiện lên một chút thật nhỏ vết rách. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng, cái này đem toàn bộ yêu hoàng máu tươi chiếm đoạt không còn một mống hỗn độn trứng thú, rốt cục thì muốn ấp trứng à. Đây là rắc rắc tiếng, bên tai không dứt, đen nhánh kia trứng thú trên vết rách càng ngày càng nhiều. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hai người con ngươi một tay, chỉ gặp, một viên đầu nhỏ chợt từ trứng thú bên trong chui ra. Sau đó, toàn bộ trứng thú ngay tức thì vỡ vụn. Một đầu trẻ thơ sinh linh xuất hiện ở hai người trước mắt. Có thể, hai người thấy sinh linh này ngay tức thì, đều là không khỏi được mặt lộ vẻ cổ quái. Giờ phút này, vậy sinh mạng mới sinh linh. Đang đem trên đất vỏ trứng nhặt lên ăn,
rất nhanh, liền đem vỏ trứng gặm ăn không còn một mống. Hắn vỗ bụng một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên, tròn trĩa mắt to, hướng Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm nhìn, làm ánh mắt hắn, đối với Diệp Thần lúc đó, trong mắt lập tức hiện lên lau một cái thân cận vẻ. Trong miệng phát ra kêu tiếng kêu, liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Sinh linh này, toàn thân đen nhánh, lưng mọc hai cánh, một cây ốm dài cái đuôi, cuối cùng giống như đầu mũi tên, trên trán sinh đối với cua quẹo. Mà bên ngoài đồng hồ, nhưng là cùng Tinh Tinh vô cùng làm tướng tựa như. Không thể không nói, cái này dung mạo cùng Diệp Thần tưởng tượng bên trong cách nhau khá xa. Đen nhánh kia Tinh Tinh, tựa hồ xem hiểu Diệp Thần đối với mình hình tượng không hài lòng, mắt to bên trong hiện lên vẻ tức giận, hắn hét lên một tiếng, ngay sau đó, giơ lên quả đấm, trên nắm tay hiện lên lau một cái quỷ dị màu đen kiêu căng, một khắc sau, lại là hướng Diệp Thần ngực đập tới. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần lại là bị cái này Tinh Tinh một quyền đập được đổ bay ra, hung hãn đụng vào trên vách tường, đem đúng mặt vách tường, cũng đụng được sụp đổ. Huyền Huyết Tâm thấy vậy, không nhịn được kêu lên một tiếng nói, Diệp Thần. Ngay sau đó, nàng nhìn đen nhánh kia Tinh Tinh, không khỏi mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần lực lượng có cường đại dường nào, nàng rất rõ ràng, có thể đem Diệp Thần một quyền đập bay tuyệt không phải một kiện đơn giản chuyện à. Cái này còn vượn lực lượng mạnh, thật là để cho người khó tin. Càng mấu chốt chính là, cái này Tinh Tinh mới vừa ra đời à. Một đầu mới vừa sanh ra yêu thú, liền có như vậy trình độ lực lượng, một khi lớn lên, sẽ đạt tới vì sao bước to như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút, Huyền Huyết Tâm thần hồn cũng có chút run rẩy. Đây là, cười to một tiếng truyền tới, ầm một tiếng, Diệp Thần từ đất lịch bên trong bay ra, đi tới vậy Tinh Tinh trước mặt, trong mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn lần nữa đem vậy Tinh Tinh ôm lấy, mỉm cười nói, xem ngươi toàn thân đen nhánh, ta liền cho ngươi dạy cái tên chữ, gọi là Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, hai cái tên chữ đối ứng, ngược lại cũng không tệ. Giờ phút này, hắn trên mặt đã là một phiến vẻ hài lòng. Cái này đen nhánh còn vượn lực lượng xác thực làm Diệp Thần rung động, nhưng, mấu chốt nhất vẫn là mới vừa quả đấm trên xuất hiện đen nhánh kiêu căng. Khí này diễm lại là để cho Diệp Thần mơ hồ đều có một loại bị uy hiếp cảm giác, hơn nữa, cùng chứng kia xác trên hỗn độn khí tức, khá làm tướng tựa như. Vừa sanh ra, liền có này chờ thực lực, Tiểu Hắc lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thần âm thầm đối với Sóc Lão hỏi, Sóc Lão, liên quan tới Tiểu Hắc huyết mạch, người có thể có ý kiến gì? Sóc Lão trầm ngâm chốc lát nói, Lão Phu từng ở một bản cổ tịch bên trong, thấy qua liên quan tới lúc thiên địa sơ khai. Những cái kia hỗn độn ma thần giới thiệu, mặc dù, chỉ là chỉ nói ngắn gọn, nhưng, trong đó vừa vặn nhắc tới một tôn tên làm Trấn Ngục Vượn Ma ma thần, tựa hồ, cùng Tiểu Hắc hình tượng khá là tương tự. Có lẽ, Tiểu Hắc cùng cái này Trấn Ngục Vượn Ma, có chút sâu xa. Diệp Thần ánh mắt lóe lên không chừng, nếu như đem Tiểu Hắc luyện thành bổn mạng yêu thú, thực lực sợ rằng lại sẽ có một tầng thứ tăng lên. Lúc này, Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm liền rời đi mật thất. Diệp Thần trở lại trong phòng, không kịp chờ đợi bắt đầu thi triển hóa thú thần thông, phải đem Tiểu Hắc luyện vào bên trong cơ thể. Đem Tiểu Hắc luyện hóa là bổn mạng yêu thú quá trình, ngược lại là vô cùng thuận lợi, rất nhanh, Tiểu Hắc liền hoàn toàn hóa vào Diệp Thần trong cơ thể, hơn nữa, mơ hồ cùng Diệp Thần có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ầm một tiếng, đem Tiểu Hắc luyện vào bên trong cơ thể ngay tức thì, một đạo hắc khí liền từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, bất quá, rất nhanh. Liền biến mất không còn một mống. Diệp Thần thử ra chốc lát, ngay sau đó, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đưa ra một ngón tay, bỗng nhiên, một đạo màu đen kiêu căng từ ngón tay bên trên xông ra. Chính là vậy Tiểu Hắc thi triển tương tự hỗn độn khí tức kiêu căng. Diệp Thần đem cái này màu đen hơi thở, đặt tên là hỗn độn khí diễm. Ở Diệp Thần cảm giác bên trong, cái này hỗn độn khí diễm không hề nhiều, nhưng... công hiệu quả nhưng là vô cùng là sợ hãi. Rõ ràng nhất một cái chính là biên độ tăng trưởng. Nếu như đem trong cơ thể toàn bộ hỗn độn khí diễm dung nhập vào công kích bên trong, lực công kích của chúng có thể ngay tức thì nâng cao gấp đôi. Cái này hỗn độn khí diễm đến từ Tiểu Hắc trong cơ thể, cho dù tiêu hao không còn một mống, vậy có thể cuồn cuộn không ngừng sanh thành, căn cứ Tiểu Hắc sanh thành hỗn độn khí diễm tốc độ phỏng đoán, toàn bộ hao hết đến lần nữa hoàn toàn khôi phục, đại khái cần một ngày thời gian. Dĩ nhiên,
nếu như tiểu hắc có chút trưởng thành, chắc hẳn trong cơ thể nơi có thể có hỗn độn khí diễm, cùng với tốc độ khôi phục, cũng có thể thật to tăng lên. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút thất vọng chính là, hắn đem tiểu hắc luyện vào bên trong cơ thể sau đó, tiểu hắc liền lâm vào ngủ say. Trừ cái này ra, Diệp Thần lực lượng, thậm chí, sinh mệnh lực, thân xác cường độ các phương diện lại là có trình độ nhất định tăng lên. Tổng thể mà nói, Diệp Thần hiện tại cho dù đối mặt còn chân cảnh 4 tầng thiên tồn tại, cũng là có sức đánh một trận. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp, lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại là đủ để tiến vào thiên nhân vực. Bất quá, ngày đó, hắn bị thương nặng thiên nhân vực sở ra công tử sau đó, hiện tại, như thế nào tiến vào thiên nhân vực ngược lại thành một cái vấn đề. Kế tiếp một ngày, Diệp Thần không có tu luyện, mà cùng Huyền Huyết Tâm, Huyền Băng Băng du ngoạn cả ngày. Ngày thứ hai, Diệp Thần đi tới Thánh Thiên Thành truyền tống chỗ, chuẩn bị rời đi. Huyền Huyết Tâm có chút không thôi nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ở bên ngoài, muốn chú ý. Diệp Thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, hắn ngưng mắt nhìn Huyền Huyết Tâm nói, Huyết Tâm, cảm ơn. Hôm nay, hắn trên mình còn có quá nhiều trách nhiệm. Luân hồi ma bia còn ở bên ngoài, không có thu phục ma bia, hắn một ngày khó an. Cùng đến bên ngoài, hắn thời gian đầu tiên đi tìm khối kia trấn ma huyết thạch. Huyền Huyết Tâm nghe vậy, nặng nề gật đầu một cái. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền truyền đưa về Xích Tinh Thánh Địa. Rồi sau đó, lại từ Xích Tinh Thánh Địa quay trở về Bách Hoang Chi Sơn Quế Gia. Ở Quế Gia và Kim Lãnh Nhạn cùng với Quế Lâm Vân sống chung nửa ngày, Diệp Thần liền lập tức lên đường. Lần này hắn phải đi chính là Hoang Ma Hải Vực. Ma bia cuối cùng là dưới mắt lớn nhất mấu chốt. Hắn lên đường lao tới Hoang Ma Hải Vực, chuẩn bị tìm Lâm gia tộc người, đạt được truyền thuyết kia ở giữa trấn ma huyết thạch. Càng đến gần Hoang Ma Hải Vực, Diệp Thần càng cảm thấy nồng nặc thiên cơ, âm dương thần điện các loại nhân quả hơi thở, cuồn cuộn nhào tới. Âm dương thần điện cường giả, đang ở phụ cận. Diệp Thần không ngừng phi hành, thiên cơ nhân quả càng ngày càng đậm hơn, hắn ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chính xác một tòa núi hoang, lăng không hạ xuống đi xuống. Núi hoang bên trong, mơ hồ bố trí mịt mờ phù văn cấm chế, phía trên dính vết máu. Những phù văn này cấm chế, mang vô cùng là mãnh liệt sát phạt, nhưng vừa đụng đến Diệp Thần, tất cả cấm chế phù văn cũng ảm đạm xuống, không có làm khó dễ. Cấm chế này, tựa hồ đối với trong cơ thể luân hồi huyết mạch đặc biệt bản thân. Diệp Thần chấn động trong lòng, dọc theo phù văn vết máu một đường đi tới trước. Rốt cuộc, ở núi hoang chỗ sâu, Diệp Thần thấy được một cái ông già, tóc bạc hoa râm, cả người là máu, thoi thóp, đang ngồi xếp bằng, yên lặng chữa thương. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên tới, mạng ta không nên tuyệt. Ông già mở mắt ra, nhìn Diệp Thần bóng người, già nua thân thể run lẩy bẩy. Kích động vạn phần, dưới trọng thương, lại ho khan kịch liệt ói máu. Tựa hồ trong sâu thẳm, ông già cảm thấy được mình khí số chưa hết, Diệp Thần sẽ hạ xuống cứu vãn. Nhưng làm Diệp Thần thật xuất hiện, hắn vẫn bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, to lớn kích động, thiếu chút nữa xông lên hôn mê, không cách nào giữ trấn định. Tiền bối, ngươi là âm dương thần điện người. Diệp Thần có vẻ chấn động, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật, từng luồng bát quái đạo khí thả ra. Muốn trị liệu trên người lão giả thương thế. Nhưng ông lão thương thế, vô cùng nghiêm trọng, liền bát quái thiên đan thuật đều không thể chữa trị chút nào, trên vết thương tựa hồ có tầng tầng thái thượng đạo pháp quấn quanh, hành hạ nhân tâm, đặc biệt đáng sợ. Luân hồi chi chủ, ta chúng vạn khư thần điện thái thượng thiên tàn đạo pháp, thương thế rất nặng, trong thời gian ngắn không thể nào chữa trị. Người mau dẫn ta rời đi, nếu không vạn khư người của thần điện, thoáng qua liền muốn giết tới. Đến lúc đó, ngươi và ta cũng phải bỏ mạng. Ông già bàn tay run lẩy bẩy, móc ra một khối âm dương ngọc bội, tỏ rõ thân phận, quả nhiên là âm dương thần điện cường giả. Vạn khư thần điện. Diệp Thần thân thể kịch chấn, tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ nhanh như vậy tiếp xúc tới vạn khư thần điện. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, thoáng chốc bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, tựa như phi kiếm loạn nhận bàn cồn cồn tập sát tới. Có vạn khư thần điện cường giả, đang ở phụ cận. Lập tức muốn tới sát. Làm sao có thể, những cái kia cấp trên cửa, không phải là không thể tùy ý hạ xuống sao? Diệp Thần có vẻ chấn động phố, khó mà tin tưởng. Vạn khư trong thần điện cường giả, người người đều là trong truyền thuyết cấp trên, nhất niệm có thể chôn vùi tinh không tồn tại.
thậm chí có thể so yêu hoàng thái nhất cùng với nhân hoàng càng kinh khủng hơn. Mà hiện tại, lại có vạn khư thần điện cao thủ, thì phải giết trong chớp mắt tới. Diệp thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sống lưng từng cây một lông tơ đảo thụ, cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, da đầu tê dại. Hắn còn muốn hỏi ông già, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, ông già trọng thương dưới sự kích động đã hôn mê bất tỉnh. Tiền bối. Diệp thần khẽ cắn răng, tim đập bịch bịch, tựa như dã thú đụng phải nguy hiểm, cả người bắp thịt cũng căng thẳng. Hắn rất rõ ràng, sắp phủ xuống vạn khư thần điện cường giả, đặc biệt đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Phải mau rời khỏi. Diệp thần đỡ dậy lão kia người, muốn rời khỏi. Nhưng ngay vào lúc này, trong hư không, truyền ra vô cùng là mãnh liệt chập chờn. Từng vòng mênh mông hào hùng quy luật, từ phương xa bạo dũng tới. Nơi này không gian quy luật, ngay tức thì bị phong tỏa. Diệp thần muốn biến dạng hư không rời đi, vậy hoàn toàn không thể làm được. Thậm chí, chung quanh khí lưu, cũng là bỗng nhiên đọng lại. Không khí, đổi được như sắt thép vậy nặng nề. Cất bước duy gian. Lâm Hy Trạch, người muốn chạy đi nơi nào? Cuồn cuộn như sấm đổ sổ tiếng quát, từ ngoài ngàn dặm bầu trời, truyền tới. Lâm Hy Trạch. Diệp thần nhìn ông già một mắt, cái này âm dương thần điện cường giả, kêu Lâm Hy Trạch. Oanh! Trùng trùng hư không, không ngừng nổ tung vỡ nát, vậy vạn khư thần điện cường giả, từ ngàn dặm bên ngoài ngay lập tức đánh tới. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần đã có thể thấy, lau một cái lạnh lùng kinh khủng bóng người, ở chân trời hiện lên. Đáng chết! Diệp thần khẽ cắn răng, chợt cảm thấy ngập trời áp lực. Ở đó cường giả uy thế bao phủ hạ, Diệp thần ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản không có thể mang Lâm Hy Trạch chạy trốn. Muốn chạy khỏi, trừ phi là vứt bỏ Lâm Hy Trạch, một mình sống trộm. Nhưng là, đối phương là âm dương thần điện cường giả, coi như là ngày xưa luân hồi chi chủ dưới quyền, Diệp thần làm sao có thể vứt bỏ hắn chạy trốn. Nhưng mang Lâm Hy Trạch, Diệp thần cũng không cách nào chạy khỏi. Thế cục, nhất thời đổi được cực kỳ nguy cấp. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp thần trong cơ thể vù vù một tiếng, bay ra khỏi một khối thần bí đá. Khối đá này, chính là cùng luân hồi mộ địa có liên quan thần bí đá. Thần bí đá ông minh chấn động, thả ra từng luồng huyền hắc quang mang, lại đem Diệp thần và Lâm Hy Trạch, cũng hấp thu vào luân hồi mộ địa. Oanh! Ngay tại hai người mới vừa bị hút vào luân hồi mộ địa, vậy vạn khư thần điện cường giả. Như sấm vậy bạo giết tới, hạ xuống tại mới vừa hai người đứng địa phương. Ồ, người đi nơi nào? Mới vừa rõ ràng ở chỗ này, làm sao vô căn cứ biến mất? Đây là một cái bắp thịt cầu kết, đầu tóc bạc trắng kích trương, dâu như mãnh hổ vậy ông già, mặc dù già nua, nhưng mặt mũi hồng hào, không mang theo một chút nếp nhăn, da bên trên, mơ hồ hiện lên từng luồng long văn, có thần long bay lượn uy mãnh khí thế. Diệp thần ở luân hồi mộ địa bên trong, thấy cái này ông già, tim một hồi nhảy lên. Cái này ông lão tu vi, vô cùng mạnh mẽ, ngoài mặt xem, đã đạt đến còn chân cảnh đỉnh cấp, thực lực chân chính có thể còn muốn vượt qua, là Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên một cấp bậc tồn tại. Ông lão tướng mạo có chút quen mắt, trong phảng phất, lại và tổ long thần điện phía sau màn người điều khiển, lớn ti mệnh phong ngạo, có 7-8 phần tương tự. Người này là ai? Là tổ long thần điện lớn ti mệnh, phong ngạo huynh đệ. Hắn trên mình, có thái thượng thiên nữ nhân quả, nhất định cũng là 12 thần tôn một trong. Diệp thần nhìn cái này vô cùng uy mãnh ông già, cau mày. Làm Diệp thần rõ ràng cảm nhận được, ông lão cảnh giới tu vi, và Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên một cái cấp bậc sau đó, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên một cái cấp bậc, vậy chí ít còn có chút ngửa mặt trông lên có thể. Hụ hụ, luân hồi chi chủ, hắn kêu phong vô cực. Là tổ long thần điện lớn ti mệnh phong ngạo ca ca, thái thượng thiên nữ người làm, 12 thần tôn một trong, kêu vô cực thần tôn, là vạn khư thần điện đệ tử ký danh. Phong vô cực người này, không đi qua thái thượng thế giới, không tính là cấp trên. Nhưng là, hắn là vạn khư thần điện đệ tử ký danh, đã đạt được vạn khư phép tắc ban phúc, tu vi cực kỳ cường hãn, người muốn chú ý. Lúc này, Lâm Hy Trạch tỉnh lại, ho khan kịch liệt hộc máu, phát ra nhắc nhở. Vạn khư thần điện đệ tử ký danh. Diệp thần nghe được phong vô cực cái thân phận này, nhất thời ngẩn người. Lúc đầu phong vô cực, chỉ là đệ tử ký danh,
cũng không phải chân chánh cấp trên, vậy không đi qua thái thượng thế giới. Diệp Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải cấp trên liền tốt, lấy hắn thực lực trước mắt, đối mặt cấp trên còn xa xa không đủ xem. Cái này Phong Vô Cực, mặc dù cũng vô cùng mạnh mẽ, không thua với Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, nhưng chỉ ít, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, có thể ngửa mặt trông lên. Hụ hụ, hụ hụ. Lâm Hy Trạch nói xong một phen sau đó, lại ho khan kịch liệt, hoàn toàn té xỉu rồi, nét mặt già nua một phiến trắng bệch, tình huống so mới vừa còn muốn gay gâu. Tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, muốn chữa trị, nhưng vô luận là dùng y thuật, nhưng là dùng bát quái thiên đan thuật, cũng không có hiệu quả. Hắn tình huống rất nguy cấp, chỉ còn lại một hơi. Một mực im lặng Thiên U Thiện Nữ vào lúc này đột nhiên phát hiện thân đi ra, thấy Lâm Hy Trạch hấp hối hình dáng, thanh âm hơi có vẻ nặng nề. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng dùng luân hồi đạo cốt, thoáng ổn định Lâm Hy Trạch thương thế, treo ở hắn một miếng cuối cùng khí. Lâm Hy Trạch, ngươi cho ta cút ra đây. Bên ngoài, Phong Vô Cực lớn tiếng gầm thét, sấm sét tức giận, bàn tay vung lên, kim quang lóe lên, lại có thể hóa thành long chảo, mãnh liệt biến dạng hư không. Ùm ùm, chung quanh từng tầng một không gian, không ngừng sụp đổ nghiền. Nhưng là, Diệp Thần và Lâm Hy Trạch cũng núp ở luân hồi mộ địa bên trong, coi như cấp trên đích thân tới, cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Cái này Phong Vô Cực, mặc dù giận dữ, nhưng vậy không dò được Diệp Thần hai người chỗ. Thật là cường hãn hơi thở. Diệp Thần nhìn Phong Vô Cực ra tay, mở toang ra đại hạp, long chảo cứ như muốn biến dạng tinh không, không khỏi thầm kinh hãi. Này nhóm cường giả, nếu như chiến đấu, hắn hoàn toàn không có nắm chắc thủ thắng. Cái này Phong Vô Cực, là tổ long thần điện lớn Ti Mệnh Phong Ngạo ca ca, thân trong lòng long tộc huyết mạch. Năm đó, Phong Vô Cực có tư cách tranh đoạt tổ long thần điện chí cao ngai vàng, nhưng là, hắn đối với trong thế gian quyền vị, không có hứng thú chút nào, tình nguyện chạy đến Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ, làm một người làm, cũng không muốn chấp trưởng tổ long thần điện quyền bính. Ninh làm Thái Thượng tay sai, không làm người gian đế vương. Có thể tưởng tượng được, Thái Thượng thế giới, có bao nhiêu khoáng đạt bằng bạc, biết bao hấp dẫn người. Hiện tại Phong Vô Cực, là Vạn Khư Thần Điện đệ tử ký danh, mặc dù khoảng cách chân chính Vạn Khư cường giả, còn có 108.000 dặm xa, nhưng là, có thể được Vạn Khư ban phúc, đây đã là thiên đại cơ duyên. Này nhóm cường giả, tự nhiên không phải Diệp Thần có thể chiến thắng. Diệp Thần thu liếm tâm thần, và Lâm Hy Trạch ẩn thân ở luân hồi mộ địa bên trong, cũng không có bại lộ. Phong Vô Cực long chảo biến dạng, xuyên qua tầng tầng thời không, lại không ngừng suy diễn tính toán, nhưng thủy chung không tra được Diệp Thần và Lâm Hy Trạch chút nào tung tích. Cổ quái, cổ quái. Phong Vô Cực rất cau mày, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa còn không hạ xuống lúc đó, hắn đã phong tỏa hư không, đoạn tuyệt hết thảy đường chạy trốn. Nhưng hiện tại, người hết lần này tới lần khác liền biến mất, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Vậy Lâm Hy Trạch là âm dương thần điện tàn dư, nhưng không thể để cho hắn chạy. Phong Vô Cực căm hận nói nhỏ, sinh lòng hoài nghi, nhưng dò xét bốn phía, long chảo sôi trào, tìm kiếm trăm ngàn dặm, từ đầu đến cuối không thấy được chút nào bóng người. Bất đắc dĩ, Phong Vô Cực mắng một tiếng, chỉ có thể xoay người rời đi. Diệp Thần cảm thấy được, Phong Vô Cực khí cơ đã đi xa, nhưng hắn vẫn không có khinh thường, ở lại luân hồi mộ địa bên trong, cũng không có tùy tiện bại lộ. Doạt! Bỗng nhiên, một cái long chảo từ trong hư không lộ ra. Phong Vô Cực bóng người, đi mà trở lại hạ xuống. Thật không ở nơi này. Phong Vô Cực nhìn khắp bốn phía, thật sâu cau mày. Lúc đầu hắn mới vừa căn bản không có đi xa, chỉ là lặng lẽ ẩn núp, hy vọng có thể dẫn kẻ địch xuất động. Nguy hiểm thật. Diệp Thần lòng bàn tay lau mồ hôi một cái, thật may hắn tụ tập Tam Nguyên Thái Nhất Công và Thái Thượng Thiên Ma Thể, đối với trong chỗ U Minh Hỏa Phúc Cát Hung, suy diễn cảm giác lại là bén nhạy, mới vừa thiên cơ sương mù nồng nặc, tiền đồ hung hiểm, hắn không có tùy tiện hiện thân, cuối cùng tránh một trường ác đấu. Đáng chết. Phong Vô Cực cắn răng, không thể làm gì, xoay người rời đi, lần này là thật đã đi xa. Diệp Thần lại đợi một hồi, xác định hoàn toàn an toàn, mới từ luân hồi mộ địa bên trong đi ra. Vị này âm dương thần điện tiền bối, thương thế nghiêm trọng như vậy, xem ra chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú,
Lâm Hy trẻ còn ở luân hồi mộ địa bên trong, trọng thương hôn mê bất tỉnh. Diệp thần y thuật, cũng không thể chữa trị đối phương, người sau thương thế chân thực quá nặng, chỉ có thể dựa vào luân hồi đạo cốt tạm thời treo mệnh. Có lẽ đi đến hoang ma hải vực, có biện pháp giải quyết. Diệp thần âm thầm trầm tư, tiếp tục biến dạng hư không đi đường. Theo Lan Lăng Ma Tôn mà nói, trấn ma huyết thạch là Lâm gia truyền đời chi bảo, mà Lâm gia, là ngày xưa thiên nhân vực đại thế gia, sau đó xảy ra chút biến cố, bị trục xuất thiên nhân vực, che giấu ở dương chân vực cực tây đất hoang ma hải vực. Mà đây cái âm dương thần điện cường giả, kêu Lâm Hy Trạch, vừa vặn vậy là họ Lâm. Diệp thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Lâm Hy Trạch và Lâm gia, có một chút nhân quả liên lạc. Có lẽ đi đến hoang ma hải vực, có thể tìm được câu trả lời. Rào, rào, rào. Hư không biến dạng. Rốt cuộc, Diệp thần đi tới một phiến mênh mông vùng biển. Cái hải vực này, xanh thẳm một phiến, vừa nhìn vô tận, đợt sóng sôi trào, hải âu bay lượn, nhất phái yên lặng khí. Nhưng trong phảng phất, Diệp thần bắt được ở đáy biển chỗ sâu, tựa hồ trấn áp cái gì đáng sợ ma vật. Hoang ma thiên kiếm chủng tử. Nháy mắt tức thì, Diệp thần thiên cơ thấy rõ, lại có thể dòm ngó thấy thiên kiếm bóng dáng. Tám đại thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm. Trong truyền thuyết hoang ma thiên kiếm, liền trấn áp tại nơi này. Diệp thần có vẻ kinh hãi, thái thượng thế giới tám đại thiên kiếm, có ba cây rớt xuống, một cái là thần la thiên kiếm, một cái là long uyên thiên kiếm, còn có cuối cùng một cái, Diệp thần chưa từng nghe qua, không biết là cái gì. Nhưng hiện tại đi tới hoang ma hải vực, Diệp thần trong nháy mắt tâm cảnh sáng rực, thấy rõ thiên cơ, rình rập đến cuối cùng một cái thiên kiếm bóng dáng. Cái này cây thứ ba thiên kiếm, liền kêu hoang ma thiên kiếm. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, hoang ma thiên kiếm là hết sức là đặc thù một cái. Kiếm này, không phải hỏa lò đúc thành, mà là loại đi ra ngoài. Hoang ma thiên kiếm, nguyên thủy nhất trạng thái, là một hạt giống. Cái hạt giống này, tràn đầy ma khí, thuần túy bên trong nguyên thủy nhất, nhất hồng mông ma khí ngưng tụ mà thành. Năm đó thái thượng tinh không sụp đổ, có tuyệt thế cường giả thu thập tinh không hài cốt, đúc tám đại thiên kiếm, vậy tinh không hài cốt bên trong nguyên thủy ma khí, liền bị phát triển thành liền viên này hoang ma hạt giống. Trồng cái hạt giống này, dùng thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt huyền cơ, vũ trụ tinh hoa, sinh linh máu thịt, không ngừng tưới, cái hạt giống này là có thể nảy mầm sinh trưởng, cuối cùng lột xác thành một thanh kiếm, chính là trong truyền thuyết hoang ma thiên kiếm, đại biểu ma đạo cao nhất sát phạt, cao nhất mũi nhọn. Trong sâu thẳm, Diệp thần cảm thấy hoang ma thiên kiếm hạt giống, liền trấn áp tại cái hải vực này chỗ sâu. Ta quả nhiên là có đại khí vận, đại cơ duyên, lại có thể nhanh như vậy, liền tiếp xúc tới cây thứ ba thiên kiếm nhân quả. Kiếm này sẽ hay không đối với yêu hoàng thái nhất tam nguyên thái nhất công hữu hiệu. Diệp thần chấn động trong lòng, thân thể bạo cướp, như sấm nhanh như tia chớp, ở trên mặt biển hoành cướp mà qua, dọc theo thiên cơ hơi thở tản ra địa phương, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, Diệp thần đi tới biển khơi chỗ sâu. Một tòa thật to hòn đảo, xuất hiện ở Diệp thần trước mắt. Hòn đảo bên trên, đứng sừng sững một phiến phiến phong cách cổ xưa kiến trúc. Nhưng hiện tại, tất cả kiến trúc, tất cả phủ đệ, tất cả đình đài lầu các, toàn bộ bị phá hủy, lửa lớn cháy, tường đổ tàn viên, một mảnh phế tích cảnh tượng. Phế tích bên trong, vô số thi thể, nằm lê lết nằm vật xuống, ở lửa lớn cháy hạ, hóa thành tiêu thi. Một tấm bảng, đánh mất ở một bên. Bảng hiệu bên trên, in Lâm gia hai chữ. Đây là Lâm gia phủ đệ. Lâm gia bị diệt. Đáng chết, ai làm? Diệp thần cắn răng, gương mặt nhất thời chấn động. Từ những thi thể này hơi thở trên, Diệp thần cảm nhận được liền Lâm Hy Trạch tương quan nhân quả. Những người này, đều là Lâm Hy Trạch đời sau. Lâm Hy Trạch, chính là Lâm gia tổ tiên. Vèo. Diệp thần lắc mình bay xuống, ở núi thây biển lửa bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được người sống sót. Đạp đạp đạp. Ngay tại lúc này, sâu trong lòng đất, lại có tiếng bước chân vang lên. Mười mấy người đàn ông đồ đen, vây quanh một người mặc hoàng kim long bào, khí chất sang trọng hoa lệ ung dung thanh niên, từ Lâm gia lòng đất trong mật đạo đi ra. Những người này, trên mình da đều mang màu đen long văn, hiển nhiên là có long tộc huyết mạch. Thiếu gia, trấn ma huyết thạch không tìm được, không cách nào phá vỡ phong ấn, không lấy được hoang ma thiên kiếm hạt giống. Một cái người đàn ông đồ đen giọng cung kính,
mang một chút bất đắc dĩ nói. Không sao, phòng vô cực bá bá đang ở phụ cận, mời hắn ra tay, có lẽ có thể phá ra phòng ấn. Người mặc hoàng kim long bào nam tử, trong mắt thủy chung là ưu nhã lạnh nhạt hình dáng, mang một cổ ung dung không vội vã trầm ổn. Thiên nhân vực, minh long thần tộc. Diệp thần vừa nhìn thấy những người này, trong thoáng chốc bắt được hết sức quen thuộc hơi thở. Những người này huyết mạch, lại có thể mang theo minh long thần tộc chập chờn, rõ ràng đều là minh long người thần tộc. Cái đó người mặc hoàng kim long bào nam tử, Diệp thần vừa nhìn thấy hắn, khó hiểu dâng lên một hồi ngập trời kiêng kỵ, ngập trời hận ý. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp thần thiên cơ thấy rõ, biết thân phận của người này. Người này, là Diệp Lạc Nhi vị hôn phu. Diệp Lạc Nhi bị buộc phải gả đi minh long thần tộc, cái này long bào nam tử, chính là minh long thần tộc công tử, Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ tu vi hơi thở, vô cùng cường đại. Thứ đại nhân vật này, là thiên nhân vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng là tổ long thần điện luôn muốn lôi kéo quan hệ thông gia tồn tại. Diệp thần vô cùng là cảnh giác, vừa nghe đến tiếng bước chân, lập tức ẩn nặc, hắc ám nguyên khí bao phủ toàn thân, tựa như hóa thành bôi đen ảnh, dán vào tường đổ tàn viên trên, cũng không có bại lộ. Ca. Vũ Văn Cơ đi ra, tựa hồ cảm giác được cái gì, mày kiếm khẽ nhíu, ngắm nhìn bốn phía. Thiếu gia, thế nào? Thủ hạ minh long thần tộc đệ tử hỏi. Không việc gì, có thể là ta nhìn lầm rồi, đi thôi, đi nhanh liên lạc phong vô cực bá bá, để cho hắn ra tay đánh vỡ phong ấn. Luân hồi chi chủ lưu lại thiên phù phong ấn, chân thực cường hãn, chỉ có thể mời phong bá bá ra tay. Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, hóa thành một đầu đen nhánh minh long, cả người mỗi một khối miếng vảy, cũng phơi bày vĩnh dạ vậy hắc ám, tựa như mỗi một khối vảy rồng bên trong. Cũng hàm chứa một cái thế giới hắc ám, hơi thở cực kỳ khủng bố, đi phương xa bay đi. Vậy mười mấy minh long thần tộc đệ tử, vậy mỗi người hiển hóa ra hình rồng thân thể, đuổi theo. Không nghi ngờ chút nào, người Lâm gia chính là Vũ Văn Cơ bọn họ giết. Diệp thần nhìn Vũ Văn Cơ các người rời đi bóng người, trong lòng lại là tức giận, lại là xấu hổ. Chấn nộ phải, Vũ Văn Cơ lòng dạ ác độc, vì cướp lấy hoang ma thiên kiếm hạt giống, tiêu diệt toàn bộ Lâm gia. Xấu hổ phải, mình không có thể kịp thời chạy tới, cuối cùng để cho bi kịch phát sinh. Hẳn còn có người còn sống. Trong sâu thẳm, Diệp thần cảm thấy thiên cơ còn không đoạn tuyệt, Lâm gia hẳn còn có người sống sót. Diệp thần nhanh chóng chạy tới Lâm gia phủ đệ chỗ sâu, nơi này có một cái mật đạo, dưới đất còn có Vũ Văn Cơ các người mới vừa lưu lại dấu chân. Diệp thần dọc theo điều này mật đạo đi xuống, mật đạo một đường đi xuống, lại là đi thông đáy biển. Càng đi càng sâu, Diệp thần dần dần đi tới đáy biển thế giới, chung quanh có một tầng nhàn nhạt cấm chế, ngăn cách nước biển. Diệp thần ra lạnh tí ti, có thể ngửi được nước biển đặc biệt ẩm ướt tinh khí, trong mắt nơi gặp, là một chùm oành đáy biển san hô, năm màu rực rỡ vỏ sò, tất cả loại hình thù kỳ lạ quái trạng cây cối, từng cái sao biển, sứa, tất cả cá voi, cá mập khủng vân. Vân. Sốt cuộc, Diệp thần đi tới cấm chế cuối. Nơi này. Đứng sừng sững một tòa đáy biển núi lửa. Đúng ngọn núi lửa, bao phủ một phiến đỏ tươi phong ấn phù văn. Mỗi một khối phù văn, cũng bộc phát ra mặt trời hằng tinh vậy năng lượng kinh khủng, Diệp thần bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, liền phảng phất có dù sao cũng viên hằng tinh, đồng thời nổ, đúng ngọn núi lửa ùng ùng chấn động đứng lên, kịch liệt ngọn lửa nóng bỏng tai khí, không ngừng xung kích ra, nấu sôi biển khơi, hơi nóng cuồn cuộn bạo dũng tới. Thật là cường hãn phong ấn. Diệp thần lấy làm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau một bước, mậu thổ nguyên phù bảo vệ tự thân, ngăn cản phong ấn hỏa phù tập kích. Cái này ngọn núi lửa, phía trên bố trí phong ấn phù văn, chân thực cường hãn, có thái thượng đạo pháp hơi thở, thậm chí có kiếp trước luân hồi chi chủ quy luật thiên uy. Cái này phiến phong ấn, là ta kiếp trước bố trí. Thái thượng thiên phù đạo. Diệp thần chấn động trong lòng. Ngay tức thì thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Lúc đầu, kiếp trước luân hồi chi chủ, luôn muốn tìm cao nhất nguyên binh, cuối cùng, hắn tìm được hoang ma thiên kiếm hạt giống. Nhưng là, muốn bồi dưỡng thiên kiếm chủng tử, nảy mầm mọc rễ, cần phải hao phí đặc biệt rất dài thời gian, đặc biệt cự lượng tài nguyên. Kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có như thế nhiều thời gian, cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Cho nên, luân hồi chi chủ đem thiên kiếm chủng tử, phong ấn ở liền cái hải vực này, để cho Lâm gia bảo vệ,
chờ đợi một đời mình, tới thu lấy. Diệp Thần trước mắt thấy đáy biển núi lửa, chính là Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống. Một hạt giống, chừng một ngọn núi lớn như vậy. Cái hạt giống này, một khi nảy mầm, sản sinh ra thiên kiếm, đây tuyệt đối là vô địch, chí cao ma đạo mũi nhọn, ắt sẽ càn quét hết thảy. Đây cũng là bố cục một phần chia, luân hồi chi chủ muốn cho ta thừa kế thiên kiếm chủng tử. Diệp Thần trong lòng rung động, nếu như có thể thành công bồi dưỡng thiên kiếm chủng tử, đạt được trong truyền thuyết Hoang Ma Thiên Kiếm, hắn thái thượng ma thể, thể chất sẽ tăng vọt đến đáng sợ bước, cả người ma đạo mũi nhọn, vậy đủ để chống lại Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt. Nhưng là, muốn lấy được Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước mắt cái này ngọn núi lửa, hiện đầy phong ấn phủ văn. Những thứ này phong ấn phủ văn, đều là luân hồi chi chủ dùng Thái Thượng Thiên Phù đạo bố trí. Thái Thượng Thiên Phù nói, là nữ hoàng thiên cung một lá bài tẩy, đặc biệt khó tu luyện, liền liền Huyền Cơ Nguyệt cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu, khoảng cách cảnh giới đại viên mãn, xa xa không kỳ. Thần thông như vậy, đại biểu chí cao vô thượng thiên phù đạo pháp, một khi luyện thành, lật tay tới giữa, có thể bộc phát ra hàng tỷ phù lục, mỗi một chương phù lục, lực sát thương cũng có thể so với tinh cầu nổ, đặc biệt khủng bố. Cho dù là Minh Long công tử Vũ Văn Cơ, loại cấp bậc này cao thủ, đối mặt luân hồi chi chủ bố trí thiên phù phong ấn, cũng là bó tay, chỉ có thể đi tìm Cầu Phong Vô Cực tương trợ. Dưới mắt, Diệp Thần mặt đối với kiếp trước luân hồi chi chủ bày ra phong ấn, cũng là bó tay. Thái Thượng Thiên Phù nói, là đặc biệt cao thâm, đặc biệt tuyệt diệu đạo pháp, Diệp Thần cũng không có thức tỉnh bộ phận này trí nhớ. Hơn nữa, coi như có thể thức tỉnh, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, vậy không xử ra được. Cửa này Thái Thượng Thiên Phù nói, liền Huyền Cơ Nguyệt cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phức tạp, biết bao khó tu luyện, một khi luyện thành, vậy căn bản là càn quét hết thảy. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần thúc thủ vô sách thời điểm, núi lửa chỗ sâu nhưng truyền ra một đạo sâu kín giọng nữ, lộ ra sợ hãi và thê lương. Là ta, ai ở bên trong, mau ra đây đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Thần bỗng nhiên nghe được cái này thanh âm, nhất thời đại hỉ. Trời không tuyệt lâm ra, quả nhiên còn có người sống sót. Núi lửa một hồi chấn động, một phiến phiến phong ấn phủ văn tan đi, lộ ra một cái khe. Một cái xích hai chân, da trắng xinh đẹp, tươi đẹp vô cùng thiếu nữ, rụt rè từ bên trong kẽ hở đi ra. Tay nàng bên trong, cầm một khối máu oánh oánh đá. Chính là khối đá này, mở ra thiên phù phong ấn, đồng thời áp chế Hoang Ma Thiên Kiếm ma khí, không để cho ma khí cắn trả tự thân. Chấn ma huyết thạch. Diệp Thần vừa nhìn thấy khối đá kia, nhất thời tinh thần chấn động, ngay tức thì thiên cơ thấy rõ, biết đó chính là hắn muốn tìm kiếm chấn ma huyết thạch. Chấn ma huyết thạch, này cùng kỳ vật, mới có thể có hiệu quả chấn áp ma khí, liền Hoang Ma kiếm chủng ma khí, đều có thể áp chế. Nếu như có thể đạt được, Diệp Thần muốn hóa giải thái thượng ma thể ma khí cắn trả, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngươi thật sự là luân hồi chi chủ. Thiếu nữ vành mắt ửng đỏ, cầm chấn ma huyết thạch, xa xa hướng về phía Diệp Thần. Vù vù, đúng khối chấn ma huyết thạch, đều là ông minh chấn động đứng lên. Trong phảng phất và Diệp Thần huyết mạch, sinh ra đồng tình. Hiển nhiên, khối đá này, có kiếp trước luân hồi chi chủ lưu lại nhân quả, vừa tiếp xúc với Diệp Thần hơi thở, liền sinh ra chấn động. Xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thần một hồi áy náy, nếu như hắn có thể trước thời hạn đến, có lẽ có thể cứu vãn Lâm gia kiếp nạn. Không có sao, không trách ngươi, đều do Minh Long thần tộc. Vũ Văn Cơ tàn bạo cay độc, vì cướp đoạt Hoang Ma kiếm chủng. Không tiếc tàn sát ta Lâm gia tất cả tộc nhân. Luân hồi chi chủ, ngươi nhất định phải thay ta Lâm gia trả thù. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, trong lời nói mang sâu đậm hận ý. Lúc đầu, thiếu nữ kêu Lâm Thanh Trúc, là chấn ma huyết thạch thế hệ này người bảo vệ, đồng thời phụ trách chấn thủ Hoang Ma kiếm chủng, chờ đợi đời này luân hồi chi chủ trở về. Nhưng trước đây không lâu, Minh Long thần tộc suy diễn đến Hoang Ma kiếm chủng tung tích. Ngày hôm nay Vũ Văn Cơ dẫn người giết tới Lâm gia, diệt tuyệt cả nhà, chính là vì cướp lấy Hoang Ma kiếm chủng. Diệt môn để gặp, Lâm Thanh Trúc sợ hãi dưới, trốn tới kiếm chủng núi lửa bên trong, tránh được một kiếp. Nhưng hắn Lâm gia tộc người, toàn bộ bị tru diệt. Vũ Văn Cơ không có thể phá ra phong ấn, Lâm Thanh Trúc còn sống sót, thành Lâm gia còn sót huyết mạch.
Yên tâm, một ngày kia, ta sẽ giết tới Minh Long thần tộc, vì các người trả thù. Diệp Thần sắc mặt im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thanh Trúc tóc. Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Lâm Thanh Trúc đau đớn dưới, lại lao vào Diệp Thần trong ngực, khóc. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Trúc sau lưng, chờ đợi nàng tâm trạng hơi khôi phục, liền nói, Lâm cô nương, người tổ tiên bị thương, cần ngươi thay hắn chữa trị. Diệp Thần nhìn một cái Lâm Thanh Trúc đưa tay bên trong trấn ma huyết thạch, khối đá này, chất liệu đặc biệt đặc thù, hàm chứa vô cùng là huyết khí nồng nặc, trừ trấn áp tà ma bên ngoài, còn có thể chữa trị người thương thế. Sợ rằng đối với Lâm gia người bảo vệ huyết mạch mà nói, rất là trọng yếu. Hôm nay, Lâm Thanh Trúc là trấn ma huyết thạch người bảo vệ, chỉ có nàng mới có thể hoàn toàn điều động trấn ma huyết thạch năng lượng. Cho dù là Diệp Thần đều không thể hoàn toàn điều động, bởi vì Diệp Thần luân hồi huyết mạch, còn không có hoàn toàn hồi phục. Lâm Thanh Trúc hơi sững sờ, nói ta tổ tiên. Hắn năm đó đối kháng vạn khư, không phải đã sớm bỏ mình sao? Âm Dương Thần Điện là vì đối kháng vạn khư mà tồn tại ở đây, mà Lâm gia bảo vệ hoang ma kiếm chủng, cuối cùng sứ mạng, tự nhiên cũng là vì đối kháng vạn khư. Lâm Thanh Trúc nghe người nhà nói qua, Lâm gia tổ tiên Lâm Hy Trạch, đã sớm mấy chục ngàn năm trước, liền bởi vì đối kháng vạn khư, gặp thảm chu diệt, chết toi mạng. Không, hắn còn sống, chỉ là bị trọng thương. Diệp Thần lắc đầu một cái, lúc này đem Lâm Hy Trạch, từ luân hồi mộ địa bên trong thả ra ngoài. Lão Tổ Tông, Lâm Thanh Trúc vừa nhìn thấy Lâm Hy Trạch, nhất thời kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Lão Tổ Tông Lâm Hy Trạch lại có thể thật còn sống, xem ra năm đó Lâm Hy Trạch chết, chỉ là một đạn khói, dùng để mê muội người ngoài, tránh bại lộ hoang ma kiếm chủng. Hắn làm sao tổn thương được nặng như vậy? Lâm Thanh Trúc tiếu mặt trầm xuống, phát hiện Lâm Hy Trạch đã thoi thóp, nếu như lại không cứu, sợ rằng thật phải bỏ mạng. Hắn bị vạn khư người của thần điện đả thương. Đừng nói nhiều như vậy, mau cứu người, lại rời đi nơi này. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng cơn nguy hiểm thiên cơ, bao phủ tới. Cái đó Phong Vô Cực, còn có Minh Long công tử Vũ Văn Cơ, rất nhanh thì phải lần nữa trở về, phải mau rời khỏi. Diệp Thần ngược lại là rất muốn rời đi trước, lại cứu chữa Lâm Hy Trạch. Nhưng là, Lâm Hy Trạch thương thế rất nặng, đã không kéo nổi, phải lập tức chữa trị. Lâm Thanh Trúc vậy cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, lúc này đầu ngón tay huy động, từng đạo pháp quyết đánh vào trấn ma huyết thạch trên. Vù vù, đúng khối trấn ma huyết thạch, toát ra từng luồng màu đỏ thấm tia máu, dưới vào Lâm Hy Trạch thân thể bên trong. Hả? Lâm Hy Trạch đạt được trấn ma huyết thạch năng lượng bồi bổ, hơi rên lên một tiếng, mở mắt ra, tỉnh lại. Bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được. Lâm Hy Trạch trên mình vòng quanh thái thượng đạo pháp sát thương, đã thật to yếu bớt, bát quái thiên đan thuật có thể phát huy hiệu quả. Lập tức, Diệp Thần từng luồng bát quái đan khí, vậy dưới vào Lâm Hy Trạch trong cơ thể, phụ trợ chữa trị. Ở trấn ma huyết thạch và bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, Lâm Hy Trạch cuối cùng khôi phục một tia nguyên khí, gương mặt xuất hiện một chút đỏ thắm, không còn là trắng bệch suy hủ hình dáng. Lão Tổ Tông, Lâm Thanh Trúc thấy Lâm Hy Trạch khôi phục. Nhất thời đại hỉ. Ta hậu nhân, Lâm gia còn sót huyết mạch. Diệt môn thảm họa, cuối cùng là xảy ra. Lâm Hy Trạch ánh mắt mờ mịt, trong thoáng chốc thiên cơ thấy rõ, đã biết được hết thảy. Đi mau, vạn khư thần điện muốn cướp lấy hoang ma kiếm chủng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Hy Trạch ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, nói ra một cái kinh người tin tức. Cái gì, vạn khư thần điện cũng muốn cướp lấy hoang ma kiếm chủng. Diệp Thần trong lòng nhất thời rung lên. Lâm Hy Trạch cắn răng một cái, nói, không sai. Hoang ma kiếm chủng mũi nhọn cực thịnh, một khi thành công nảy mầm, thiên kiếm xuất thế, mà đạo kiếm khí nhất định càn quét vạn giới, vạn khư thần điện không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cái đó Minh Long công tử Vũ Văn Cơ, chỉ là người đại diện. Vạn khư thần điện có người ủy thác hắn, cướp đoạt hoang ma kiếm chủng. Một khi thành công, Vũ Văn Cơ đem trở thành vạn khư thần điện đệ tử ký danh. Đạt được thái thượng ban phúc, hùng bá vực ngoại. Ta lần này chạy về Lâm gia, là vì ngăn cản ách nan phát sinh, không nghĩ tới trên đường gặp phải Phong Vô Cực, bị đánh trọng thương. Nghe xong Lâm Hy Trạch một phen, Diệp Thần con ngươi nhất thời co rúm một cái. Vạn khư thần điện, là cấp trên thế lực, ngại vì thiên đạo quy luật, không thể đích thân hạ xuống. Nhưng là,
bọn họ vòi, như cũ kéo dài đến vực ngoại, sau lưng có rất nhiều người đại diện. Mà Minh Long công tử Vũ Văn Cơ, chính là Vạn Khư Thần Điện người đại diện. Mục đích là vì cướp đoạt Hoang Ma kiếm chủng, từ đó áp chế Diệp Thần quật khởi, áp chế Âm Dương Thần Điện thế lực. Tôn chủ, mau thu lấy Hoang Ma kiếm chủng, đây là trước kia Luân Hồi chi chủ lưu lễ vật cho ngươi, muôn ngàn lần không thể để cho người ngoài đoạt đi. Lâm Hy Trạch nhìn Diệp Thần, hơi có điểm lo lắng nói. Cái này nhất thế Diệp Thần muốn quật khởi, cao nhất nguyên binh tuyệt đối không thể thiếu. Hiện tại Diệp Thần trên đầu, chỉ có một khối Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, muốn tìm Long Uyên bản thể, khó hơn lên trời. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trước mắt có một cái hoàn chỉnh Thiên Kiếm, mặc dù chỉ là một hạt giống, nhưng chỉ cần cướp được tay, sớm muộn có nảy mầm đúc kiếm một ngày. Được, Lâm cô nương, xin ngươi hãy tháo ra phong ấn. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy cảm thấy thế cục nguy cấp. Vũ Văn Cơ là Vạn Khư Thần Điện người đại diện, mà Phong Vô Cực đã thành Vạn Khư Thần Điện đệ tử ký danh, một khi cái này hai người lần nữa hạ xuống, sự việc đem không cách nào thu thập. Phải mau sớm thu lấy Hoang Ma kiếm chủng, rời đi nơi đây. Lâm Thanh Trúc đáp một tiếng, mặt đẹp mang vẻ ngưng trọng, sử dụng trấn ma huyết thạch, trong miệng tụng niệm ra cổ xưa thần chú, trên tay bắt pháp quyết liền liền. Nhất thời, trên núi lửa thiên phù phong ấn, từng tầng một tháo ra. Diệp Thần dần dần thấy rõ Hoang Ma kiếm chủng chân thực hình dáng, đó là một viên đen sẫm cổ xưa to lớn hạt giống, phía trên hiện đầy tinh không quý tích vậy phức tạp văn lạc, phơi bày ra vô cùng kiên cố, nặng nề, lạnh lùng, sáng bóng như kim loại vậy. Thật là cường hãn ma khí. Diệp Thần nhìn Hoang Ma kiếm chủng, chỉ cảm thấy kiếm chủng bên trong, ma khí đặc biệt đậm đà, vượt qua thế gian hết thảy, xa xa không phải hắn có thể chấp trường. Một viên kiếm chủng, Diệp Thần đều không chắc chắn chấp trường, nếu như là chân chánh Hoang Ma thiên kiếm xuất thế, sợ rằng chỉ là ma khí cắn trả, cũng đủ để tiêu diệt Diệp Thần, chôn vùi đúng mảnh tinh không. Cao nhất nguyên binh, mũi nhọn cực kỳ nghịch thiên, lực sát thương là không nói phải trái mạnh mẽ, tự nhiên không như thế dễ dàng hàng phục. Lâm Hy Trạch nói, tôn chủ, người cảnh giới tu vi còn chưa đủ, muốn chấp trưởng Hoang Ma kiếm chủng, nhất định phải dựa vào trấn ma huyết thạch áp chế. Trấn ma huyết thạch, là áp chế ma khí đặc thù dị vật, đủ để tạm thời trấn áp Hoang Ma kiếm chủng. Bất quá, muốn hoàn toàn phát huy trấn ma huyết thạch năng lượng, phải dựa vào Lâm Thanh Trúc. Bởi vì Lâm Thanh Trúc, là trấn ma huyết thạch người bảo vệ, vận mệnh từ nhỏ liền cùng trấn ma huyết thạch tương liên, chỉ có nàng mới có thể chân chánh phát huy trấn ma huyết thạch hiệu quả áp chế. Lâm cô nương, vậy kính xin ngươi tương trợ một hai. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về Lâm Thanh Trúc, muốn trấn áp Hoang Ma kiếm chủng, hắn phải đem Lâm Thanh Trúc mang theo bên người. Lâm Thanh Trúc nói, Luân Hồi chi chủ, có thể vì ngươi cống hiến, là ta vinh hạnh. Rất tốt. Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, bàn tay một chiêu, thu lấy Hoang Ma kiếm chủng. Núi lửa vậy to lớn kiếm chủng, nhô lên, mang cuồn cuộn ma khí, bay vào Hoàng Tuyền thế giới bên trong đi. Oanh! Chỉnh khỏa kiếm chủng, tựa như một tòa bằng sắt núi cao, chấn rơi vào Hoàng Tuyền thế giới bên trong, từng luồng ma khí tràn ngập ra, vùng lân cận suối vàng thánh hà nước sông, lại có thể bị nhuộm đen. Suối vàng thánh thủy, có thể lọc sạch chư thiên vạn giới, nhưng đụng phải Hoang Ma kiếm chủng, không những không thể lọc sạch ma khí, ngược lại bị ma khí cắn trả, nước chảy cũng biến thành đen. Trong truyền thuyết Hoang Ma thiên kiếm, quả nhiên khủng bố, chỉ là một hạt giống, ma khí liền bá đạo như vậy. Diệp Thần thầm kinh hãi, trong nội tâm dâng lên một hồi nóng bỏng, nếu như có thể chấp trưởng Hoang Ma thiên kiếm, vậy hắn ma đạo mũi nhọn, sợ rằng thật có thể càn quét hết thảy. Luân Hồi chi chủ, Lâm Thanh Trúc đi tới Diệp Thần bên người, trong tay trấn ma huyết thạch, thả ra từng luồng dịu dàng hồng quang. Cái này từng luồng hồng quang, truyền đạt đến Hoàng Tuyền Đồ phía trên, nhất thời, Hoàng Tuyền thế giới bên trong kiếm chủng ma sơn, ma khí liền bị áp chế, suối vàng thánh hà vậy khôi phục tinh khiết trong suốt hình dáng. Đa tạ, Diệp Thần trong lòng vui mừng, cái này trấn ma huyết thạch, quả nhiên có khắc chế ma khí kỳ lạ hiệu quả. Trừ kiếm chủng ma sơn bên ngoài, Diệp Thần cảm thấy mình thái thượng ma thể, ma khí cắn trả cũng có rất lớn chậm tách ra, nếu như có thể kéo dài nữa, thái thượng ma thể mang tới tác dụng phụ, khẳng định có thể hoàn toàn giải quyết. Bất quá, hiện tại thế cục nguy cấp, không thời gian ở lại chỗ này nữa. Chúng ta đi mau.
Diệp Thần vung tay lên, liền muốn mang Lâm Hy Trạch và Lâm Thanh Trúc rời đi. Ầm. Nhưng ngay vào lúc này, giữa trời đất một hồi rên. Hai đạo cực kỳ khí thức bàng bạc, mang ngút trời uy áp, ngay tức thì phong tỏa vạn dặm hư không, liền nước biển đều có động lại dấu hiệu. Diệp Thần các người, nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông. Mà giờ khắc này Diệp Thần con người đông lại một cái, trực tiếp thay đổi dung mạo che đậy hơi thở. Hắn thân phận không thể bại lộ. Bên ngoài, mười mấy ngày đầu long, xuất hiện ở phương xa chân trời, sắp hạ xuống Lâm gia. Cầm đầu hai đầu thiên long, một đầu kim quang lóe lên, long tu trắng bệch thùy dài, trong mắt mang một chút mãi mãi bể dâu. Một đầu khác thiên long, cả người nhưng khoác màu đen miếng vảy, mỗi một khối miếng vảy cũng lóe lên thủy tinh vậy hàn mang. Chính là Phong Vô Cực, Vũ Văn Cơ. Phong bá bá, luân hồi chi chủ bày ra phong ấn, chân thực cường hãn, chỉ có thể mời ngươi ra tay. Vũ Văn Cơ thanh âm mang vẻ ngưng trọng. Ha ha, không sao, vậy phong ấn trải qua mấy chục ngàn năm, muốn đến uy lực đã lớn giảm nhiều yếu, ta có thể đánh vỡ, cùng đánh vỡ phong ấn, Vũ Văn Chất Nhi, người bắt được hoang ma kiếm chủng, hiến tặng cho vạn khư, vậy chúng ta liền là đồng môn. Phong Vô Cực cười nhạt, cũng biết Vũ Văn Cơ là vạn khư thần điện một trong người đại diện, chỉ cần cướp được hoang ma kiếm chủng, lập được công lao lớn, có thể ngay tức thì trở thành vạn khư thần điện đệ tử ký danh, đạt được thái thượng ban phúc, quang diệu vạn cổ. Vũ Văn Cơ híp mắt cười nói, vậy thì cảm ơn Phong bá bá, lần này ta có thể thuận lợi tiêu diệt Lâm gia, vậy may mà Phong bá bá, thay ta chặn đánh Lâm Hy Trạch, không để cho lão nhân kia quấy rối. Phong Vô Cực cười nói, Vũ Văn Chất Nhi, không cần phải nói đa tạ thứ lời khách khí này, ta tổ long thần điện thánh nữ Diệp Lạc Nhi, sắp gả cho ngươi, sau này chúng ta chính là xui ra, tự nhiên muốn giúp nhau canh gác, đúng rồi, trấn ma huyết thạch ngươi cầm đã tới chưa? Vũ Văn Cơ lắc lắc đầu nói, không có, ta giết sạch Lâm gia tất cả người, bọn họ cũng không khả năng nói ra trấn ma huyết thạch tung tích. Phong Vô Cực ngưng trọng nói, cái này trấn ma huyết thạch, nhưng mà áp chế hoang ma kiếm chủng ma khí mấu chốt vật, không cho sơ thất, nếu như không có trấn ma huyết thạch, coi như cầm hai người chúng ta tánh mạng, toàn bộ bổ sung đi vào, cũng không đè ép được hoang ma kiếm chủng hơi thở, vậy là ma đạo cao nhất mũi nhọn, một khi thiên kiếm xuất thế, muốn càn quét hết thảy. Chư thiên vạn giới, không người có thể ngăn cản. Vũ Văn Cơ gật đầu một cái, nói, hoang ma kiếm chủng lợi hại, ta tự nhiên biết, trấn ma huyết thạch thế hệ này người bảo vệ, kêu Lâm Thanh Trúc, ta không tìm được tung tích của nàng, muốn đến nàng là núp ở kiếm chủng ma sơn bên trong, chỉ cần phong bá bá phá vỡ kiếm chủng phong ấn, là được giết người đoạt bảo, bắt được trấn ma huyết thạch. Phong Vô Cực nói, được, việc này không nên chậm trễ, vậy ta lập tức phá vỡ phong ấn. Ngay lúc nói chuyện, Phong Vô Cực và Vũ Văn Cơ, thân thể thoáng một cái, hóa thành hình người, hạ xuống đến trên hải đảo. Hòn đảo bên trên, toàn bộ Lâm gia phủ đệ, đều bị đốt thành cho tàn, hài cốt nằm lê lết, đặc biệt thảm thiết. Ca. Phong Vô Cực đạp mặt đất, thần sắc nhất thời biến đổi, cảm thấy được hơi thở khác thường, đáy biển có người sống hơi thở. Có người, cho ta cút ra đây. Phong Vô Cực sấm sét gầm thét, bàn tay vung lên. Hóa thành long chảo, hung hăng đi xuống bổ một cái. Ầm, cả tòa hòn đảo, nhất thời bị hắn chém thành hai khúc. Đúng phiến hoang ma hải vực, cũng là rất miễn cưỡng bị bổ ra, nước biển ùng ùng vang dội, chia hai nửa, như thác vải vậy cổn đáng treo ngược. Dịch Dung sau Diệp Thần, Lâm Hy Trạch, Lâm Thanh Trúc ba người bóng người, hoàn toàn bại lộ ra. Lâm Hy Trạch, là ngươi. Phong Vô Cực vừa nhìn thấy Lâm Hy Trạch. Nhất thời con ngươi co giúp một cái. Hoang ma kiếm chủng không thấy, bị thằng nhóc này thu lấy. Vũ Văn Cơ quét nhìn một mắt, không gặp hoang ma kiếm chủng, nhưng trong phảng phất, từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền nồng nặc ma khí. Diệp Thần nhìn Phong Vô Cực và Vũ Văn Cơ, vậy cảm thấy ngập trời áp lực. Hai người này hơi thở, vô cùng cường đại. Vũ Văn Cơ thực lực chân thật vượt xa mình bây giờ, mà Phong Vô Cực lại là đế thích thiên một cấp bậc tồn tại. Mới vừa một trường bổ ra biển khơi, hiện ra vô thượng sức mạnh to lớn. Một khi chiến đấu, Diệp Thần không có phần thắng. Lâm Thanh Trúc cũng là hoảng hồn, nắm thật chặt Diệp Thần cánh tay, thấp giọng nói, làm thế nào? Thằng nhóc, ngươi là người phương nào? Giao ra hoang ma kiếm chủng. Vũ Văn Cơ tròng mắt lãnh khốc, bàn tay hóa thành đen nhánh long chảo, cách không bạo giết tới. Long chảo biến dạng, hư không nổ tung,
khí lưu xoay tròn, xuất hiện 3.000 cái kinh khủng hắc động, mỗi một cái hắc động, tựa như cũng phải chiếm đoạt nhật nguyệt. Ở hắc động sau lưng, lại xuất hiện 3.000 cái trắng động, hắc động và trắng động tới giữa, lẫn nhau vặn vẹo, lại huyễn hóa thành hỗn độn thái cực hình vẽ. Phú Văn Cơ Long chảo nhất kích, lại là hiển hóa ra hỗn độn đại lộ, thái cực huyền diệu quy luật hơi thở, hiển nhiên thần thông cực sâu. Nhất thời, Diệp Thần cả người cũng bao phủ ở Vũ Văn Cơ sát phạt dưới, tựa như cái kế tiếp ngay tức thì, sẽ bị Long chảo xé nát. Diệp Thần con người đông lại một cái, muốn vận chuyển Tam Nguyên Thái Nhất Công, nhưng vào lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên truyền tới, thằng nhóc, người bây giờ không phải là ở huyền yêu chi địa, này công mới vừa mới nhập môn, tốt nhất không nên động dùng. Vận dụng Thái Thượng Thiên Sư Đạo và Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ. Diệp Thần có chút kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo. Huyền Hàn Ngọc không thể nào hại hắn. Thiên địa minh mông, đại lộ độc hành, Thái Thượng Thiên Sư Đạo, lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Long Uyên Thiên Kiếm rút ra, tím thụ thiên cơ ấn hiện lên, trực tiếp mở Thái Thượng Thiên Sư nói. Hắn rất rõ ràng, Vũ Văn Cơ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, nếu như chính diện giao phong, không có chút nào phần thắng, phải vận dụng Thiên Sư Đạo Pháp, tăng lên thực lực, mới có chống lại cơ hội. Oanh! Thiên Sư Đạo Pháp vừa ra, Diệp Thần ngay tức thì hóa thành Thái Thượng Thiên Sư, Long Hổ gầm thét, trong tay thiên kiếm phong mang như điện, cuồn cuộn ánh sao nổ tung, một kiếm cuồng sát, quát lên. Tinh hồn chảm, phá cho ta! Doạt! Trường kiếm vung lên, cuồn cuộn kiếm quang như sao sông vậy tự nhiên ra, tinh hồn chảm mang long dọn ra hổ bào khí tượng, ngay tức thì bùng nổ. Suy! Vũ Văn Cơ Long chảo, gặp phải tinh hồn chảm công kích, lại là ngay tức thì bị vạch ra một dấu máu, máu tươi đầm đìa. Cái gì, người lại có thể tổn thương ta? Vũ Văn Cơ có vẻ kinh hãi, hắn cảnh giới vượt xa Diệp Thần, xem Diệp Thần hơi thở, chỉ có càn khôn cảnh sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể thương tổn tới hắn? Hắc ám nguyên phù, bỏ chạy. Diệp Thần một kiếm hoa thương Vũ Văn Cơ, nhưng không có chút nào ham chiến, lập tức sử dụng hắc ám nguyên phù, mang Lâm Hy Trạch và Lâm Thanh Trúc, một cái hắc ám độn thuật, xa xa chạy trốn đi. Nơi này không gian, mặc dù bị phong tỏa, nhưng Diệp Thần mới vừa tinh hồn chảm một kiếm, vậy dung chuyển hư không, đủ để chạy trốn. Diệp Thần rất rõ ràng, Vũ Văn Cơ thực lực vô cùng cường đại, mình khai mở Thiên Sư Đạo Pháp, vận dụng tinh hồn chảm, cũng chỉ là thừa dịp hắn không có phòng bị, may mắn hoa thương mà thôi. Nếu như đánh tiếp nữa, Diệp Thần coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Huống chi, ở Vũ Văn Cơ bên người, còn có một cái Phong Vô Cực. Vũ Văn Chất Nhi, không có sao chứ? Phong Vô Cực trầm giọng nói. Phong bá bá, ta không có sao. Vũ Văn Cơ thoáng định thần, chân mày khẽ nhíu một cái, nói thằng nhóc kia thực lực thật là kinh khủng, hắn chắc là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, thiên hạ tới giữa, lấy chính là càn khôn cảnh thân, có thể thương tổn tới ta, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Phong Vô Cực ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, hắn sáng lập một cái kêu là âm dương thần điện thế lực, muốn âm thầm đối kháng vạn khư, vậy Lâm Hy Trạch chính là âm dương thần điện tàn dư, bọn họ ngày hôm nay muốn chạy trốn, đó là tuyệt đối không thể nào, chúng ta truy đuổi. Nói xong, Phong Vô Cực lắc người một cái dịch chuyển, nghiền bạo hư không, không ngừng đuổi tới. Diệp Thần mang Lâm Hy Trạch, Lâm Thanh Trúc, chạy trốn đến xa xa, nói tiền bối, Lâm cô nương, hẳn không chuyện, ta mang các người hồi Nguyên Thiên Viện. Lâm Thanh Trúc chưa tỉnh hồn, gương mặt như cũ một phiến trắng bệch. Vũ Văn Cơ hơi thở, chân thực quá mạnh mẽ, đó là tiêu diệt toàn bộ Lâm gia hung thủ, nàng không nghĩ tới Diệp Thần có thể ở Vũ Văn Cơ dưới quyền trở lui toàn thân, thậm chí còn một kiếm chém bị thương liền Vũ Văn Cơ. Tôn chủ, hôm nay khó khăn, không dễ dàng trốn thoát như vậy. Lâm Hy Trạch lắc đầu một cái, nhưng là cười khổ. Tiền bối. Diệp Thần sửng sốt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng giác hư không nổ, một cổ kinh khủng oai rồng hơi thở, cuồn cuộn tập sát tới. Luân hồi chi chủ, Lâm Hy Trạch, các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Phong Vô Cực uy mãnh bá đạo thân thể, bỗng nhiên xé nát hư không, xuất hiện ở Diệp Thần cùng trước mặt người. Ha ha ha, ta vốn là chỉ muốn đuổi giết âm dương thần điện tàn dư. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải luân hồi chi chủ, ngươi là vạn khư chỉ đích danh muốn giết người, ngày hôm nay ngươi rơi vào ta trong tay, coi là ngươi xui xẻo. Phong Vô Cực liều lĩnh cười to,
đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mới vừa Diệp Thần ra tay, hắn đã khẳng định Diệp Thần thân phận. Chính là càn khôn cảnh sơ kỳ thực lực, lại có thể thương tổn tới Vũ Văn Cơ, dõi mắt chư thiên vạn giới, trừ luân hồi chi chủ bên ngoài, không có bất kỳ người có thể làm được. Huống chi, nếu như không nghe lầm, mới vừa Lâm Hy Trạch gọi Diệp Thần, tựa hồ chính là để cho tôn chủ. Thái Thượng Thiên Tàn nói, cho ta trấn áp. Phong Vô Cực lại càng không nói nhảm, long chảo giết ra, ung ung nghiền ép xuống, bộc phát ra vô cùng tàn nhẫn, ác liệt, nhọn, muốn giết phá hết thảy hơi thở. Đây là Thái Thượng Thiên Tàn đạo đạo khí, ác liệt như đao, tàn sát hết thảy. Thái Thượng Thiên Tàn nói, cũng là Thái Thượng 36 đạo một trong, đạo pháp lãnh khốc uy nghiêm, nghiền chư thiên, tàn sát hết thảy sinh linh. Phong Vô Cực một móng vuốt giết ra, Thiên Tàn đạo khí bạo phát, thoáng chốc tới giữa, vạn dặm thời không cuồn cuộn vỡ vụn, bị cắt kim loại được tan tành, tựa như cũng thay đổi được tàn bể thưa thớt, lại có sụp đổ, làm tan rã thành mảnh vụn hình dáng. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, Phong Vô Cực nhưng mà đế thích thiên cao thủ cùng một cấp bậc, ngón này Thái Thượng Thiên Tàn nói, toàn lực bùng nổ, đơn giản là muốn cắt chi tinh thần, tàn bể chư thiên hết thảy. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy mình tay chân, tựa như đều phải bị cắt chi, cả người có loại bị loạn đao chém chết, vạn kiếm phân thây ảo giác. Tôn chủ chú ý. Lâm Hy Trạch khẽ cắn răng, đầu tóc bạc trắng phiêu động, bỗng nhiên phi thân ra, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, ngự. Lâm Hy Trạch quát lên một tiếng lớn, bàn tay nổ lên một chùm oành hắc ám ánh sáng, hóa thành một mặt tấm thuẫn, ngăn cản Phong Vô Cực công kích. Cái này tấm thuẫn, kêu Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, là từ 33 thiên hồng mông cổ pháp, Vĩnh Dạ Đại Ma ngày trời suy diễn ra lớn nguyên thuật, là âm dương thần điện bí kỹ một trong. Vĩnh Dạ Ma Thuẫn mở ra đi ra, địch nhân tất cả công kích, thì phải rơi vào vĩnh hằng trong đêm tối đi, tung không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nhưng là, Phong Vô Cực công kích, lực sát thương quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ Thiên Tàn đạo pháp, hung hăng đánh vào dưới, ầm một tiếng, tại chỗ liền nghiền nổ Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, liên quan Lâm Hy Trạch, cũng bị chấn động được hộc máu. Tiền bối. Diệp Thần sắc mặt biến, Phong Vô Cực thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ không phải Lâm Hy Trạch có thể ngăn cản. Lão Tổ Tông. Lâm Thanh Trúc cũng là kinh hô lên, trong mắt rơi lệ, cũng không biết như thế nào cho phải. Các ngươi đi trước. Tôn chủ, thay ta chiếu cố ta Trúc Xanh. Lâm Hy Trạch lộ ra một cái thảm đạm nụ cười, già nua trong ánh mắt mang một chút quyết đoán, vung tay lên, một cổ kính khí quét ra, đem Diệp Thần và Lâm Thanh Trúc CBI đến xa xa. Lão già kia, ngươi muốn làm gì? Phong Vô Cực phát giác không ổn, mặt liền biến sắc, long chảo lăng không bạo giết xuống, muốn nghiền Lâm Hy Trạch thân thể. Thiên Ma Tàn Giã Đại Pháp, bảo. Lâm Hy Trạch hai tay kết ấn, ngửa mặt lên trời cuồng quát một tiếng, lại là sử dụng Thiên Ma Tàn Giã Đại Pháp, ngay tức thì tàn giã tự bảo. Không tốt. Phong Vô Cực thần sắc đại biến, Lâm Hy Trạch cái này một tí tự bảo, quá mức đột nhiên, tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn không có phòng bị. Mặc dù Lâm Hy Trạch thực lực, xa xa kém hơn hắn, nhưng cũng là một người còn chân cảnh cao thủ, cái này một tí tàn giã tự bảo, trên không nổ thành một đóa mây hình nấm, dù sao cũng nặng hư không ùng ùng sụp đổ bạo diệt, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng không gian chảy loạn, bốn phía vạn cổ oanh diệt, uy thế thật lớn. Hồng Mông Nguyên Thuật, thần võ long quấn tay. Trong lúc nguy cấp, Phong Vô Cực long chảo múa, năm cây kim quang sáng chói long chỉ, không ngừng lật bay quấn quanh, vô số long ảnh bay vút lên, đem đánh mà đến nổ, từng tầng một quấn quanh phân giải. Một chiêu này thần võ long quấn tay, là hết sức là cao siêu Hồng Mông Nguyên Thuật, một sử xuất ra, lập tức hóa giải Lâm Hy Trạch tan giã tự bạo đánh vào. Cái gọi là Hồng Mông Nguyên Thuật, bắt đầu từ 33 thiên Hồng Mông cổ pháp bên trong, diễn hóa ra tới lớn nguyên thuật, so với thông thường Hồng Mông cổ pháp, nhiều một tầng cơ xảo biến hóa ảo diệu. Thí dụ như mới vừa Lâm Hy Trạch sứ Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, chính là Hồng Mông Nguyên Thuật, ngọn nguồn là Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Phong Vô Cực một chiêu này thần võ long quấn tay, cũng là Hồng Mông Nguyên Thuật, ngọn nguồn là 33 thiên Hồng Mông cổ pháp bên trong thần võ lay trời đánh. Tiền bối. Diệp Thần thấy Lâm Hy Trạch tự bạo tan rã, nhất thời chấn động hoảng sợ. Lâm Thanh Trúc cũng là một hồi kinh hãi, không nghĩ tới vì bảo vệ nàng và Diệp Thần, Lâm Hy Trạch sẽ tan rã tự bạo. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, vội vàng kéo Lâm Thanh Trúc, nhanh chóng biến dạng hư không đi xa.
Lâm Hy Trạch hợp lại hết tánh mạng, cũng phải kéo Phong Vô Cực bước chân, Diệp Thần tự nhiên không thể phụ lòng tâm huyết của hắn. Trong truyền thuyết Vạn Khư, đã theo dõi Âm Dương Thần Điện, ngày hôm nay Lâm Hy Trạch hy sinh, chỉ là một bắt đầu. Diệp Thần rất rõ ràng, sau này mình gặp mặt sắp nguy hiểm lớn hơn nữa, muốn đối kháng Vạn Khư, nhất định là cửu tử nhất sanh. Nổ dư âm, di thiên không tiêu tan, mãn không đều là máu đỏ mây khói. Soát, Vũ Văn Cơ vậy đuổi tới, bóng người hạ xuống xuống, nhìn chung quanh tàn phá bừa bãi nổ mây khói, hắn sắc mặt rất là khó khăn xem, nói, Phong bá bá, như thế nào? Phong Vô Cực nói, lão nhân kia tan rã tự bạo, che chở luân hồi chi chủ chạy. Vũ Văn Cơ trầm giọng nói, có thể hay không tra được bọn họ đi nơi nào? Hoang ma kiếm chủng và chấn ma huyết thạch, đều ở đây luân hồi chi chủ trên tay, nhưng không thể để cho hắn nuốt một mình. Hoang ma kiếm chủng và chấn ma huyết thạch, hai thứ đồ này, giá trị đều không có thể lường được, một khi toàn bộ lạc nhập Diệp Thần trong tay, Vũ Văn Cơ không cách nào chịu đựng lớn như vậy tổn thất. Phong Vô Cực lắc đầu một cái, nói, luân hồi thiên cơ, nơi nào có như thế dễ dàng theo dõi. Ngươi nếu như muốn điều tra, tốt nhất đi một chuyến Tổ Long Thần Điện, ngươi và Thánh Nữ Diệp Lạc Nhi hôn sự, cũng nên cử hành. Tổ Long Thần Điện, Vũ Văn Cơ ánh mắt hơi chăm chú, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, được, Phong bá bá, ta vậy thì đi một chuyến Tổ Long Thần Điện, đáng tiếc ta xính lễ còn không có chuẩn bị đầy đủ, trước đây vốn là dự định ở Hồng Mông Phúc Địa, đào lấy thiên tiên cá chép sao, đòi một cái thiên tiên phối tiền thưởng, đáng tiếc xảy ra chút bất ngờ. Phong Vô Cực nhàn nhạt nói, xính lễ cái gì, không cần quá để trong lòng, nhanh chóng và thánh nữ thành hôn, miễn sinh chi tiết. Vũ Văn Cơ nói, Phong bá bá, vậy ta đi. Dứt lời, Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, biến dạng hư không, lao tới Tổ Long Thần Điện. Bên kia, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc trở lại Nguyên Thiên Viện. Lúc này Nguyên Thiên Viện, thế lực một ngày so một ngày hừng hực, tầng tầng kiến trúc, lộng lẫy và tuyệt vời. Tại học viện bốn phương, có bốn con cự thú trấn thủ. Cái này bốn con cự thú, theo thứ tự là Kim Tình Sư Tử, Tuyệt Viêm Hỏa Long, Kim Giáp Thao Thiết, Thanh Giáp Cự Ngoan, chúng nghiễm nhiên thành học viện thú bảo vệ. Còn có một bụi to lớn cây trà, sừng sững tại học viện sau núi, thả ra từng tia mát rượi cỏ cây sức sống. Bụi cây này cây trà, dĩ nhiên là thái thượng trà thụ. Ngày đó ở Càn Ám Ma, Diệp Thần chém giết Phong Tinh Vẫn. Sau đó và Ma Bi Chi Chủ đánh một trận, nguyên khí bị tổn thương quá nặng, không có lập tức thu phục thụ yêu, sau đó liền đi chiến trường thượng cổ, không rảnh xử lý thái thượng trà thụ. Hiện tại, bụi cây này thái thượng trà thụ bị già thiên ma đế bọn họ liên hiệp tạm thời trồng ở Nguyên Thiên trong viện. Thái thượng trà thụ thông linh, tự nhiên biết rõ đây là mình lựa chọn tốt nhất. Mọi người thấy Diệp Thần mang theo một cái nữ nhân xa lạ trở về, đều là nghi ngờ kinh ngạc. Diệp Thần đơn giản giải thích, nói Lâm Thanh Trúc là luân hồi chi chủ người theo đuổi đời sau, cũng không có tiết lộ Âm Dương Thần Điện lai lịch. Thoáng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc đi tới học viện sau núi, ở Thái Thượng Trà Thụ Hạ ngồi xếp bằng. Lâm cô nương, ta tu luyện Thái Thượng Thiên Ma Thể, mà tính cắn trà cực lớn, một khi bùng nổ, rất có thể rơi vào bị lạc, chỉ có lợi dụng chấn ma huyết thạch, mới khá áp chế ta ma khí, xin ngươi hãy tương trợ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Lâm Thanh Trúc, trịnh trọng nói. Đây cũng là Diệp Thần Thái Thượng Thiên Ma Thể không có tiếp tục tu luyện nguyên nhân căn bản. Lâm Thanh Trúc gò má không biết đường nào tới một đỏ, khẽ gật đầu một cái, nói luân hồi chi chủ, ngươi kêu ta làm gì, ta đều tùy ngươi, ngươi cứ việc nói là được. Hiện tại Lâm gia tiêu diệt, tổ tông Lâm Hy Trạch lại chết đi, Lâm Thanh Trúc lẻ loi hiu quạnh, Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào, tự nhiên cái gì cũng theo từ. Diệp Thần than thở một tiếng, đầu óc bên trong hiện ra Vũ Văn Cơ bóng người, một hồi cừu hận dâng lên. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ giết tới Minh Long thần tộc, tru diệt Vũ Văn Cơ, trả thù hết thảy cừu hận. Thái Thượng Thiên Ma Thể, mở. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hít sâu một hơi, cặp mắt hiện ra nghiêm ngặt ma hy, lập tức mở Thái Thượng Thiên Ma Thể. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên hoàn toàn mở Thái Thượng Thiên Ma Thể. Trước đây bởi vì không có được chấn ma huyết thạch, hắn chỉ dám đơn giản vận dụng. Hiện tại có Lâm Thanh Trúc ở đây, hắn dự định thử nghiệm hoàn toàn phóng thích. Diệp Thần vừa bắt đầu, thoáng chốc tới giữa, bắp thịt từng cục cầu kết nổ tung, điên cuồng bạo tăng, cả người lớn mạnh hai vòng,
da ngay tức thì hóa thành sắt thép vậy, màu sắc đen nhánh, nhấp nhô tầng tầng ma văn, sau lưng còn có thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, nổi lên, dữ tợn tàn bạo, bá đạo dị thường. Cái này, Lâm Thanh Trúc sợ hết hồn, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, tựa như trấn áp vạn cổ tuyệt thế thiên ma, thể chất mạnh mẽ tới cực điểm, cả người gân xanh đều ở đây nổi lên, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ, thật là vô địch. Tốt lực lượng cường hãn, luân hồi chi chủ, người cái này thái thượng thiên ma thể, quá dã man, quá bá đạo. Thái thượng trà thụ trên thân cây, hiện ra một tấm già nua mặt người, thấy Diệp Thần kinh khủng thiên ma thể chất, cũng là rung động không dứt. Lâm cô nương, mau dùng trấn ma huyết thạch, hóa giải ta ma khí. Diệp Thần ánh mắt tàn bạo, tinh thần dần dần đổi được là máu. Diệp Thần cảm giác được, bên trong đan điền, vậy một cổ lắng động không tiêu tan ma ý, thì phải nổ, chìm ngập hắn tinh thần, mai táng hắn linh hồn, để cho hắn hoàn toàn bị lạc. Đây là thái thượng thiên ma thể cắn trả. Một khi cắn trả thành công, Diệp Thần đem hoàn toàn thất thủ. À! Lâm Thanh Trúc hơi có điểm hốt hoảng, hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm thần, sử dụng trấn ma huyết thạch, trong tay đạo đạo pháp quyết đánh ra. Thái thượng chư thần, ban cho ta tiên phúc. Chư thần mà nói, tức là chân lý. Chư thần nói nếu không mục nát, thế gian là được vĩnh hằng. Chư thần ánh sáng, chân áp vạn ma. Từng trận huyền diệu thần chú, từ Lâm Thanh Trúc trong miệng phát ra. Khối này trấn ma huyết thạch, chất liệu đặc biệt đặc thù, truyền thuyết là dùng thái thượng thế giới rớt xuống vẫn thạch, đúc thành, bên trong hàm chứa thái thượng chư thần ý chí, có thể áp chế hết thảy ma ý, hóa giải hết thảy hung ác. Vù vù, từng luồng tràn đầy chư thần ý chí, đỏ thẫm nóng bỏng ánh sáng, từ trấn ma huyết thạch tản ra, dưới vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền giác đan điền nổ, vậy một đoàn lắng động không tiêu tan ma khí, lại ngay tức thì bị trấn ma huyết thạch tan rã. Trấn ma huyết thạch, đúng là có hóa giải ma khí, trấn áp hết thảy tà lệ hiệu quả. Nhưng là, ma khí bỗng nhiên làm tan rã, như núi lửa bộc phát, ngay tức thì cho Diệp Thần kinh mạch, tạo thành to lớn đánh vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực tới giữa, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra. Thái thượng thanh trà, thanh tâm dưỡng hồn, đi. Vừa lúc đó, thái thượng trà thụ vậy ra tay, từng cái cù long vậy nhánh cây rút ra, bao phủ Diệp Thần thân thể, thả ra xanh sâu kín sáng mờ, mạnh mẽ cỏ cây sức sống, vậy dưới vào Diệp Thần trong kinh mạch đi. Bụi cây này thái thượng trà thụ, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng phụ trợ tăng thêm hiệu quả, vô cùng cường đại. Nó ra tay một cái, các loại sinh mạng quy luật, cỏ cây sức sống, thiên địa linh khí, như từng cái thanh long vậy, còn quấn Diệp Thần, không ngừng bồi dưỡng Diệp Thần gân cốt mạch máu. Ở thái thượng trà thụ phụ trợ, Diệp Thần chợt cảm thấy trong cơ thể bạo động, ngay tức thì hỏa hoãn rất nhiều. Vậy bị đánh bể tan dã ma khí, cuối cùng vậy hóa thành bổn nguyên linh khí, lần nữa hội tụ đến Diệp Thần đan điền bên trong. Diệp Thần cả người ma khí chấn động, sau lưng thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, biến hóa được hơn nữa rõ ràng, uy nghiêm, bá đạo. Bất quá, tất cả ma khí, cũng không có lại cắn trả dấu hiệu. Ở trấn ma huyết thạch phụ trợ, Diệp Thần coi như là tạm thời giải quyết thái thượng thiên ma thể cắn trả vấn đề. Quá tốt! Diệp Thần trong lòng đại hỉ, giải quyết cắn trả vấn đề, nói cách khác, đang đối mặt ma bi chi chủ lúc đó, hắn có thể không cố kỵ chút nào, toàn lực bùng nổ thái thượng thiên ma thể, nếu như lại đối mặt ma bi chi chủ, hắn có chân áp chắc chắn. Thái thượng thiên ma thể, so ma bi chi chủ càng cái ma tính, chỉ cần Diệp Thần hoàn toàn nhập ma, mượn nữa trước luân hồi huyết mạch áp chế. Còn có trấn ma huyết thạch áp chế, coi như là ma bi chi chủ, cũng không thể ngăn trở. Luân hồi chi chủ, người xong chưa? Lâm Thanh Trúc thở dốc một tí, gò má hơi mang theo một chút trắng bệch, toàn lực thúc giục trấn ma huyết thạch, cũng để cho nàng hao phí to lớn linh lực, thân thể từng cơn chột dạ. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, nói ta không sao, đa tạ ngươi, Lâm cô nương. Lâm Thanh Trúc mỉm cười cười nói, ngươi không có sao liền tốt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về một bên thái thượng trà thụ, nói thụ yêu, lần này cũng phải cảm ơn ngươi, ma hồn thần cung đã diệt, phong tinh vẫn đã chết, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta? Thái thượng trà thụ nói, luân hồi chi chủ, ta nguyện ý quy thuận, nhưng là, ngươi đắc tội ma bi chi chủ hung uy quá lớn, ta không giúp được ngươi, ở ma bi chi chủ trước mặt, ta chỉ là một giới con kiến hôi,
hắn bắn ra chỉ là được tiêu diệt ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cho ta mọc rễ vào hoàng tuyền đồ bên trong đi là được, mà bi chi chủ, ta sẽ tự mình đối phó với. Nói xong, Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ. Thái thượng trà thụ thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy thì tốt, ta dẫu sao chỉ là một bụi thụ yêu, không hề sở trường chiến đấu. Thái thượng trà thụ am hiểu nhất địa phương, là tiêu tai rõ ràng ách, xua tan ma khí, thanh tâm dưỡng hồn, còn như sống chết sát phạt chiến đấu, nó không hề sở trường. Bất quá, Diệp Thần vậy không cần nó xuất chiến, chỉ cần nó khôi phục hoàng tuyền đồ khí vận căn cơ liền có thể. Luân hồi chi chủ, ta tên là Sala, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thái thượng trà thụ cành lá thoáng một cái, hóa thành lau một cái thanh ảnh, trốn vào hoàng tuyền đồ bên trong đi. Sala, Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Cây rẻ ngựa, cũng gọi Sala. Cây Sala tương truyền niết bàn của Phật Thích Ca ở giữa có đôi cây Sala. Ở Phật gia trong truyền thuyết, có Sala lớn Bồ Tát, có thể thanh tịnh khư tai, lọc sạch thiên hạ. Bụi cây này Sala cây trà, nếu như hoàn toàn lớn lên, có thể lột xác thành Sala lớn Bồ Tát, lọc sạch hết thảy tai khí. Diệp Thần thần thức, vậy trốn vào hoàng tuyền đồ bên trong, liền thấy Sala cây trà, cắm rễ ở suối vàng bờ sông. Từng luồng cỏ cây thanh quang, từ Sala cây trà trên thân thể tràn ngập ra, đúng cái suối vàng thánh hà, đổi được càng tinh khiết trong veo, trong sông từng cái thiên long ảo ảnh, kim lăng lập lòe, rào 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 toát ra. Sala cây trà bản thân có lọc sạch tai khí hiệu quả, và suối vàng thánh thủy hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cùng Sala cây trà hơi thở, hoàn toàn và suối vàng thánh thủy dung hợp, Diệp Thần thậm chí có thể lọc sạch trung đẳng cường độ tâm ma. Đây là cái gì? Hoang ma thiên kiếm hạt giống. Trời ơi, người từ nơi nào tìm được? Viên này hoang ma kiếm chủng, một khi nảy mầm, mà đạo kiếm khí sợ là phải càn quét hết thảy. Luân hồi chi chủ. Nếu như bị thái thượng các chư thần, biết ngươi chiếm đoạt hoang ma kiếm chủng, ngươi nhất định phải chết. Bọn họ không thể nào tha ngươi. Lúc này, Sala cây trà thấy được xa xa một ngọn núi. Ngọn núi kia, đen nhánh nặng nề, như sắt thép đúc, phía trên hiện đầy tinh không quý tích vậy văn lạc, ma khí dày đặc, chính là hoang ma thiên kiếm hạt giống. Dõi mắt vực ngoại và thượng giới, thiên kiếm chỉ có 3 cây, hoang ma thiên kiếm là đặc biệt nhất tồn tại. Bởi vì so với phổ thông thiên kiếm, thanh kiếm này có ma khí, đại biểu cao nhất ma đạo mũi nhọn, một khi kiếm chủng nảy mầm, thiên kiếm xuất thế, nhất định càn quét vũ trụ, cuộn sạch tinh không, đặc biệt đáng sợ. Thanh kiếm này, cũng là cấp trên luôn muốn thu lại tồn tại. Thần La thiên kiếm và Long Uyên thiên kiếm, cấp trên đều có thể thả qua, nhưng Hoang Ma thiên kiếm, tuyệt không thể bỏ qua, bởi vì kiếm này ma khí quá nặng, một khi bị người cố ý đạt được, ví dụ như Đế Thích Thiên. Vậy Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, rất có thể đột phá tới tột cùng nhất 9 tầng cảnh giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một hạt giống thôi, đừng như thế hốt hoảng. Diệp Thần cười nhạt, hắn cũng biết hoang ma thiên kiếm lợi hại, nhưng muốn bồi dưỡng cái hạt giống này, chân thực quá khó khăn, cần cầm vô số thiên tài địa bảo, vô số tạo hóa linh khí, vô số sinh linh máu thịt đi bổ sung, đi tưới, mới có nảy mầm có thể. Chờ ta giết Phú Văn Cơ. Tàn sát Minh Long thần tộc, cầm toàn bộ Minh Long thần tộc hết thảy tài nguyên, đi tưới hoang ma kiếm chủng, không biết có hay không nảy mầm cơ hội. Diệp Thần trong mắt bên trong, đột nhiên lướt qua một chút sát khí nồng nặc, nghĩ tới Vũ Văn Cơ, nghĩ tới Minh Long thần tộc. Minh Long thần tộc, là long trong tộc đại tông cây, huyết mạch tinh khí đậm đà, nếu như đối kháng bọn họ, cầm máu rồng và long tộc thiên tài địa bảo tưới hạt giống, hoang ma kiếm chủng rất có thể có nảy mầm cơ hội. Hung mãnh sát niệm, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng rất rõ ràng Minh Long thần tộc mạnh mẽ, lấy mình thực lực trước mắt, muốn đối kháng bọn họ, cầm bọn họ tài nguyên bồi dưỡng kiếm chủng, chân thực là chuyện không thể nào. Việc cần kíp, là đối phó Ma Bi Chi Chủ. Trong phảng phất, Diệp Thần đã bắt được Ma Bi Chi Chủ ý định giết người. Không ra mấy ngày, hai người đem sẽ có một trận đại chiến. Mà lúc này Ma Bi Chi Chủ đang nữ hoàng thiên cung chỗ sâu, một phiến tĩnh lặng sân nhỏ, yên lặng điều tức khôi phục. Một khối khắc chữ ma bia đá, trôi lơ lửng ở Ma Bi Chi Chủ đỉnh đầu, thả ra từng luồng màu đen linh khí, không ngừng bồi dưỡng hắn tinh thần. Khối này ma bia, là Ma Bi Chi Chủ những ràng buộc. Hắn đã sản sinh ra linh trí, nhưng không cách nào thoát khỏi ma bia trói buộc,
một khi rời đi ma bia, hắn sẽ lập tức tử vong. Bất quá, cái này ma bia, cũng là ma bi chi chủ an thân lập mạng căn cơ, là hắn thân thể, là đồ đựng. Xây lại nữ hoàng thiên cung, lại chịu đựng chư thiên nghiệp lực, để cho ma bi chi chủ tổn thất đồ sộ tính linh lực, hắn đang điều tức khôi phục. Hoàng ma kiếm trùng xuất hiện. Đột nhiên, ma bi chi chủ mở hai mắt ra, lộ ra một hồi rung động. Trong sâu thẳm, hắn bắt được hoang ma kiếm trùng hơi thở. Hắn thân là ma bi chi chủ, mượn luân hồi ma bia, đối với trong thiên địa đủ loại ma khí, cảm ứng đặc biệt bén nhạy. Cái này một tí, ma bi chi chủ rõ ràng cảm giác được, hoang ma kiếm trùng phá vỡ phong ấn, xuất hiện trên đời gian, lại bị người cướp đi. Là luân hồi chi chủ, là hắn cướp đi hoang ma kiếm trùng,